Nhưng là lần này, vạn chúng chú mục, dù là Chu Tước quốc dân chúng lực lượng lại tiểu, bọn họ còn có thể xuyên tạc sự thật, chỉ hươu bảo ngựa. Lần này, sai thì sai tại, không cần phải vì để cho Nguyệt Linh gia tộc phục chúng, lựa chọn để dân chúng quan chiến. Hiện tại lại đến sửa đổi, lỗ thủng quá nhiều, rất dễ dàng ra chuyện, muốn là cho Lang Thiên Tử danh dự tạo thành ảnh hưởng, chúng ta xong đời. Tống Nhất Phàm sắc mặt tái xanh mà nói. Không đúng, tránh thức sai lầm là, chúng ta bởi vì Lôi Tôn phủ thực lực không tệ, thì lựa chọn Chu Tước quốc. Cái này vệ phủ trung niên đệ nhất có Mộ Dương, thế hệ thanh niên, lại ra Lý Thiên Mệnh cái này không thể tưởng tượng người trẻ tuổi. Coi như dân chúng không quan chiến, Lôi Tôn phủ cũng đánh không lại, chúng ta cưỡng ép chân áp, cũng có rất lớn ra chuyện mạo hiểm. Cận Nhất Huyên đau đầu nói. Hai vị giám sát sứ, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ mạnh thì có mạnh, nhưng xương sườn mềm cũng là, sợ ra chuyện. Nếu như Mộ Dương không mạnh như vậy, ra chuyện khả năng rất thấp. Nhưng là hắn cường độ, đã đạt đến có thể tạo thành, ra chuyện, khả năng. Để cho bọn họ tới chém giết Mộ Dương, liền sợ không giết chết, để hắn đào tẩu. Một khi đào tẩu, loại cấp bậc này lưu giữ đang trả thù lên, Nguyệt Linh gia tộc muốn là ra chuyện, bọn họ xong đời. Duy nhất khả năng cũng là đem, lão đại, gọi qua. Nhưng là, thì chút chuyện nhỏ này, để đường đường thánh thiên phủ giám sát sứ xuất mã, há không buồn cười. Mộ Dương cùng Lý Thiên Mệnh tồn tại, để bọn hắn kế hoạch lần này, nhất định thất bại. Hiện tại hai vị giám sát sứ, nhìn đến cái kia thánh thú chiến hồn phủ phục tại Lý Thiên Mệnh trong tay, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai thánh thú chiến hồn là hắn. Nguyên lai thiếu niên này, mới là cái này Chu Tước quốc có thiên phú nhất người. Hẳn là cái này bán đảo chi địa có thiên phú nhất người. Hắn cộng sinh thú xem ra rất đặc thù, cường độ không tệ, mấu chốt là người này năng lực lĩnh ngộ cũng quá mạnh, linh nguyên cảnh, đem thiên ý chiến quyết ý cảnh đều cho phát huy ra. Bọn họ càng rõ ràng, đối một cái ngự thú sư tới nói, cộng sinh thú huyết mạch lực lượng cùng phẩm giai phi thường trọng yếu. Nhưng, đối với một người, gốc rễ của hắn thiên phú, là một loại lĩnh ngộ lực. Loại này năng lực lĩnh ngộ, cảm ngộ thiên địa ý chí cùng linh khí năng lực, thuộc về ngự thú sư bản thân. Đạt tới thiên ý cảnh về sau, loại năng lực này sẽ để bọn hắn, kéo ra cùng còn lại ngự thú sư chênh lệch. Muốn dựa vào cộng sinh thú huyết mạch năng lực, đi cả một đời. Không có khả năng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm, lấy một địch 3000 ép Lâm Tiêu Đình, mới có thể để hai vị giám sát sứ, đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ gặp quá nhiều bởi vì cộng sinh thú mà trở thành thiên tài ngự thú sư. Nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua, tại linh nguyên cảnh, thì so nắm giữ linh nguyên thần thông cộng sinh thú còn mạnh hơn ngự thú sư. Tại thánh thiên phủ, đều chưa thấy qua linh nguyên cảnh, là có thể đem thiên ý chiến quyết thi triển đến loại trình độ này ngự thú sư. Lôi Tôn phủ cầu tình, bọn họ thấy được. Nhưng là, một cái rách nát gia tộc, coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ cũng làm không thấy được. Bởi vì, Lâm Tiêu Đình một trận chiến này bại chiến tử, mất đi thánh thú chiến hồn về sau, Lôi Tôn phủ đối hai vị giám sát sứ, đã triệt để đã mất đi ý nghĩa. Vệ phủ, là không thể nào cầm xuống. Cận Nhất Huyên lắc đầu cười khổ. May mắn, chúng ta lưu lại cái kế hoạch thứ hai, biết sớm như vậy, trực tiếp chấp hành cái này kế hoạch thứ hai là có thể. Đúng vậy, Thương Hải quốc thiên phủ người trẻ tuổi, tại Trầm Uyên chiến trường đã chết sạch. Cái kia Mộ Dung Thiên Hải thực lực cùng Lâm Thiên Giám không sai biệt lắm, hắn phụ thân đã thoái vị, tuổi tác già nua, tu vi suy yếu, không chịu nổi một kích. Mà lại, bên kia, Trạm Lam Cung, người, đã sớm khẩn cầu muốn trợ giúp Nguyệt Linh gia tộc đoạt được Thương Hải quốc thiên phủ, thực lực bọn hắn không so Lôi Tôn phủ kém, nhân số cũng rất nhiều. Được rồi, bên này cứ như vậy đi, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tiến về Thương Hải quốc. Buổi tối hôm nay đến, an bài Nguyệt Linh cơ cùng Trạm Lam Cung người thành thân, ngày mai thì khai chiến, lãng phí nữa 3 ngày. Bên kia đương nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, muốn là bên này không có Lâm Tiêu Đình, thật không sẽ chọn nơi này. Phiền phức. Lần này, tốt nhất đừng để dân chúng quan chiến, thật sự là phiền. Đúng, tốc chiến tốc thắng. Hai vị giám sát sứ làm ra quyết định thời điểm, vừa tốt Lý Thiên Mệnh sau cùng chém giết Lâm Tiêu Đình. Hết thảy, kết thúc. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh kiếm khóa thánh thú chiến hồn, đi hướng hắn hai cái huynh đệ. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Người nào, đem kế thừa thánh thú chiến hồn.
Làm Lâm Tiêu Đình triệt để ở cái này tiêu tán về sau, Lý Thiên Mệnh phá tâm ma. Ánh mắt của hắn, khí chất cũng thay đổi. Kinh lịch thời khắc như vậy, người, liền sẽ triệt để trưởng thành. Có ít người, cố nhiên tuổi nhỏ, nhưng là hắn trong ánh mắt, tổng có một ít đáng sợ đồ vật. Lý Thiên Mệnh, hiện tại chính là người như vậy. Tại vạn chúng chú mục bên trong, hắn tay cầm đại lôi diệp kiếm, đi tới tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen trước mắt. Cái này hai tiểu đông tây, hôm nay cũng là dục huyết phấn chiến, giết đến thống khoái. Lý Thiên Mệnh, tiểu hoàng gà ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn. Giết đến thật thoải mái, ta thích loại cảm giác này. Ánh mắt nó bên trong hỏa diễm mãnh liệt. Bất kể lúc nào, nó luôn luôn chiến ý ngập trời. Có mau bệnh, còn không bằng ngủ dễ chịu meo. Sau khi đánh xong, tiểu mèo đen đã rũ cụp lấy ánh mắt, ngã trái ngã phải, buồn ngủ. Cái kia manh ngu xuẩn bộ dáng, phấn nộn móng vuốt nhỏ, ngốc manh thần thái, ai còn có thể nhớ tới, nó vừa mới nghiền ép phong tuyết hải linh long. Thánh thú chiến hồn, các ngươi người nào đến? Lý Thiên Mệnh đem cái kia tuyệt thế hung hồn, đặt ở trước mắt của bọn nó. Cho cái này quỷ lười đi, ta lại tăng cường, nó đều tự ti. Tiểu hoàng gà chẳng hề để ý mà nói, hắn duỗi ra cánh, vỗ tiểu mèo đen đầu. Nghiêm chỉnh một bộ đại ca điệu bộ. Nói thật, hiện tại tiểu mèo đen, không phải tiểu hoàng gà đối thủ. Vừa đến, tiểu hoàng gà chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Thứ hai, nó là tu luyện cuồng ma, tinh thông các loại thú pháp, liền thiên địa nhân tam sát kiếm đều cho tu luyện đi ra. Thứ ba, nó lần trước luyện hóa thú hồn, đã thức tỉnh, luyện ngục thuẫn giáp, thần thông, so tiểu mèo đen nhiều một cái thần thông. Lại đem thánh thú chiến hồn cho nó. Tiểu mèo đen cái này lười hóa, thì càng muốn bị kéo ra chênh lệch. Cái này quỷ lười một chiêu thú pháp đều không có học đến, đánh nhau toàn bộ nhờ hung. Lấy tính cách của bọn nó, về sau tu luyện cuồng ma, sẽ tinh thông càng nhiều thú pháp, mà tiểu mèo đen vẫn nóng lòng ngủ. Đã tiểu hoàng gà rõng rạc, chiếu cố đệ đệ, Lý Thiên Mệnh liền làm ra quyết định. Đến, chính mình luyện hóa, hắn đối tiểu mèo đen nói. Mèo, tiểu mèo đen áp sát tới, ngửi một cái, nhất thời về sau co lại, nói, thối quá, ta không muốn mèo. Luyện hóa nó, ngươi liền có thể mạnh lên. Có phải hay không mạnh lên, ta cũng không cần tu luyện meo. Đúng. Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà đều cười hắc hắc. Ta làm sao có loại dự cảm bất tường meo. Tiểu mèo đen run run một chút. Không tồn tại, bọn họ cười nói. Vì giảm bớt thời gian tu luyện, tiểu mèo đen rốt cục lấy dũng khí, đem cái kia, đế ma hung hồn, nuốt vào trong bụng. Nó hỗn độn lôi nguyên tại bụng, tự nhiên là đem cái này thánh thú chiến hồn luyện hóa tại bụng. Lấy nó thái cổ hỗn độn cự thú luyện hóa năng lực, đối phó thánh thú chiến hồn, vấn đề cũng không lớn. Lý Thiên Mệnh liền để tiểu mèo đen, trở lại cộng sinh không gian bên trong. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, chờ nó luyện hóa thành công, sẽ có nhiều đáng sợ. Huỳnh Hỏa, người như thế khẳng khái, không sợ về sau bị Miêu Miêu khi dễ à. Lâm Tiêu Đình vừa chết, Lý Thiên Mệnh triệt để dễ dàng. Trong lòng tảng đá lớn vỡ nát. Sau đó thiên địa mặc ta tiêu dao. Thì nó, ha ha, Huỳnh Hỏa cười. Thật đúng là, một chút áp lực đều không có a. Tuy nhiên Miêu Miêu lười biếng một chút, nhưng là, liền cái kia xích điện kim nghê thú, thi triển, đế ma hung hồn, đều biến đến mạnh mẽ như vậy, huyết nhục dồi dào, ma khí trùng thiên. Mà Miêu Miêu, vốn chính là lôi đình chi ma, huyết mạch bên trong chính là ma chí tôn. Song ma dung hợp, nói không chừng, cái này đế ma hung hồn, có thể kích thích huyết mạch gông xiềng, hình thành từ chính nó chủ đạo càng mạnh thần thông. Miêu Miêu chiến đấu kỹ năng kém một chút, vậy sau này, liền để nó sát người vật lộn, dùng thần thông phục người tốt. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười. Nếu là đế ma hung hồn có thể làm cho thân thể của hắn, sinh ra cùng loại xích điện kim nghê thú biến hóa, vậy liền có thể thỏa mãn ngươi, mãnh hổ, mộng tưởng rồi. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy a. Lý Thiên Mệnh. Đã chịu đủ triệu hồi ra cộng sinh thú, liền bị người phình bụng cười to thời gian. Đến lúc đó, các loại Miêu Miêu đế ma hung hồn vừa ra, tuyệt thế hung thú buông xuống, ta nhìn những người khác, vẫn sẽ hay không chế giễu ta cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh lâm vào trong huyễn tưởng. Chém giết cửu địch về sau huyết tinh. Không tồn tại. Bài trừ tâm ma, trước mắt là vạn trượng hồng trần đường. Trên con đường này, mây khói lăn lộn, cường giả vô số, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng, Lý Thiên Mệnh, chuẩn bị xong.
Đúng vào lúc này, thể nội cộng sinh không gian, làm Miêu Miêu tại an tĩnh luyện hóa đế ma hung hồn thời điểm, bỗng nhiên. Trong góc một khỏa thái cổ hỗn độn cự thú trứng, chấn động một cái. Lý Thiên Mệnh chú ý tới. Đó là một khỏa song sắc trứng. Bên trái tựa hồ là màu nâu, như là đồi núi, như là mặt đất bao la, nguy nga cẩn trọng. Bên phải tựa hồ là màu xanh lam, như là dòng sông, như là mênh mông biển lớn, dồi dào mãnh liệt. Mà giờ khắc này song sắc trứng, bỗng nhiên đã nứt ra một đầu vết nứt. Cái kia vết nứt rất nhỏ đến không thể gặp. Nhưng, cái này lại chứng minh, cái này vị thứ ba huynh đệ, đã đang vì mình sinh ra làm chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, đầu kia vết nứt, uyển chuyển, thon dài, khí phái. Cái này vết nứt bộ dáng, giống như là một con rồng. Không sai, cái này vết nứt phi thường giống long. Nhưng, so Phong Tuyết Hải Linh Long, không biết muốn chọc giận phái bao nhiêu. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một đầu vết nứt thôi. Xem ra, có thể bắt đầu chờ mong, cái thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú ra đời. Cái này, hẳn là một đầu chân chính mãnh thú đi. Không biết, nó sẽ cùng Huỳnh Hỏa một dạng, là tu luyện cuồng ma, vẫn là sẽ cùng Miêu Miêu một dạng, là cái quỷ lười. Đối với ngoại hình của nó cùng tính cách, Lý Thiên Mệnh tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, hắn đối cái này con thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, tạo hóa, càng thêm tràn ngập chờ mong. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, đều bị Lý Thiên Mệnh cảm nhận được bọn chúng đáng sợ. Cái này con thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú, đến cùng là cái gì nhân vật đáng sợ? Thời gian, sẽ cho ra đáp án. Lý Thiên Mệnh, bộ giám sát sứ cận nhất huyền đứng lúc thức dậy, toàn trường sôi trào, rốt cục trở nên yên lặng. Thiếu niên vừa đem thánh thú chiến hồn, để cho mình cộng sinh thú luyện hóa. Mưa to bắt đầu chuyển tiểu, nhưng dưới chân đất đai, đã máu chảy thành sông. Mời giám sát sứ đại nhân phân phó. Lý Thiên Mệnh thông minh. Hắn biết, lấy thực lực trước mắt, người nào có thể trêu chọc, có thể chém giết. Mà người nào, tại thực lực còn chưa đủ tình huống dưới, lại cũng không có tránh thức thâm cửu đại hận tình huống dưới, cũng không cần thiết, nhiệt huyết hướng não, cùng những người này náo mâu thuẫn. Hai vị giám sát sứ, cũng là cái sau. Kỳ thật, bọn họ một canh giờ cũng không đánh khai thiên văn kết giới, không có ngăn cản Lý Thiên Mệnh, đã cho Lý Thiên Mệnh một loại tín hiệu. Cái kia chính là, bộ giám sát sứ nhóm, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn nghiền ép Lôi Tôn Phủ mà phẫn nộ. Nhiều lắm là, kế hoạch bị phá hư, có chút buồn bực. Vạn chúng chú mục phía dưới, cận nhất huyên vậy mà vỗ tay. Người đối thiên ý chiến quyết cảm ngộ, khá kinh người. Ngay cả ta đều kinh thán. Cái này, là ngươi lấy linh nguyên cảnh thực lực, đánh bại quy nhất cảnh căn bản. Không ít quy nhất cảnh cường giả mới biết được, nguyên lai Lý Thiên Mệnh thi triển kiếm chiêu, lại có thiên ý chiến quyết cảm ngộ. Trách không được, huyền ảo như vậy. Ngươi là vệ gia anh hùng, ngươi cùng Mộ Dương, đều ở một mức độ nào đó, để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Cận nhất huyên mỉm cười nói. Mọi người đã nhìn ra, giám sát sứ, triệt để từ bỏ Lôi Tôn Phủ. Thậm chí, đối Lý Thiên Mệnh, cho thấy vẻ mặt vui cười. Đa tạ giám sát sứ đại nhân khích lệ, đường dài đằng đẵng, vãn bối còn cần nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói, thái độ của hắn, tự nhiên mà vừa vặn, không kiêu ngạo không tự ti. Có thể, người bây giờ, cần bình tĩnh lại, đây là hảo tâm cảnh, cận nhất huyên mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh, người cái này cánh tay trái thuộc về ngự thú sư, thân thể hóa thú, hiện tượng. Tại, Đông Hoàng Cảnh, đây là một loại hiện tượng bình thường, không cần bao khỏa che giấu. Trình độ nào đó, thân thể hóa thú, thuộc về ngự thú sư cùng cộng sinh thú tại huyết mạch kế thừa thời điểm, phát sinh huyết mạch hỗn loạn, nhưng không ảnh hưởng tu luyện, thậm chí, còn sẽ có rất lớn có ích. Nói thí dụ như, cánh tay trái của ngươi rất cường tráng, lân giáp rất cường nhận, so rất nhiều hung thú đều cường hãn. Tống Nhất Phàm bỗng nhiên cùng hắn nói rõ chuyện này. Thân thể hóa thú. Đông Hoàng Cảnh, Lý Thiên Mệnh trước kia đem cánh tay trái bao vây lại, cũng là lo lắng gây nên rối loạn. Nguyên lai, cái này lại là Đông Hoàng Cảnh nội, dù sao bình thường hiện tượng. Dù sao, cộng sinh thú cùng ngự thú sư lần thứ nhất tu luyện, sẽ có huyết mạch kế thừa hiện tượng. Ngự thú sư tiếp nhận cộng sinh thú huyết mạch lực lượng, nếu như tiếp nhận quá nhiều, phát sinh thân thể hóa thú cũng bình thường. Một phần nhỏ hóa thú, vấn đề không lớn. Nhưng có người toàn thân hóa thú, cái kia chính là hóa thành dã thú, đây là không tốt hiện tượng, nhưng tình huống rất ít.
Đến mức Đông Hoàng cảnh, Lý Thiên Mệnh phỏng đoán, khả năng này cũng là cái kia Thánh Thiên Phủ vị trí đi. Đa tạ giám sát sứ đại nhân cáo chi, ta còn tưởng rằng chính mình thân thể xảy ra sự tình, không dám gặp người đây. Lý Thiên Mệnh nói đùa. Như vậy sau đó, thì không cần quấn quanh giày như vậy vải che đậy. Kỳ thật cái này cánh tay trái không có chút nào xấu, phản mà phi thường mỹ quan. Cái kia màu đen rất thuần chủng, hơn nữa, còn là chính hình sáu cạnh lân giáp. Thú chảo tuy nhiên sắc bén, nhưng không mang theo bao tay, dễ dàng hơn chiến đấu. Đến mức cái kia lòng bàn tay ánh mắt, chẳng những có thể tu luyện thần hồn thiên thư, còn có thể có tốt hơn tầm mắt. Bình thường chỉ cần nhắm lại, không ai có thể trông thấy. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh đầu đầy trắng mái tóc dài vàng óng phối hợp bóng tối này cánh tay. Dùng tiểu hoàng gà mà nói tới nói, cũng là, muốn nhiều mã xoa trùng, thì có bao nhiêu mã xoa trùng. Mã xoa trùng, cũng là cợt nhả. Lý Thiên Mệnh câu nói này nói xong, giám sát sứ nhóm cười. Ta là thật không nghĩ tới, thánh thú chiến hồn cái thứ nhất chủ nhân lại là ngươi. Lý Thiên Mệnh, đã ngươi giết Lâm Tiêu Đình, bây giờ cũng là thánh thú chiến hồn thiên tài, sau 3 ngày, thì theo chúng ta tiến về Thánh Thiên Phủ. Lâm Tiêu Đình hết thảy, cũng là ngươi tương lai hết thảy. Ngươi thành công để cho chúng ta lựa chọn coi trọng ngươi, từ bỏ Lâm Tiêu Đình. Thiên tư của ngươi, tại Chu Tước Quốc loại địa phương này, thuộc về mai một, lãng phí. Cho nên, bây giờ trưởng khống toàn bộ Đông Hoàng cảnh, làm Đông Hoàng cảnh đệ nhất bá chủ, Thánh Thiên Phủ, là ngươi sau đó lựa chọn tốt nhất. Ta làm cái tương tự, lấy ngươi bây giờ thiên tư, lưu tại Chu Tước Quốc loại này tư nguyên thiếu thốn địa phương, có lẽ 10 năm sau, ngươi còn không cách nào đột phá thiên ý cảnh giới. Dù sao, nơi này thần nguyên khuyết thiếu, linh quang linh túy linh tai thiếu khuyết, đáng sợ nhất là, dân chúng bố cục cùng thế giới quan, đều quá nhỏ. Nhưng là, một khi đi Thánh Thiên Phủ, đó là toàn bộ Đông Hoàng cảnh tư nguyên hội tụ chi địa. Vô số đỉnh cấp thần nguyên, cho dù là địa cấp thần nguyên, thiên cấp thần nguyên đều tồn tại, còn có đến từ toàn bộ Đông Hoàng cảnh, vô số nghịch thiên chi tài ở đây tranh phong. Trọng yếu nhất, còn có vô số cường giả chỉ dẫn, đó là so Mộ Dương, so với chúng ta, đều còn muốn nhân vật cường hãn. Bọn họ, nát núi đoạn bờ sông, không gì làm không được. Mà chúng ta giám sát sứ, cũng chỉ có thể bên ngoài, vì Thánh Thiên Phủ quản hạt các quốc gia thiên phủ, không tính là Thánh Thiên Phủ cường giả. Ta biết, chúng ta lần này an bài, đưa tới ngươi một chút không vui, nhưng, ngươi dùng hành động hướng chúng ta đã chứng minh giá trị của mình. Bởi vì cái gọi là, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta nguyện ý chỉ dẫn ngươi đi Thánh Thiên Phủ. Nếu là ngươi có thể tu thành, hai người chúng ta, ngày sau cũng nhiều một thiên tài bằng hữu, cớ sao mà không làm. Thiên tài, không cần phải mai một ở chỗ này, ngươi có cạnh tranh chiến đấu ý thức, Thánh Thiên Phủ, mới là lớn nhất thích hợp ngươi địa phương. Cho nên, làm một cái có khát vọng người, ta lại hỏi ngươi, có thể hay không nguyện ý thay bại tướng dưới tay ngươi Lâm Tiêu Đình, cùng chúng ta tiến về Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ đệ tử Lâm Tiêu Đình, đã lập hồ sơ truyền về Thánh Thiên Phủ, nhưng hắn đã chết, mà ngươi một lần nữa đoạt lại Thánh Thú Chiến Hồn, vừa vặn thay thế danh ngạch. Chúng ta chỉ cần, sửa đổi một cái tên là đủ. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn phiền phức chúng ta, về sau thì dùng, Lâm Tiêu Đình, cái tên này, vậy thì càng tốt hơn. Sau khi nói xong, Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm đều cười. Bọn họ cũng là nói đùa. Người nào, sẽ nguyện ý dùng cửu nhân tên? Lý Thiên Mệnh, chúng ta nói nhiều như vậy, chỉ vì ái tài. Đến mức ngươi là có hay không có bá lực lựa chọn tiền đồ của mình, đến xem chính ngươi. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, chỉ có ếch ngồi đáy giếng, mới có thể e ngại khiêu chiến, co đầu rút cổ tại Chu Tước Quốc loại địa phương nhỏ này, ngồi ăn rồi chờ chết. Làm hai vị giám sát sứ, đã nói thành thời điểm như vậy, tất cả mọi người mong đợi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hắn, sẽ đi Thánh Thiên Phủ sao? Đại biểu Chu Tước Quốc người dân mộng tưởng. Đại biểu bán đảo chi địa ngự thú sư mộng tưởng. Đi, chinh chiến Đông Hoàng cảnh bá chủ Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Tịnh. Khả năng, muốn đi xa nhà. Hắn lớn nhất không bỏ được người, đương nhiên là Vệ Tịnh. Cho nên, hắn muốn nghe thủ Vệ Tịnh ý kiến. Nói thật, bất luận cái gì mẫu thân tại nhi tử đi xa nhà, từ đó thoát ly ánh mắt, sinh tử khó liệu tình huống dưới, đều sẽ không quyết định được tới. Nhưng là một khắc này, Vệ Tịnh cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Lý Thiên Mệnh biết nàng ý tứ. Nàng không vì mình quyết định. Nàng để Lý Thiên Mệnh,
tuân theo trong lòng mình lựa chọn. Bởi vì Trầm Uyên đấu thú dự định cùng Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến hai chuyện, Lý Thiên Mệnh đối Thánh Thiên Phủ ấn tượng không tốt lắm. Nhưng kỳ thật, cái này cùng hai vị giám sát sứ cá nhân có quan hệ. Tránh thức nguy Nga Thánh Thiên Phủ, đến cùng phải hay không chính mình hướng tới cường giả chi địa, theo hai vị giám sát sứ trên thân, căn bản nhìn không ra. Lý Thiên Mệnh đứng tại góc độ khách quan phán đoán, không đi Thánh Thiên Phủ, hắn không chỗ có thể đi. Hắn đương nhiên muốn tiếp tục đề cao, chu tước quốc người trẻ tuổi, đều có đi ra mộng tưởng. Bây giờ tâm ma đã trừ rơi, hắn đương nhiên muốn đi khiêu chiến tương lai, đi loại kia thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số thế giới. Tuy nhiên, hắn vẫn khó chịu hai vị này giám sát sứ, nhưng nếu là có thể, thay thế Lâm Tiêu Đình, trở thành Thánh Thiên Phủ đệ tử. Cái này, có lẽ là Lý Thiên Mệnh thời khắc này lựa chọn tốt nhất. Trước đây, hắn đứng tại Thánh Thiên Phủ mặt đối lập, xác thực không đủ khách quan. Mà bây giờ, làm Lâm Tiêu Đình đã chết, hai vị giám sát sứ duỗi đến cảnh ô lưu, hết thảy không đồng dạng. Cái này nếu như cự tuyệt, hai vị này trên mặt mũi không qua được. Nói không chừng sẽ còn tìm phiền toái. Lý Thiên Mệnh, đi khiêu chiến Thánh Thiên Phủ đi. Chỗ đó, mới là thuộc về người địa phương. Đã có không ít người ồn ào lên. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng không do dự. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn lấy hai vị giám sát sứ, sau đó nói. Đại nhân, thế nhưng là ta muốn dùng tên thật của chính mình, làm sao bây giờ? Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm đều cười. Vậy liền. Dùng ngươi, Lý Thiên Mệnh, danh tiếng. Ước định, hoàn thành. Một câu, quyết định tương lai muốn đi đường. Không có kinh tâm động phách. Chỉ có hướng tới, chỉ có khiêu chiến. Ngươi rất có đấu trí, dạng này, lưu ngươi một số cùng người nhà cáo thời gian khác. Cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau đó, chúng ta tới tiếp ngươi. Sau đó, ngay tại Thánh Thiên Phủ xông xáo đi. Đối hai vị này tới nói, kế hoạch sai lầm không lớn. Chỉ là cần lãng phí nữa 3 ngày thôi. Đúng. Tại Lý Thiên Mệnh gật đầu về sau, hai vị giám sát sứ trực tiếp lên đường rời đi. Nguyệt Linh gia tộc, thì cùng tại phía sau bọn họ. Nguyệt Linh cơ. Tống Nhất Phàm hô một tiếng, bởi vì Nguyệt Linh cơ, vẻ mặt hốt hoảng. Giám sát sứ đại nhân xin phân phó. Nguyệt Linh cơ nói. Cái này Lý Thiên Mệnh cũng không tệ, về sau đồng thời vào Thánh Thiên Phủ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói không chừng có thể lâu ngày sinh tình đây. Tống Nhất Phàm khẽ cười nói. Vâng, Nguyệt Linh cơ đã bị tin phục. Nàng hoảng hốt một chút. Dù sao, người cùng Lâm Tiêu Đình ở giữa, không có cái gì. Đoạn căn tán, là cái thứ tốt, dừng cương trước bờ vực. Tống Nhất Phàm nói. Vâng, Nguyệt Linh cơ chợt nhớ tới một việc, nàng nói, thế nhưng là ta giống như nghe nói, cái này Lý Thiên Mệnh có người yêu, là Chu Tước Vương công chúa. Phàm Trần tục tử. Hắn sẽ quên, bằng không, có rảnh giết không liền thành, Tống Nhất Phàm nói. Minh Bạch, không biết, Lang Thiên Tử du ngoạn xong chưa, Cận Nhất Huyên nói. Nàng khả năng đi Thương Hải Quốc, nói thật, ta cảm thấy nàng cần phải càng ưa thích Thương Hải Quốc, bởi vì Thương Hải Quốc phong cảnh càng đẹp, thiên phủ ở một tòa ở trên đảo. Thương Hải Quốc, không tranh quyền thế, không có quá nhiều chiến loạn, càng thích hợp Nguyệt Linh gia tộc. Nghe nói những thứ này, Nguyệt Linh Hồng vội vàng nói. Phiền phức hai vị giám sát sứ đại nhân, lại lãng phí hai vị 3 ngày thời gian. Không sao, coi như tu thân dưỡng tính đi. Đi. Đám người bọn họ, nghênh ngang rời đi. Lưu lại mấy vạn diễm đô mọi người, lấy ánh mắt hâm mộ, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lưu lại Lôi Tôn Phủ, tuyệt vọng ngã xuống đất. Làm giám sát sứ nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh, làm Lý Thiên Mệnh trở thành Thánh Thiên Phủ đệ tử, bọn họ Lôi Tôn Phủ hết thảy, không còn sót lại chút gì. Trở về, trở về. Lôi Tôn phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã trắng bệch. Còn lại già yếu tàn tật, lão đi ngược lại. Một đường lên, đều là mỉa mai cùng cười lạnh. Bọn họ có thể tính bắt đầu nhấm nháp, bị người đối xử lạnh nhạt mùi vị. Dù sao, cường giả vi tôn thế giới, cũng là như thế hiện thực. Hiện thực, so chính nghĩa, còn muốn lớn như vậy một số. Lôi Tôn phủ ngàn năm huy hoàng, sau đó, không còn tồn tại. Mà Thiên Phủ vệ ra, bởi vì Lý Thiên Mệnh cùng Mộ Dương, đã định trước tại Chu Tước Quốc, trường tồn không diệt. Cái này toàn trường có quá nhiều người vật, biểu lộ quả thực đặc sắc vạn phần. Nói thí dụ như, cái kia giấu ở hắc dưới áo Lý Viêm Phong. Hắn tránh trong góc, song quyền vô số lần nắm chặt, thẳng đến sau cùng, hắn đau thương cười một tiếng. Thật là có thể,
thật để cho ta phục sát đất. Lý Thiên Mệnh, đời ta, đều không tránh thức phục qua một người. Không nghĩ tới, lại là một cái, để cho ta cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn qua, nhi tử, để ta tâm phục khẩu phục. Chỉ tiếc, ta lựa chọn Lôi Tôn Phủ, không có thể cùng ngươi chính thức có được qua, cha con phân tình. Tuy nhiên, ngươi theo một tuổi đến 16 tuổi, xác thực coi ta là thân phụ thân, mà ta nhưng xưa nay, không có đã cho ngươi cái gì. Lựa chọn Lôi Tôn Phủ, ta sai rồi. Những thứ này cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình chó săn, thật so ta trong tưởng tượng còn muốn hung ác. Tuy nhiên, ta cùng Lôi Tôn Phủ, là lợi dụng lẫn nhau thủ cần thiết. Nhưng bọn này chó bị ổi, để cho ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Hy vọng ngươi rời đi Diễm Đô thời điểm, còn có thể nghe thấy một câu, liên quan tới ta Lý Viêm Phong sự tình. Hắn thối lui ra khỏi Viêm Hoàng chiến trường, theo Lôi Tôn Phủ già yếu tàn tật đội ngũ, lặng yên mà đi. Không có người biết hắn tới qua. Không có người biết hắn rung động qua, hối hận qua. Cũng không có người biết, hắn đã rời đi. Mọi người, còn tại, hưởng thụ, lấy, nhìn lấy thiếu niên kia, trở lại vệ gia đội ngũ, anh hùng khải hoàn. Vạn chúng reo hò. Mà vạn chúng reo hò bên trong, thần thánh kéo lấy Tuyết Lam rời đi. Ngươi bây giờ phục sao? Còn muốn tranh giành sao? Thần thánh hỏi. Phục, cũng không dám nữa. Tuyết Lam nức nở nói. Phục thế là được, về sau thành thật một chút, có cái kia thời gian rỗi, lại cho ta sinh mấy cái. Trường hợp như vậy, cũng chỉ là nhỏ bé ảnh thu nhỏ. Nói thí dụ như Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng học cung trung cấp ban bạn học cũ nhóm, lấy Phương Chiêu làm đại biểu, sớm thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Nói thí dụ như Thiên Sư Liễu Tuyết Giao, bây giờ sắc mặt tái nhợt, ngay tại trầm tư suy nghĩ. Trễ giờ rốt cuộc muốn mang lễ vật gì đi vệ gia quỳ xuống đất bồi tội. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trở về thời điểm, nhìn thoáng qua cửa đá. Hắn muốn biết, nàng, nhìn thấy không? Người chết có linh. Nàng, nhất định thấy được. Nhìn đến Lôi Tôn Phủ, máu chảy thành sông. Nhìn đến Lâm Tiêu Đình, thê thảm kêu khóc. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh, tiền đồ vô lượng, trở thành Thánh Thiên Phủ đệ tử. Đi vào vệ gia xem xét. Bọn họ tất cả mọi người nhìn lấy ánh mắt của mình, cơ hồ đều vui đến phát khóc. Vạn vạn không nghĩ đến, đã từng vệ gia nghịch tử, lắc mình biến hóa, thủ vệ ở gia tộc này. Đương nhiên, hắn chỉ vì vệ thiên thương cái này ông ngoại, chỉ vì vệ tỉnh cái này mẫu thân, càng thêm tương lai phủ chủ mộ dương. Đến mức vệ thiên hùng, vệ tử côn còn có con gái của bọn hắn nhóm, vẫn là thôi đi. Nhiều lắm là, tính toán Lý Thiên Mệnh cùng mộ dương siêu tuyệt biểu hiện, để bọn hắn thâm lây. Dù sao, lấy bọn họ trước kia thái độ, Lý Thiên Mệnh không cần thiết cho bọn hắn sắc mặt tốt. Thật sự không hổ, là cháu ngoại của ta. Vệ thiên thương lão gia hỏa này, ánh mắt tỏa ánh sáng, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, nói thật có chút đáng yêu. Là ai ngay từ đầu không thừa nhận đứa cháu ngoại này, bây giờ nhìn người lợi hại, liền lấy đến khoác lác a. Vệ kình cười nói. Người im miệng, người nào không thừa nhận, ta ngay từ đầu cũng chỉ là khảo nghiệm một chút hắn. Vệ thiên thương lúng túng nói. Tất cả mọi người cười. Vệ tử côn đều buồn cười. Hắn xác thực phế đi, thế nhưng là, vệ gia bảo vệ. Còn có cái gì, không biết đủ đây này. Nếu không có mộ dương cùng Lý Thiên Mệnh, hiện tại Lôi Tôn Phủ xuống tràng, cũng là bọn họ vệ gia. Thậm chí chiến đấu kết thúc, cả nhà bị giết, vệ phủ chết hết, đều không kỳ quái. Cho nên, vệ tử côn, không lời có thể nói. Cái kia tóc trắng xóa vệ thiên thương, nhìn lấy trong đám người Lý Thiên Mệnh. Hắn rốt cục, nước mắt tuôn đầy mặt. Thượng thương, không bạc đãi ta à? Không nghĩ tới ta cái này tính xấu, còn có thể có vận khí tốt như vậy. Cái này cháu ngoại, ta ngay từ đầu thật xem thường, cảm thấy không phải mình chỉ đạo, có thể có bản lãnh gì. Hiện tại, thật để cho ta nhìn mà than thở, vệ thiên thương giận dữ nói. Có phải hay không rất thất bại? Chứng minh ngươi phương thức giáo dục rất đồ bỏ đi. Vệ kình nói, đã mất đi nhiều năm cộng sinh thú, nhưng ít ra, Lôi Tôn Phủ thảm hại hơn, mộ dương cùng Lý Thiên Mệnh, tính toán vì huynh đệ của hắn báo thù. Vệ kình vẫn sẽ trở về lăng mộ, lại trông coi cái kia mộ bia. Về sau, lại cùng mộ phần bên trong nó, uống rượu, nói chuyện phiếm, giống nhau lúc còn sống. Ngươi sai. Vệ thiên thương lão hoài trấn an. Theo mộ dương cùng Lý Thiên Mệnh ví dụ đến xem, đệ nhất, chứng minh ta chỉ dẫn đệ tử rất lợi hại, thứ hai, chứng minh ta khuê nữ, dạy con có phép.
hai huynh đệ ở giữa, Vệ Thiên Thương thổi lên, lại không xong. Đây là người tuổi trẻ thế giới, thật hy vọng sống lâu mấy năm, xem hắn về sau, đi tới trình độ nào. Vệ Thiên Thương bỗng nhiên cảm khái nói. Rửa mắt mà đợi đi, Vệ Kình nói. Hắn dù sao, bội phục. Không chỉ là bọn hắn, Vệ Thiên Hùng cùng Vệ Tử Côn, lúc này thời điểm đứng lên, đi đến Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh trước mắt. Thiên Mệnh, hôm nay ngươi cứu được Vệ gia, cứu cứu vì chính mình đã từng quở trách ngươi mà xin lỗi. Vệ Thiên Hùng nói. Nhị tỷ, ta cũng vì chính mình đã từng ngăn cản phụ thân cứu ngươi mà xin lỗi, người đại nhân có đại lượng, không nên cùng đệ đệ chấp nhặt. Vệ Tử Côn thành khẩn nói. Đều đi qua, về sau, ba người chúng ta cùng một chỗ, phụng dưỡng phụ thân. Vệ Tịnh kéo tay của bọn hắn. 20 năm trôi qua. Bọn họ đều là anh em ruột. Dù là lại nhiều mâu thuẫn, hiện tại cũng đi qua. Đã bọn họ thực tình thành ý xin lỗi, hối cải, Vệ Tịnh tự nhiên muốn cho cái nhà này, về sau càng hài hòa, càng tốt hơn. Đều đến cho Thiên Mệnh xin lỗi. Vệ Thiên Hùng hô một tiếng con gái của hắn. Vệ Quốc Hào đám người bọn họ, tê cả da đầu đi tới. Bọn họ không dám nhìn Lý Thiên Mệnh, cúi đầu. Đều là huynh muội nhà mình, tuổi còn nhỏ, tính cách kịch liệt một chút, không có gì. Nhận qua giáo huấn, về sau thu hồi tính khí, thu hồi vệ phủ con cháu kiêu ngạo, an tâm một chút. Ta sau khi đi, vệ gia tương lai, còn muốn dựa vào các ngươi trấn hưng. Đây là Lý Thiên Mệnh đối bọn hắn lời khuyên. Biết, biểu ca, bọn họ đều nhịp, cúi đầu nhận sai. Lần này, bọn họ kiến thức, xác thực cũng đã trưởng thành. Vệ gia, Lý Thiên Mệnh sẽ không hối hận vì cái này nhà mà chiến. Bởi vì, cái này chính là mình nhà A. Vệ Tịnh, Mộ Dương, Vệ Thiên Thương, liền xem như Vệ Thiên Hùng, bọn họ đều là nhà mình người. Lúc này thời điểm, Chu Tước Vương tới. Lý Thiên Mệnh rốt cục chờ đến hắn. Hắn có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng Chu Tước Vương nói. Cái kia chính là, hắn muốn mang đi Khương Phi Linh. Cũng không biết, Chu Tước Vương có nguyện ý hay không, đau mất, ái nữ. Nuôi nhiều năm như vậy khuê nữ, cứ như vậy bị bắt cóc. Từ đó, tu hành hung hiểm, sinh tử khó liệu, bạt vô âm tín. Chu Tước Vương, chỉ sợ rất khó đồng ý. Phủ chủ, Mộ Dương, ta hướng các ngươi xin lỗi tới. Chu Tước Vương một mặt hổ thẹn tiến lên đây. Hai vị giám sát sứ, hoàn toàn cấm đoán ta giúp đỡ, vệ gia gặp khảo nghiệm, ta cái gì đều không giúp đỡ, thật sự là hổ thẹn. Mà lại, vệ gia còn trợ giúp ta, cơ hồ diệt trừ muốn xoán vị cướp ngôi lôi tôn phủ, bỉ nhân thẹn với các vị A. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tại vệ gia sau khi thất bại, lại cùng vệ gia cùng một chỗ chống cự lôi tôn phủ. Vạn vạn không nghĩ đến, Mộ Dương trực tiếp đánh tan lôi tôn phủ. Hắn chỉ có thể đáp ứng giám sát sứ, chống đỡ Nguyệt Linh gia tộc, nhưng ít ra, cam đoan vệ phủ có thể yên ổn rời đi. Lại vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh đánh tan Nguyệt Linh cơ, Lâm Tiêu Đình. Chu Tước Vương không dùng hổ thẹn, giám sát sứ bực này tồn tại, quyết định của bọn hắn cùng kế hoạch, không phải chúng ta có thể chi phối. Ngươi, cũng có ngươi khó xử. May mắn, hiện tại sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người liền cùng một chỗ nhìn về phía trước đi. Chu Tước Quốc cùng Viêm Hoàng học cung, về sau đều sẽ càng ngày càng tốt. Vệ Thiên Thương tay vuốt hàm râu nói. Phủ chủ khoan hồng độ lượng, ai, bỉ nhân thực sự không biết, nên như thế nào đối mặt các vị. Chu Tước Vương lắc đầu nói. Bệ hạ nhược tâm bên trong băn khoăn, muốn không, thỏa mãn ta cháu ngoại Lý Thiên Mệnh, một cái nho nhỏ yếu cầu. Vệ Thiên Thương nói xong, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nháy một cái ánh mắt. Người từng trải, sao lại không biết Lý Thiên Mệnh tâm tư? Thiên Mệnh, người thật sự là không thể tưởng tượng a. Hôm nay trước đó, ta còn tưởng rằng, vệ phủ thế hệ thanh niên không có khả năng có đúng đúng kháng bọn hắn người. Mà ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt, Chu Tước Vương tán thưởng nhìn lấy hắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu cười một tiếng. Sau đó, hướng về Khương Phi Linh khẽ ngoắc một cái, Khương Phi Linh thần sắc khẩn trương, đi vào Lý Thiên Mệnh bên người. Phụ Vương, ngươi chừng nào thì chạy tới. Chu Tước Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Vương cung bên kia, không ai có thể thông báo a. Hi hi. Khương Phi Linh chu môi nở nụ cười, để Chu Tước Vương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Phủ chủ, Thiên Mệnh, ý của các ngươi là, muốn cho Thiên Mệnh, mang theo Linh Nhi hết thảy đi Thánh Thiên Phủ. Chu Tước Vương hỏi. Bệ hạ, ta nhất định đem Linh Nhi an nguy, đem so với tính mạng mình đều trọng yếu.
Lý Thiên Mệnh nói nghiêm túc. Đây là một câu hứa hẹn. Mặc dù nói như thế, nhưng Thánh Thiên Phủ nguy nga cường thịnh, thiên tài vô số, cường giả vô số, tạo hóa vô số, tự nhiên nguy cơ vô số. Ngươi lẻ loi một mình, không giống tại Diễm Đô có chỗ dựa, đi Thánh Thiên Phủ, ngươi như thế nào bảo hộ nàng? Chu Tước Vương cắn răng nói. Nghe được, hắn là thật đem Khương Phi Linh, làm nữ nhi ruột thịt. Câu nói này, ngược lại để Lý Thiên Mệnh không có cách nào trả lời. Không sai, hắn đối Thánh Thiên Phủ, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đi vào Diễm Đô, thì có thần thánh, Mộ Dương tương trợ, có bọn họ làm chỗ dựa, liền báo thủ đều dễ dàng một chút. Nhưng đến Thánh Thiên Phủ, từng cái đều là nghịch thiên cường giả, mà hắn đến từ cách xa Chu Tước Quốc. Chí ít mới vừa đi vào thời điểm, như thế nào cùng người cạnh tranh. Đệ nhất, Khương Phi Linh đặc thù năng lực, một khi bày ra, sợ rằng sẽ gây nên cửa ải rất lớn cược. Thứ hai, mỹ mạo của nàng siêu nhược phàm bụi, Thánh Thiên Phủ mặc dù lớn, nhưng chưa chắc có nàng bực này dung nhan. Mỹ nhân như thi, tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ gây nên tranh đoạt, thậm chí chiến tranh. Trong lịch sử, bởi vì một mỹ nhân, hủy diệt một nước sự kiện, chỗ nào cũng có. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại, tuy nhiên hắn rất không bỏ được Khương Phi Linh, nhưng là đối mặt Chu Tước Vương vấn đề, hắn rất khó trả lời. Con đường phía trước hung hiểm, là một thân một mình quật khởi chiến đấu. Mà Khương Phi Linh là một phàm nhân, nàng quá yếu đuối. Phụ Vương. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh bỗng nhiên dắt Lý Thiên Mệnh tay. Nàng kiên định cùng Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ. Phụ Vương, mỗi cái con người khi còn sống, đều cần vì một chút người, một ít chuyện, làm ra một lần dũng cảm lựa chọn. Tự lần đầu tiên nhìn thấy hắn, có lẽ là Phụ Linh mắc cấp, có lẽ là trong Minh Minh an bài, ta thì tin tưởng, hắn lại là ta một cái người rất trọng yếu. Ta tại trong thân thể của hắn, có thể nghe được tim của hắn đập, nghe được trong lòng của hắn. Ta nhìn ra được, hắn là một cái dũng cảm, có đảm đương, nhiệt huyết, phóng khoáng người. Hắn hôm nay làm hết thảy, tuy nhiên huyết tinh, tuy nhiên ta không dám nhìn, chỉ là ta lý giải hắn. Có lúc, ta cảm thấy ta cùng tâm, đã cùng hắn liền cùng một chỗ. Ta biết lưu tại Chu Tước Quốc, ta về sau nhẹ nhõm, tự do, không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là, nếu như mất đi hắn, tính mạng của ta, giống như thì không hoàn chỉnh. Nếu như chỉ có một cơ hội này, ta muốn khẩn cầu ngài, để cho ta đi theo hắn cùng đi. Ta muốn cùng hắn đi xuống, đi ra xem một chút cái thế giới này, muốn cùng hắn cùng một chỗ lịch luyện, muốn nhìn hắn trưởng thành. Ta không lo lắng tương lai an nguy, bởi vì ta đã nói qua, ta muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nếu như nói con đường phía trước có hung hiểm, ta tin tưởng, hắn sẽ bảo hộ ta, ta cũng lại trợ giúp hắn, để hắn càng cường đại. Ta cũng muốn, để hắn về sau tại tha hương nơi đất khách quê người, không đến mức một người, cơ khổ không nơi nương tựa. Phụ Vương, những năm này dưỡng dục tri ân, Linh Nhi suốt đời khó quên, có lẽ có một ngày, ta sẽ về là tốt tốt hồi báo ngươi. Nhưng lúc này đây, Linh Nhi khẩn cầu Phụ Vương, để cho ta cùng hắn đi. Nói đến phần sau, nàng đã hốc mắt ửng đỏ. Nhưng là nàng nắm Lý Thiên Mệnh tay, lại càng ngày càng gấp. Thẳng đến, tay cầm đỏ bừng. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút gò má của nàng. Trên ánh mắt của nàng, cái kia trong suốt nước mắt, đã lạch cạch rớt xuống. Thế nhưng là giờ khắc này, là nàng để Lý Thiên Mệnh cảm thấy tâm động nhất một lần. Nàng đang tranh thủ. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh nói vô dụng, nhất định phải nàng tự mình đến thuyết phục Chu Tước Vương. Nàng tự nhiên không bỏ được Diễm Đô, càng muốn hồi báo Chu Tước Vương. Nhưng, nàng không cách nào coi nhẹ trong lòng khát vọng nhất ý nghĩ. Cái kia chính là, nàng muốn theo Lý Thiên Mệnh đi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Lý Thiên Mệnh không tin số mệnh. Có thể nàng đi vào bên cạnh mình hết thảy, đều giống như sự an bài của vận mệnh. Hắn đã xác thực, nàng, chính là mình muốn cầm tay thiên nhai người kia. Lý Thiên Mệnh, người nói thế nào? Chu Tước Vương nhắm mắt lại, hai mắt đỏ thẫm. Bệ hạ, ta không biết nên nói cái gì. Người nói, ta tại Thánh Thiên Phủ không có chỗ dựa, ta thừa nhận. Người nói, con đường phía trước hung hiểm, ta cũng thừa nhận. Ta không có cái gì, có thể cam đoan với ngươi. Ta chỉ có thể nói một câu, cái kia chính là, ta nếu là mang đi nàng, từ nay về sau, nếu có người đụng Linh Nhi một cọng tóc gáy, nếu có người để cho nàng thương tâm khó chịu, ta liền để người này, chết không có chỗ chôn. Nói xong câu đó, hắn đồng dạng nắm chặt bàn tay của nàng.
Đây là lời thề. Mọi người liên tưởng đến Lâm Tiêu Đình xuống tràng, liền biết Lý Thiên Mệnh đem lời thề nhìn đến trọng yếu bực nào. Cho đến nay, vì Kim Vũ báo thù, để mẫu thân trọng sinh, cái này hai đại thệ ngôn, hắn đều đã hoàn thành. Bây giờ, tất cả mọi người đang nhìn cái này một đôi bích nhân. Bọn họ thật chí, dũng cảm cùng bằng phẳng, đủ để cảm động rất nhiều người. Lúc còn trẻ ái tình, nhiệt huyết, xúc động, kịch liệt, như mãnh liệt liệt hỏa. Thật đúng là dạng này, mới tốt đẹp như thế khiến người ta hâm mộ. Cho nên, mọi người đều đang đợi Chu Tước Vương quyết định. Một khắc này, Chu Tước Vương cắn răng. Hắn thân thủ, ra hiệu để Khương Phi Linh tới. Khương Phi Linh chỉ có thể đi qua. Chu Tước Vương nắm nàng, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, để ta suy nghĩ ba ngày, người xuất phát trước, đến Vương Cung một chuyến, ta đến lúc đó, nói cho ngươi quyết định. Có thể lý giải. Coi như không phải thân sinh, nuôi nhiều năm như vậy, tất lòng chiếu cố lớn lên khuê nữ, cứ như vậy đi theo hắn đi mạo hiểm. Loại này quyết định, bất kỳ một cái nào phụ thân, cũng không dám tại chỗ làm đi ra. Hắn chỉ sợ muốn ba cái ngày đêm, đều đêm không thể say giấc, ở giường trước dạo bước, trầm tư. Bệ hạ, ta nhất định đến, Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh cũng không hề từ bỏ. Nàng và Lý Thiên Mệnh sau cùng liếc nhau một cái. Sau đó, hồi Vương Cung. Ba ngày sau, có thể hay không mang đi Khương Phi Linh, thì nhìn Chu Tước Vương cuối cùng quyết định. Lý Thiên Mệnh tâm, từ đầu đến cuối, đều là treo lấy. Đi, về nhà. Cho đến giờ phút này, Viêm Hoàng chiến trường, rốt cục tản. Viêm Hoàng tháp ngọn tháp, có thể nhìn đến Viêm Hoàng chiến trường toàn diện tràng diện. Nhưng là Viêm Hoàng chiến trường người, lại không người chú ý tới, nơi này có hai người tồn tại. Trong mây mù, một nữ tử được màu đen mạng che mặt, nàng đứng chắp tay, khí phách nảy sinh. Ngay một khắc này, nàng giơ tay lên, nhìn lấy móng tay của mình. Ngón tay của nàng, dài nhỏ mà trắng như tuyết, tựa như là bạch ngọc, cực kỳ đẹp đẽ. Mà ở trong đó, ẩn chứa như thế nào cuồng bạo lực lượng, không người có thể biết rõ. Trần Thúc, đi Vương Cung đi. Được. Hai người rời đi Viêm Hoàng tháp, tại diễm đồ bên trong mãnh liệt tiến lên, không người chú ý. Trần Thúc, cái này 10 loại không thể tưởng tượng, phong ấn, người xác định toàn bộ đều có thể cướp bóc đi. Thiếu nữ hỏi. Không xác định, tay phải 5 cái móng tay, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là tay trái 5 cái, đã thoát vây 4 cái. Không có bài trừ phong ấn, chỉ là lấy nàng cái này thần kỳ móng tay làm vật trung gian, nhất định có thể tước đoạt. Mà phá phong phong ấn, đã dung hội tại trong thân thể nàng, tước đoạt khả năng rất thấp, rất không có khả năng chuyển di. Không có phá phong bộ phận, còn lại 6 loại, khả năng cần 2-3 ngày thời gian. Người áo đen lăng nhất trần nói. 3 ngày sau, bọn họ theo Thương Hải Quốc trở về, vừa vặn không sai biệt lắm. Thiếu nữ trong ánh mắt cất giấu không có tận cùng lạnh lùng. Bọn họ, đã đứng ở Vương Cung trên tường thành. Ta trước chế phục cái này Chu Tước Vương, trong vòng 3 ngày, liền không người quấy rầy. Lăng nhất trần nói. Đừng giết, thiếu nữ nói. Vì sao? Nếu là cái kia 4 loại đã giác tỉnh phong ấn, không thể tước đoạt, vậy ta thì thử một chút, để cô gái này, cho ta phụ linh. Đêm qua, người tại Viêm Hoàng tháp bên ngoài cũng nhìn thấy, cô gái này phụ linh, có thể điều chỉnh linh khí, phụ trợ tu luyện. Nếu như phụ linh trình độ cao, còn có thể vì ta tăng cường chiến đấu lực. Mặt khác, 3 loại khác năng lực, cảm giác hẳn là cũng không tệ. Cho nên, tước đoạt phong ấn về sau, ta hẳn là sẽ mang đi cái cô nương này, để cho nàng coi ta tỷ nữ. Từ đó, hầu hạ ta. Thiếu nữ ánh mắt, xuyên thấu Vương Cung cung đình lầu các. Không có vấn đề. Lăng nhất trần mỉm cười, bước vào Vương Cung. Trong 3 ngày, không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Lăng nhất trần đã tiến vào. Thiếu nữ ngồi tại Vương Cung một tòa cung điện trên nóc nhà. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trên trời sáng chói tinh không. Tu luyện, vì lược đoạt chi đạo. Ta theo 8 tuổi đến bây giờ, cửu tử nhất sinh, mới đi đến một bước này. Chỉ có cướp bóc, mới có thể không ngừng mạnh lên. Ta muốn thành, thánh hoàng, thực sự trở thành đông hoàng cảnh chúa tể, liền muốn cướp bóc đông hoàng cảnh hết thảy. Tiểu tiểu Chu Tước Quốc, lại có đối ta hữu dụng chi vật, quả thật kỳ tích. Đạt được người này, trở về thánh thiên phủ, ta sẽ chỉ, càng có ưu thế. Đêm khuya, Lôi Tôn phủ. Lôi Tôn phủ tan tác. Gia tộc trụ cột sụp đổ, tan đàn xẻ nghé,
bây giờ liền thủ vệ, đều chạy không ít. Xuống dốc gia tộc, sẽ không có người lưu luyến. Thậm chí, mấy canh giờ trước, còn phát hiện trộm cắp, đốt giết các sự kiện, để thời khắc này Lôi Tôn phủ, quả thực loạn thành một bầy. Ban ngày mưa rơi đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn có tí tách mưa nhỏ xuống. Ngày thường đèn đuốc sáng trưng Lôi Tôn phủ, tối nay một mảnh tối tăm. Trước kia hoàn thành tiếu ngữ, hăng hái, bây giờ chỉ còn lại không ít người, trong góc khóc sướt mướt. Lôi Tôn phủ cửa hông bên ngoài, đứng đấy một người áo đen. Người áo đen dùng rộng lớn áo mưa, chặn diện mạo của mình. Trong tay hắn, cầm lấy một cây dao găm, giấu ở trong tay áo. Một tiếng cọt kẹt, Lôi Tôn phủ chết cửa mở ra. Phong ca, một người xinh đẹp nữ tử, bao phủ ở trong quần áo đen, chống đỡ một cây dù đi ra. Phong ca, người có khỏe không? Liễu Khanh hốc mắt đỏ bừng. Xuyệt, theo ta đi. Người áo đen nở nụ cười. Cửa hông đã mở ra, chính hắn đi vào Lôi Tôn phủ, Liễu Khanh theo ở phía sau. Người áo đen rất quen thuộc Lôi Tôn phủ, đi được xe nhẹ đường quen. Lớn như vậy Lôi Tôn phủ, một mảnh hỗn loạn, căn bản không ai quản. Phong ca, ta mang thai. Liễu Khanh dừng bước, nước mắt nước mũi chảy ngang. Đó là muốn cùng ta đi, vẫn là đánh dụng, lưu tại nơi này. Người áo đen quay đầu lại hỏi. Ánh mắt của hắn, trong bóng đêm run rẩy. Nhưng, hắn nắm chặt chủy thủ trong tay. Người vẫn là đánh dụng đi, ta bây giờ là cái phế vật, trên người lực lượng sẽ tiếp tục tiêu tán. Không đến một năm. Ta chỉ sợ sẽ là cái phàm nhân rồi, không xứng với ngươi. Người áo đen khẽ cắn môi nói. Phong ca, người tiến đến cùng muốn làm cái gì? Liễu Khanh không có trả lời, ngược lại run rẩy hỏi. Người áo đen nở nụ cười. Ta xác nhận một chút, Lôi Tôn có phải hay không tại nhà tranh, mà lại cộng sinh thú tại Khôn Lôi Điện trị liệu, thậm chí, hắn đem người khác đều đuổi đi. Người áo đen hỏi. Làm sao ngươi biết? Liễu Khanh trừng to mắt. Ta theo dõi một ngày, dùng tiền hỏi không ít chạy trốn thủ vệ. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng. Phong ca, người khác hồ đồ. Người ở chỗ này chờ ta. Hắn biến mất đến trong hắc ám. Liễu Khanh giãy giụa mà thống khổ, đi theo phía sau của hắn. Đảo mắt, đến Lôi Tôn tĩnh dưỡng địa phương. Lôi Tôn hôm qua trọng thương, hôm nay càng là thương tâm gần chết, cả người đã nhanh phế đi. Hắn không chỉ là bị phá linh nguyên. Mà chính là bụng bị tiêu tan một kiếm xuyên qua một cái hố. Nhưng là, hắn vẫn phát cáu, đuổi đi tất cả mọi người, về tới chính mình trong túp lều. Người áo đen, đứng tại nhà tranh cửa. Ta chết, hắn chết, ngươi chọn một. Người áo đen nói. Ngươi chỉ cần hô một tiếng, ta liền chết. Ngươi không hô, ta liền tiếp tục. Chính ngươi quyết định. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Nữ tử kia, đứng tại màn mưa bên trong. Nước mắt rơi như mưa. Nàng che miệng, không có la lên. Trong túp lều, một cái lão giả nằm dạp trên mặt đất tràn đầy vết máu. Trong phòng tử khí trùng thiên, tử cùng huyết vị đạo, lăn lộn ở cùng nhau. Hắn trọng thương sắp chết, lại còn uống rượu, càng buồn cười hơn chính là, còn đuổi đi tất cả mọi người. Hiện tại, hắn nằm dạp trên mặt đất, động liên tục đạn cũng khó khăn. Loại thời điểm này, người cộng sinh thú, đều tại Khôn Lôi Điện, để thú y sư trị liệu, mà ngươi linh nguyên bị phế, còn ở nơi này say rượu. Người áo đen cười. Theo Viêm Hoàng chiến trường cùng đi ra, hắn đối Lôi Tôn phủ hết thảy, rõ như lòng bàn tay. Lâm Triệu, ta từng khuất phục tại ngươi, nhưng ta Lý Viêm Phong, xem thường nhất, chính là loại người như ngươi. Âm hiểm, xảo trá, tính kế, phụng trộm hại bao nhiêu người. Ngươi tự cho là, ngươi Lôi Tôn phủ nhất tộc, đời đời truyền thừa, con cháu nên. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Cho nên, coi như ta so ngươi mấy cái nhi tử đều mạnh, ngươi vẫn xem thường ta, vẫn coi ta pháo hôi, coi ta chó săn. Những thứ này cũng không đáng kể, trong lòng ta rõ ràng, cái này chính là của các ngươi ngạo mạn. Nhưng, các ngươi một nhà, ngàn không nên, vạn không nên, tại ta vừa chiến bại thời điểm, liền để ta lăn, để cho ta mất hết mặt mũi, coi ta làm một cái từ đầu đến đuôi chê cười. Ta Lý Viêm Phong, rất khó chịu. Các ngươi bọn này chó săn, có thể sinh thì sao, con cháu nhiều thì sao? Để cho ta khó chịu, để cho ta bực bội, để cho ta không phục, ta liền để ngươi, mở ra mắt chó thấy rõ ràng. Nhìn ngươi Lâm Triệu khoa trương cả một đời, chết tại trong tay ai? Bên ngoài, Liễu Khanh che miệng, còn không có hô to.
mà hết thảy này, đều là Lý Viêm Phong tâm Lý Mặc đọc ra. Hắn vừa đi vào đến, động tác thì so với ai khác đều tàn nhẫn. Trên người hắn, còn có đại khái linh nguyên cảnh lực lượng. Linh nguyên cảnh, đối phó một cái sắp chết lại say rượu say mềm, đánh mất thần trí lão đầu, dễ như trở bàn tay. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh giao găm, trực tiếp vào lão giả kia ở ngực. Ô ô, Lôi Tôn đột nhiên mở to hai mắt. Lôi đình lóe lên. Lôi Tôn trông thấy, trước mắt người áo đen, khắp khuôn mặt là thống khoái nụ cười. Lâm chó, thấy rõ ràng, ta là Lý Viêm Phong. Hắn cười. Lâm Triệu trừng to mắt, dao găm rút ra một khắc này, hắn chết không nhắm mắt. Kết thúc. Lý Viêm Phong đứng lên. Hắn quay đầu lại, cửa nữ tử kia, che miệng, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy chính mình. Ngươi làm sao không hô? Hắn cũng là ôm lấy lòng quyết muốn chết tới. Hắn hoàn toàn làm xong nàng la to chuẩn bị. Thậm chí, chính nàng đều có thể ngăn cản hắn, chỉ là sẽ náo ra động tĩnh. Náo ra động tĩnh, Lý Viêm Phong vẫn là chết. Cho nên, đáp án chính là, nàng không muốn để cho chính mình chết. Lý Viêm Phong giật mình. Nữ tử kia, ngơ ngác nhìn chính mình. Cho nên, quyết định của ngươi là, muốn theo ta đi, muốn đem hài tử sinh ra tới. Lý Viêm Phong nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Hắn, đã phế đi à? Hắn đều làm tốt chết chuẩn bị. Phong ca, ta thích ngươi. Nàng cắn răng nói. Có lẽ ngay từ đầu, là vì gia đình cùng đệ đệ tại Lôi Tôn phủ địa vị. Là một trận giao dịch. Mà bây giờ, không phải. Lý Viêm Phong cười. Ta có tài đức gì à? Hắn đã, làm tốt trầm luân cả đời chuẩn bị. Chỗ nào nghĩ ra được, dạng này xuống chàng về sau, lại còn có một cái nàng, tâm lý còn có chính mình. Ta Lý Viêm Phong, đời này, thua qua, giận qua. Ta đối diện, bỏ lỡ. Ta uất ức qua, cũng coi như huy hoàng qua, ta còn giết Lôi Tôn. Mà hết thảy này về sau, ta còn có ngươi. Ta thật sự là, kiếm lời a. Chẳng những có nàng, còn có một đứa bé. Hắn cả một đời, chưa từng yêu người. Ly hỏa thành thê thiếp, bất quá là sinh đẻ công cụ. Mà bây giờ, hắn lựa chọn cùng nàng, cao chạy xa bay. Kiếm lời. Kiếm lớn, đặc biệt kiếm lời. Từ đó, an tâm làm cái phế vật, làm một người nông phu. Không ai sẽ biết, cái này nông phu. Giết chết qua Lôi Tôn. Lần này đi ra ngoài, cũng không phải không trở lại, cho nên Lý Thiên Mệnh tại hồi vệ phủ trên đường, thì cùng mẫu thân phân biệt, rời đi Diễm Đô. Hắn đã đợi không kịp, tiến về cái địa phương kia. Chu Tước Vương cung bên kia, Chu Tước Vương đoán chừng còn đang dãy giụa, nhưng Linh Nhi đoán chừng sẽ thuyết phục hắn. Lý Thiên Mệnh không dám đi quấy rầy, hắn sợ gây phiền Chu Tước Vương, thì không cho hắn mang đi Khương Phi Linh. Hắn cầm lấy một cái huyết sắc cái bình bầu rượu, rời đi Diễm Đô. Diễm Đô bên ngoài, Vân Thanh Sơn phía trên. Kim Vũ, thì táng ở chỗ này. Hắn những năm này, một mực không có tới, bởi vì hắn nói qua, lần sau như đến, liền muốn cùng một chỗ, nâng ly cửu nhân huyết. Một khối chất gỗ mộ bia, bây giờ đã pha tạp. Phía trên rêu xanh trải rộng. Năm đó Lý Thiên Mệnh dùng huyết viết xuống, huynh đệ Kim Vũ chi mộ đã giảm đi. Hắn đến thời điểm, nghĩ tới đem nó chuyển rời đến Vệ Gia Lăng mộ đi. Nhưng hôm nay nhìn, nơi này non xanh nước biếc, có lẽ nó càng ưa thích. Kim Vũ, ta tới. Hắn mang đến Lâm Tiêu Đình huyết. Giống như đã từng thề như thế, rơi tại nó trước mộ phần. Hai ngày này, Lý Thiên Mệnh một mực lưu tại nơi này. Lý Thiên Mệnh cùng nó hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Dù là nó nghe không được. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nó nhất định sẽ biết, bọn họ đã, báo thù rửa hận. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào, ta mới có thể trở về nhìn ngươi. Lần sau, nhất định mang cho ngươi đến tốt hơn tin tức. Thậm chí, nói không chừng ta đã thành thân, sinh con. Kim Vũ, ngươi tại một cái thế giới khác, nhất định muốn hạnh phúc, khoái lạc. Trước ước định cẩn thận, kiếp sau, chúng ta còn làm huynh đệ. Gặp lại. Hắn ở chỗ này tiếp cận 3 ngày. Có vô số, muốn cùng Kim Vũ nói. Lấy trời làm chăn đất làm chiếu, tựa như đã từng như thế, giường nằm nói chuyện lâu. Ngày mai, chính là hai vị kia bộ giám sát sứ mượn đi cuộc sống của mình. Lý Thiên Mệnh trở lại Diễm Đô. Vừa mới tiến cổng thành, hắn gặp một thiếu nữ. Thiếu nữ kia người mặc màu trắng trường bào, ngồi tại nàng cộng sinh thú, tam sắc lôi minh điểu, phía trên,
đang chuẩn bị muốn đi. Tiêu Tiêu, đi nơi nào? Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó, tam sắc lôi minh điểu xông lên trời, rời xa Diễm Đô. Cái hướng kia, là Chu Tước Quốc phía Bắc. Lý Thiên Mệnh lý giải nàng. Nàng chỉ sợ, tự mình chọn rời đi Diễm Đô, đi phương xa mênh mông thiên địa. Sinh tử khó liệu. Nàng khẳng định oán hận chính mình. Có thể càng khó chịu hơn chính là, Lâm Tiêu Đình, Mộc Tình Tình có tội trước đây. Lôi Tôn Phủ Lâm Triệu, Lâm Thiên Giám, đồng dạng lòng lang dạ thú, trước Ngưu Hải Vệ gia. Hữu duyên gặp lại đi. Nhưng rất hiển nhiên, sẽ không lại gặp. Đi vào cổng thành về sau, Lý Thiên Mệnh nghe trên đường người, nói tới chính mình đi Kim Vũ Mộ Bia bên kia cái này 2-3 ngày bên trong, phát sinh hai chuyện lớn. Kiện thứ nhất, hắn nghe nói Mộc Tình Tình Thiên Sư Liễu Tuyết Giao, bị phế sạch Thiên Sư chức vị, đuổi ra khỏi Viêm Hoàng Học Cung. Mộ Uyển, thì chính thức trở thành Thiên Sư. Cái này, cũng là Liễu Tuyết Giao báo ứng. Kiện thứ hai, hắn chả nghe nói, Lôi Tôn bị người ám sát, hung thủ không biết là người nào. Nhưng là, Lôi Tôn phủ Liễu Khanh mất tích. Liễu Khanh, nói lên nàng, Lý Thiên Mệnh không thể không nhớ tới Lý Viêm Phong. Hắn chợt nhớ tới, làm Lý Viêm Phong chiến bại thời điểm, Lôi Tôn phủ lạnh lùng, để hắn vô cùng phẫn nộ. Lôi Tôn, sẽ không chính là hắn giết đi, Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng giống. Giết hết, cùng Liễu Khanh cao chạy xa bay. Hắn có loại này mị lực. Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Bất quá, dưới cơn nóng giận, dám giết Lôi Tôn, xác thực đủ hung ác. Gia hỏa này, cũng là một đầu chân hán tử, một thân thiên phú lại không có chỗ dựa bối cảnh, biệt khuất quá nhiều năm. Giết cho ta nhìn sao? Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cùng nam nhân này ở giữa, triệt để kết thúc. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trở về thiên phủ. Hắn không biết, Vệ Thiên Thương, Mộ Dương cùng Vệ Tịnh, đều ở gấp chờ hắn. Thiên Mệnh, người trở lại rồi. Người cái tên này, làm sao chạy loạn khắp nơi a? Vệ Tịnh buồn bực nói. Lý Thiên Mệnh nói hắn đi tế bái Kim Vũ, nhưng là hắn không có nói rõ ràng, đến cùng táng tại vị trí nào. Có chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên có chuyện, đều tìm ngươi hai ngày. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, lưu một đêm thượng cáo khác như vậy đủ rồi đây. Sự tình gì? Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Ngươi cùng ta hồi Vệ gia, đi gặp hai người. Gặp hết hai người kia, ngươi rồi quyết định, muốn hay không đi Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh kỳ quái. Hắn đều đã đáp ứng hai vị kia bộ giám sát xứ. Ngày mai, liền muốn lên đường. Lúc này thời điểm gặp cá nhân, sao sẽ dao động chính mình đi Thánh Thiên Phủ quyết định. Mà lại, muốn là như vậy trêu đùa giám sát xứ, bọn họ há không xong đời. Một đường gia tốc, vượt qua cầu đá, Vệ Phủ đã đến. Lý Thiên Mệnh đi tới Thiên Chi Điện. Thiên Chi trong điện, Vệ Thiên Thương ngồi ở bên vị. Hắn vốn là vị trí, là ở trên trời chi điện vị trí cao nhất. Nhưng bây giờ, vị trí này, để cho người khác ngồi xuống. Điều này nói rõ thân phận của người đến, so Vệ Thiên Thương cao. Thế nhưng là, Chu Tước Quốc, ngoại trừ hai vị kia giám sát xứ, nơi nào còn có so Vệ Thiên Thương cao người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một cái. Lão thái bà. Cao tọa phía trên, bà lão kia tóc trắng xóa, thân hình khom người. Tuổi tác xem ra cùng Vệ Thiên Thương không sai biệt lắm. Bất quá, chỉ ít sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt có vô cùng đáng sợ tinh khí thần. Người này vô hình ở giữa, có một loại tương đương kinh khủng khí tràng, chính là loại này khí tràng, chấn nhiếp toàn trường. Nói thật, bà lão này đã rất ôn hòa, nàng thậm chí trên mặt nụ cười. Uy thế như vậy, là thực lực tự nhiên thể hiện. Nói cách khác, nàng chỉ ít so Vệ Thiên Thương cường rất nhiều, thậm chí... Mặc dù là người già, nhưng chỉ sợ so Mộ Dương đều cường. Dù sao liền Mộ Dương, lúc này thời điểm đều cung kính đứng ở trước mặt nàng. Người này, nhất định không tầm thường. Tại cái này tóc trắng bà lão bên cạnh, còn đứng lấy một thiếu nữ. Cái kia nữ hài người mặc cạn màu cam váy dài, tóc đâm thành một chùm, cách ăn mặc tao nhã, gọn gàng. Mới nhìn phía dưới, không có bị kinh diễm, nhưng nhìn kỹ, liền biết nàng chỉ là không sao cả cách ăn mặc. Trên thực tế, nàng quả thực là một cái khuynh thành mỹ nhân. Nhất là một đôi mắt, linh động phi thường, như là một mặt hồ nước. Thiếu nữ này, trời sinh có một loại huyết mạch cao quý cảm giác, nhưng gương mặt nàng so sánh nhu hòa, không có chút nào vênh váo hung hăng. Nói tóm lại, khiến người ta cảm thấy rất cao quý,
rất có tu dưỡng, cũng khiến người ta hết sức thoải mái. Nhất làm cho Lý Thiên Mệnh chú ý, là nàng cái kia một đầu cạn mái tóc dài màu xám. Cùng Vệ Tịnh giống như đúc. Thiên Mệnh, đến bái kiến vị này, đến từ Đông Hoàng Tông, Lý Cảnh Du đại nhân. Vệ Thiên Thương vội vàng nói. Đừng làm như người xa lạ, đều là người trong nhà, gọi ta Lý bà là có thể. Bà lão kia, Lý Cảnh Du, hòa ái cười nói. Nàng cười rộ lên, ánh mắt híp lại khe hở. Lý bà tốt, Vệ Thiên Thương phân phó, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải có lễ phép. Nhưng vấn đề là, Đông Hoàng Tông, là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh hiện tại liền biết, Chu Tước Quốc lệ thuộc về một cái tên là Đông Hoàng Cảnh bao la đất đai. Đông Hoàng Cảnh, là Viêm Hoàng Đại Lục một bộ phận. Nơi này diện tích lãnh thổ bao la, chúng sinh vô số, có vô số tiểu quốc thành lập, Chu Tước Quốc chính là một cái trong số đó. Thánh Thiên Phủ, nghe nói là Đông Hoàng Cảnh bá chủ. Mà Đông Hoàng Cảnh bên trong, còn có một cái gọi là làm, Đông Hoàng Tông, Ngự Thú Sư Tông Môn. Tại Lý Thiên Mệnh nghi ngờ thời điểm, Vệ Thiên Thương tiếp tục giới thiệu cô gái kia. Vị này là Lý Khinh Ngữ cô nương, là Lý đại nhân cháu gái, nàng tuổi tác nhỏ hơn ngươi 5 tuổi, thực lực, lại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Vệ Thiên Thương tán thán nói. Lý Thiên Mệnh một lần nữa xem kỹ thiếu nữ này. Không sai, khẳng định là quy nhất cảnh. 15 tuổi, tu luyện tới quy nhất cảnh, mà lại rõ ràng vượt qua Lâm Tiêu Đình rất nhiều cảnh giới. Tuy nhiên không biết cụ thể thứ mấy trọng. Nhưng là thiếu nữ này, khẳng định đến quy nhất cảnh một số thời khắc. Đặt ở Chu Tước Quốc, cũng là vạn năm không gặp được truyền kỳ thiên tài. Xem ra cái này Đông Hoàng Tông, khẳng định rất lớn. Tuy nhiên không nhất định có thể bắt kịp Thánh Thiên Phủ, nhưng, cái kia cũng không phải Chu Tước Quốc, có khả năng tưởng tượng tồn tại. Lý cô nương tốt, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Người tốt, thiếu nữ mỉm cười, nàng tính cách dịu dàng, quả thật làm cho người dễ chịu. Như thế thật không thể tin thiên tài, lại có như thế tu dưỡng, thực là không tồi. Lý Thiên Mệnh biết, như Lâm Tiêu Đình loại này Chu Tước Quốc thiên tài, cũng là bởi vì nắm giữ thánh thú chiến hồn, mới miễn cưỡng có chuẩn nhập Thánh Thiên Phủ tư cách. Có thể tưởng tượng, Thánh Thiên Phủ bực này quái vật khổng lồ, trong đó thiên tài chân chính đệ tử, khẳng định không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Cái này đến từ Đông Hoàng Tông Lý Khinh Ngữ, nàng không có xuất thủ, chính là đứng ở chỗ này, liền để Lý Thiên Mệnh thấy được. Vệ lão đệ, Thiên Mệnh đối với chúng ta bà tôn, còn chưa quen thuộc. Ngươi liền đem chúng ta cùng ngươi nói, đều cùng Thiên Mệnh nói một chút. Lý Cảnh Du cười híp mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Làm sao cảm giác, nàng rất ưa thích chính mình. Thậm chí là loại kia, yêu thích không buông tay cảm giác. Lý Thiên Mệnh giật mình, cái này bà sẽ không phải có đặc thù đam mê đi. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ đến hơi nhiều. Vệ Thiên Thương bắt chuyện Lý Thiên Mệnh tại hắn trước mặt ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Thiên Mệnh, chuyện này, đến theo tiểu mệnh kiếp nói lên, ngươi biết, chúng ta vệ ra tiểu mệnh kiếp. Từ đâu mà đến? Tổ tiên có một vị họ Lý tổ mẫu. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Vệ Tịnh nói. Đây là Vệ Tịnh nói cho hắn biết. Không sai, người cũng đã biết, vị này họ Lý tổ mẫu, kỳ thật đến từ Đông Hoàng Tông, Lý Thị Thánh Tộc. Mà tiểu mệnh kiếp, chính là Lý Thị Thánh Tộc, đã từng trưởng khống Đông Hoàng Tông, chấp trưởng Đông Hoàng Cảnh trên vạn năm căn bản. Vệ Thiên Thương kích động mà tự hào nói. Ta đương nhiên không biết a, Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, ta cái này không liền nói cho ngươi sao? Vệ Thiên Thương nói. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, hắn trong lời này, có, đã từng, hai chữ. Phàm là xuất hiện, đã từng, vậy đã nói rõ, hiện tại chấp trưởng Đông Hoàng Cảnh, cũng không phải là Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông, hiện tại là Thánh Thiên Phủ một dạng lớn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai biệt lắm, nhưng Thánh Thiên Phủ cái này ngàn năm qua cường thế hơn, tạm thời chấp trưởng Đông Hoàng Cảnh. Nhưng ta Đông Hoàng Tông, đồng dạng cường giả thiên tài xuất hiện lớp lớp. Lý Cảnh Du kiêu ngạo nói. Mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh não tử có chút chuyển không đến. Vệ gia tổ tiên họ Lý tổ mẫu, đến từ Đông Hoàng Tông, Lý Thị Thánh Tộc. Danh xưng là, Thánh Tộc hiển nhiên là toàn bộ Đông Hoàng Cảnh hào môn thị tộc. Đông Hoàng Cảnh, có 700 tiểu quốc, còn có vô tận không người cương vực, mà chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, trên vạn năm đến. Đều là cái này Đông Hoàng Cảnh nội, số 1 số 2 siêu cấp thị tộc. Chỉ có cường thịnh trên vạn năm, mới sẽ được phong làm thánh tộc. Mà Đông Hoàng Tông, chính là chúng ta Lý Thị Thánh Tộc cha truyền con nối tông môn, nói cách khác, mỗi một đời Đông Hoàng Tông chủ,
đều là chúng ta Lý thị thánh tộc tộc trưởng. Nói lên những thứ này, Lý Cảnh Du hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong Đông Hoàng cảnh bao la bên trong, lòng sinh hướng tới. Không nghĩ tới cái này vô tận Đông Hoàng cảnh, ngoại trừ Thánh Thiên Phủ như thế nguy nga tồn tại, lại còn có Đông Hoàng tông dạng này, cha truyền con nối, tông môn. Lý thị thánh tộc, chấp trưởng Đông Hoàng tông, độc bá Đông Hoàng cảnh trên vạn năm. Bây giờ tuy nhiên có thời gian ngàn năm, để Thánh Thiên Phủ áp chế, nhưng muốn đến, cũng là Đông Hoàng cảnh nội siêu cấp tông môn. Lý Khinh Ngữ, liền là đến từ bực này tông môn. Bực này rộng lớn thiên địa, để Lý Thiên Mệnh đều rất hướng tới. Nói thật, Chu Tước Quốc thật sự là quá nhỏ. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đi ra ngoài xông xáo. Xin hỏi, nói nhiều như vậy, cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Có, đương nhiên là có, Thiên Mệnh, người đối tiểu mệnh kiếp, có cái gì hiểu rõ không? Lý Cảnh Du hỏi. Ta đương nhiên hiểu a. Nhưng là, người làm tiểu mệnh kiếp, là một đạo kiếp nạn, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sai. Tiểu mệnh kiếp, là chúng ta Lý thị thánh tộc huy hoàng căn bản. Là chúng ta nhất tộc nắm giữ đỉnh phong tu luyện thiên phú bản nguyên. Tiểu mệnh kiếp, mặc dù sẽ để nhục thân già yếu, để cho chúng ta tiêu hao thọ nguyên, nhưng một khi bài trừ, liền có thể để thiên tư của chúng ta, tăng lên mấy lần. Chúng ta tiền bối, bị tiểu mệnh kiếp tra tấn nhiều năm, sớm đã có hoàn thiện phá kiếp chi pháp, tiêu trừ tiểu mệnh kiếp tai nạn, đem chuyển hóa làm thiên phú. Kiếp vòng càng nhiều, thiên phú thì càng khủng bố. Khẽ nói, để hắn nhìn một chút, người ba kiếp luân hồi. Lý Cảnh Du nói, đúng, ba. Lý Khinh Ngữ đi lên phía trước, nhẹ nhàng kéo ra tay phải ống tay áo, chỉ thấy phía trên xuất hiện ba cái vòng vòng đan sen vòng tròn. Cùng vệ tịnh, giống như đúc. Khẽ nói, nắm giữ ba kiếp luân hồi thiên phú, đây là ta Lý thị thánh tộc, tối đỉnh cấp thiên phú. Ba kiếp luân hồi, để khẽ nói tương lai. Nắm giữ khám phá, thánh chi cảnh giới, cơ hội. Thánh. Vệ tịnh đã từng nói, phụ thân Lý Mộ Dương nói, thiên ý cảnh về sau, cũng là thần diệu, thánh chi cảnh giới. Cảnh giới kia, có thể kéo dài tuổi thọ, vạn cổ trường thanh. Thiên mệnh, người biết, chúng ta Lý thị thánh tộc, có bao nhiêu loại này ba kiếp luân hồi tuổi trẻ thiên tài sao? Lý Cảnh Du hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hiện tại toàn tộc, đều không cao hơn 10 cái. Bọn họ mỗi cái, đều có khám phá thánh chi cảnh giới cơ hội. Lý Cảnh Du nói. Nghe, vẻn vẹn chỉ là cơ hội. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chúng ta đại đa số con cháu, đều là một kiếp luân hồi cùng hai kiếp luân hồi. Một kiếp luân hồi, tính toán so sánh bình thường, tu luyện tới thiên ý cảnh, không thành vấn đề. Hai kiếp luân hồi, tương lai đứng tại thiên ý đỉnh phong, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề đều là cộng sinh thú phẩm giai muốn miễn cưỡng đầy đủ. Lý Cảnh Du nói. À, Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Người cũng đã biết, chúng ta Lý thị thánh tộc trong lịch sử, xuất hiện qua bốn kiếp luân hồi chi thể, từng cái đều là Đông Hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà lại, mỗi một cái, chỉ ít đều để cho ta nhóm Lý thị thánh tộc, cường thịnh chỉ ít 500 năm. Lý Cảnh Du bỗng nhiên kích động nói. Ta không biết à, Lý Thiên Mệnh vô tội nói. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian lấy ra tay phải của ngươi, để ta xem một chút. Lý Cảnh Du kích động vạn phần nhìn lấy hắn. Kỳ thật theo nàng nói lên ba kiếp luân hồi, Lý Thiên Mệnh thì mộng. Lúc này thời điểm, hắn kéo ra ống tay áo của mình. Trên tay phải, có 5 cái vòng vòng đan sen vòng tròn. Thương Thiên A, 5 kiếp luân hồi, đây là chúng ta bộ tộc này đời thứ nhất lão tổ 5 kiếp luân hồi chi thể. Lý Cảnh Du ngửa mặt lên trời thét dài, bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái này kích động đến thất thố, thậm chí tại chỗ gào thét lão thái bà. Cái này không khỏi, quá kích động. Lý Thiên Mệnh, ngươi là 5 kiếp luân hồi chi thể. Ngươi là chúng ta Lý thị thánh tộc phục hưng hy vọng. Ngươi sinh ra, là tổ tiên hiển linh A. Lý Cảnh Du nắm lấy cánh tay của hắn, dùng lực lắc lư nói. Lý bà, nhẹ một chút, Lý Thiên Mệnh kém chút bị nàng vung đến ngất đi. Nãi, đừng kích động. Liền Lý Khinh Ngữ đều xấu hổ, tới ổn định bà lão này tâm tình. Thấy được nàng ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt chảy ngang, Lý Thiên Mệnh có chút xấu hổ. Hắn đoán chừng cái này Lý Cảnh Du, còn không biết, tay trái mình phía trên, còn có 5 cái vòng tròn. Hắn không biết, các nàng là làm sao phát hiện, chính mình là, 5 kiếp luân hồi chi thể.
Nhưng Lý Thiên Mệnh, hắn là 10 kiếp luân hồi chi thể a. 5 kiếp luân hồi chi thể, là Lý Thị Thánh tộc tổ tiên. Cái kia 10 kiếp luân hồi chi thể, là thứ độ gì? Hắn cũng không dám nói cho Lý Cảnh Du. Hắn sợ lão thái bà này, tại chỗ hưng phấn quá độ, bị sốc đi qua. Hắn quay đầu, cùng Vệ Tịnh bọn họ liếc nhau một cái. Lý Thiên Mệnh biết trên người mình tiểu mệnh kiếp có chút khủng bố. Cái này dẫn đến hắn gần nhất, liền phá ba trọng cảnh giới. Nhưng hắn cũng không biết, đáng sợ đến loại trình độ này. 4 kiếp luân hồi, làm cho Lý Thị Thánh tộc hưng thịnh 500 năm. 5 kiếp luân hồi, là Lý Thị Thánh tộc đời thứ nhất tổ tiên. 10 kiếp luân hồi, chẳng phải là, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Loại này biến dị, khẳng định cùng thái cổ hỗn độn cự thú có quan hệ. Xem ra, hắn phải giấu kỹ 10 kiếp luân hồi chân tướng. Rất hiển nhiên, hai vị này còn không có phát hiện, mà Vệ Tịnh bọn họ cũng không nói. Bọn họ chỉ sợ tại nào đó cái thời gian, quan sát qua chính mình, nhưng hắn cũng không có phát hiện. Còn tốt, không có để bọn hắn nhìn đến 10 kiếp luân hồi. Về phần bọn hắn là làm sao nhận định là 5 kiếp luân hồi chi thể, Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng hắn đoán chừng có thể là Vệ Tịnh bọn họ nói. Lúc này thời điểm, Lý Cảnh Du đã bình tĩnh đến đây. Thiên Mệnh, bà có lời muốn nói với ngươi. Lý Cảnh Du nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, quả thực cùng con trai của nàng, vừa sinh ra tới mập mạp cháu trai giống như. Quả thực là, yêu thích không buông tay a. Bà mời nói, ta nghe, Lý Thiên Mệnh nhu thuận nói. Hắn sợ lão thái bà này lại kích động. Không cẩn thận, liền đem chính mình mang ra tan thành từng mảnh. Ngươi là ta Lý Thị Thánh tộc, là toàn bộ Đông Hoàng Tông, nghịch thiên nhất bảo tàng. Ngươi cùng ta hồi Lý Thị Thánh tộc, nhận tổ quy tông, so với ngươi đi kia cái gì cầu thí thánh thiên phủ, tốt gấp 1 vạn lần. Đến Đông Hoàng tộc, chúng ta cả nhà bảo kê ngươi, ngươi muốn cái gì, thì có cái gì. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đuổi đi cái kia thánh thiên phủ 2 cái chân chạy. Thiên Mệnh, cùng bà đi thôi, bà không có cháu trai, rất là ưa thích ngươi. Lý Cảnh Du ánh mắt sáng lên nói. Lý Thiên Mệnh, có chút sở khóc sở cười. Cái này tiểu mệnh kiếp cũng thật là đáng sợ, đường đường cái này Đông Hoàng Tông đại nhân vật, vì đạt được chính mình, đều kích động thành dạng này. Trong nháy mắt thành bánh trái thơm ngon, có chút mộng. Bất quá, Vệ Thiên Thương cùng Vệ Tịnh, đều là ám chỉ Lý Thiên Mệnh, khẳng định phải lựa chọn Đông Hoàng Tông. Đi Thánh Thiên Phủ, sinh tử khó liệu, không người chiếu cố. Đi Đông Hoàng Tông, nhìn Lý Cảnh Du cái này yêu thích không buông tay, xem như cháu trai ruột dáng vẻ, đó còn cần phải nói. Hắn thì một chút do dự như vậy một chút. Kết quả, Lý Cảnh Du nói thẳng. Thiên Mệnh, nhi tử ta, Lý Vô Địch, hiện tại cũng là Đông Hoàng Tông chủ. Đông Hoàng Tông, đều là một mình hắn định đoạt. Hắn đã mở miệng, người đi Đông Hoàng Tông, hắn lập tức thu ngươi làm con nuôi. Đông Hoàng Tông chủ là thế tập, truyền nam bất truyền nữ, nhưng nhi tử ta bất tranh khí, không cho ta sinh ra cháu trai tới. Ngươi làm nghĩa tử của hắn, chính là ta cháu trai ruột. Ngươi vừa đi Đông Hoàng Tông, tại chỗ phong ngươi làm thiếu tông chủ. Dưới 1 người, trên 1 vạn người. Các loại nhi tử ta chết, ngươi chính là Đông Hoàng Tông chủ. Lý Thiên Mệnh nghe xong đây hết thảy. Hắn nhịn không được bấm một cái chính mình. Sẽ không phải là đang nằm mơ sao? Luôn cảm giác, nội dung cốt truyện không cần phải như thế thoải mái a. Một cái chu tước quốc vô danh tiểu tốt, đi đã từng xưng bá cuồn cuộn Đông Hoàng cảnh 1 vạn năm Đông Hoàng Tông. Đi làm, thiếu tông chủ. Các loại, Lý Vô Địch chết, hắn chính là, Đông Hoàng tông chủ. Cảm giác có bẫy a. Như thế nào, Thiên Mệnh cháu ta, người đến cùng muốn hay không, đi làm Đông Hoàng tông chủ. Nãi nãi ta thành ý đã lấy ra. Người đi Thánh Thiên Phủ, là không người chú ý tiểu lâu lâu, một khi tiểu mệnh kiếp bại lộ, chỉ sợ sẽ còn bị Thánh Thiên Phủ người làm khó. Đông Hoàng Tông bây giờ tuy nhiên không tính là đệ nhất bá chủ, nhưng thứ hai bá chủ, ngược lại không có vấn đề gì. Lý Cảnh Du lại là bô nói một tràng. Xem ra vị này bà, tính cách rất nôn nóng a. Cái này còn không có đáp ứng đâu, Thiên Mệnh cháu ta, đều đi ra. Bà, lần này lựa chọn đối với ta tiền đồ ảnh hưởng, có thể hay không để cho ta cùng mẫu thân, ông ngoại tự mình thương lượng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên có thể, khinh ngữ, chúng ta ra ngoài một hồi. Lý Cảnh Du cười híp mắt nói. Tiền bối xin dừng bước, xin mời ngồi, chúng ta ra ngoài là được.
Mộ Dương vội vàng nói. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Thiên Mệnh, Vệ Thiên Thương, Vệ Tịnh cùng hắn cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Thiên Mệnh, Vệ Thiên Thương trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, trên thực tế, chúng ta Vệ ra một mực có, vị này họ Lý Tổ Mẫu cùng Đông Hoàng Tông ghi chép. Tính toán ra, chúng ta Vệ ra, kỳ thật cũng là Lý Thị Thánh tộc chi mạch. Lý Đại Nhân tuy nhiên vội vàng sao động một chút, nhưng lời nàng nói không giả. Đông Hoàng Tông xác thực chấp trưởng Đông Hoàng Cảnh trên vạn năm. Cho dù là hiện tại, chúng ta gia phả ghi chép bên trong Đông Hoàng Tông, vẫn là Đông Hoàng Cảnh quái vật khổng lồ. Chỉ ít cái này bán đảo chi địa, chứ người ở ngoài, không có người nắm giữ chúng tuyển Đông Hoàng Cảnh tư cách. Đông Hoàng Tông đệ tử, lấy người cái tuổi này, tối thiểu đều là quy nhất cảnh trở lên. Loại kia quy mô, có thể so sánh Chu Tước Quốc Thiên Phủ hiếu thắng quá nhiều. Chỉ riêng nhân số, đoán chừng đều có nghìn lần trở lên. Tuyệt đối là thích hợp ngươi trưởng thành địa phương. Mà lại, Đông Hoàng Tông cùng Thánh Thiên Phủ thế như thủy hỏa, nếu như ngươi chỉ có ba kiếp luân hồi chi thể, khả năng không ai quản, nhưng ngươi có bao nhiêu kiếp vòng, chúng ta đều rõ ràng. Một khi bại lộ, Thánh Thiên Phủ khả năng trực tiếp diệt đi ngươi. Coi như năm kiếp luân hồi, bọn họ khả năng đều sẽ diệt đi, tránh khỏi ngươi trở lại Lý Thị Thánh tộc. Lại càng không cần phải nói. Người bây giờ cũng không chỉ năm kiếp luân hồi. Vệ Thiên Thương đối tổ tiên sự tình hiểu khá rõ, lời hắn nói, Lý Thiên Mệnh 100% tin tưởng. Hiện tại Thiên Phủ bên này rõ ràng Lý Thiên Mệnh đến cùng là cái gì thể chất người, cũng là trước mắt cái này ba cái. Đều là Lý Thiên Mệnh tôn kính nhất trưởng bối. Thiên Mệnh, ông ngoại ngươi nói không sai. Ngươi đi Đông Hoàng Tông, có Lý Đại Nhân chiếu cố, không nói trước thiếu tông chủ loại thân phận này, chỉ cần có chỗ dựa, chúng ta cũng yên tâm một số. Dù sao ngươi tính cách xúc động, dễ dàng cùng người xung đột. Vệ Tịnh ôn nhu nói. Không có a, ta rất điệu thấp, Lý Thiên Mệnh ngụy biện nói. Ha ha, bọn họ cười. Đúng rồi, nương, bọn họ là làm sao phát hiện ta là năm kiếp luân hồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ đầu tiên là phát hiện ta, đều tại vệ gia bí mật quan sát ta, không có chú ý ngươi, bởi vì ngay từ đầu, bọn họ nhìn đến ngươi chỉ có một kiếp vòng. Ngươi sau đó liền đi Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, bọn họ một mực có chú ý. Bất quá, các nàng chủ yếu quan sát ta, không có quan sát ngươi, bởi vì ngươi bắt đầu ngày đầu tiên, các nàng xem đến trên tay ngươi chỉ có một kiếp vòng. Ngươi loại này tiếp tục giác tỉnh tình huống, các nàng tổ tiên không có xuất hiện qua, cho nên, ngươi xuất chiến trước, còn tưởng rằng ngươi nhuộm tóc, cũng không quan tâm. Thẳng đến ngươi đánh bại Lâm Tiêu Đình, các nàng mới đoán được. Bất quá, các nàng đoán chừng ngươi nhiều lắm thì ba kiếp luân hồi. Dù sao, chúng ta vệ ra là chi thứ xa xôi huyết mạch, có thể xuất hiện ba kiếp luân hồi, đối với các nàng tới nói, thì bất khả tư nghị. Các nàng tới trước tìm ta, hỏi ta ngươi bây giờ có mấy cái kiếp vòng, hỏi ta muốn hay không mang nhi tử đi Đông Hoàng Tông. Ta lúc ấy thăm dò một chút, phát hiện các nàng trong miệng cao nhất năm kiếp luân hồi đã là nghịch thiên, cho nên ta liền nói ngươi là năm kiếp luân hồi. Nghe nói ngươi là năm kiếp luân hồi, Lý Đại Nhân đều điên rồi, một mực thúc chúng ta tìm ngươi đây, ha ha. Vệ Tịnh cũng không cuống cuồng, bởi vì nàng biết Lý Thiên Mệnh xuất phát trước, nhất định sẽ trở về cáo biệt. Lý Thiên Mệnh trên tay phải năm cái kiếp vòng rõ ràng như vậy, giấu ở trong tay áo nhìn không thấy, nhưng chỉ cần xốc lên xem xét, khẳng định không thể nói ba hoặc là bốn. Nhưng là tay trái của hắn, có thể ẩn tàng. Tiểu hoàng gà cánh trái phía trên điểm đen rất rất nhỏ. Cũng có thể ẩn tàng. Đến mức tiểu mèo đen, không dùng ẩn tàng, đen thui. May mắn, Viêm Hoàng Tháp tiếp tục giác tỉnh 10 ngày quá trình, không có làm cho các nàng nhìn đến. Không phải vậy cái này Lý Cảnh Du, đoán chừng phải tại chỗ bị sốc. Ông ngoại, Dương Thúc, Nương, nói như vậy, các người thật ủng hộ ta đi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Theo các người gia phả ghi chép, Lý bà ngôn ngữ phân tích, tiểu mệnh kiếp huyết mạch liên hệ. Thánh Thiên Phủ đẳng cấp xâm nghiêm, cùng Thánh Thiên Phủ cùng Đông Hoàng Tông ở giữa ân oán cái này năm cái phương diện tới nói, ta cảm thấy Đông Hoàng Tông, trội hơn Thánh Thiên Phủ. Mộ Dương nói, dù sao, Thánh Thiên Phủ đã cho ấn tượng xấu. Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm hai vị phó giám sát xứ, có lẽ tựa như là Thánh Thiên Phủ ảnh thu nhỏ. Nương, ngươi là ba kiếp luân hồi, Thiên Phú và vị kia Lý cô nương không sai biệt lắm, ngươi cùng đi với ta Đông Hoàng Tông sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, Lý Cảnh Du ngay từ đầu mục tiêu là nàng. Ta không đi, ta muốn lưu tại vệ phủ, chiếu cố ông ngoại ngươi.
Vệ Tịnh nói. Cái này không ra ngoài Lý Thiên Mệnh đoán trước. Thân thể nàng 20 tuổi, nhưng linh hồn xác thực 40, thiếu khuyết cùng Lý Thiên Mệnh một dạng trùng kích. Mà lại, nàng và ông ngoại ở giữa, có quá nhiều tiếc nuối, về sau cần thông qua làm bạn đền bù. Thậm chí, nàng còn muốn ở chỗ này, các loại, Lý Mộ Dương. Bên này người cứ yên tâm đi, có ta ở đây đây. Mộ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Hắn nhưng là Chu Tước quốc đệ nhất cường giả, Lý Thiên Mệnh đương nhiên yên tâm. Vốn là Lý bà rất thưởng thức ta, muốn tận tình khuyên bảo thuyết phục ta, ta đem người tố cáo đi ra, rời đi lực chú ý của nàng, ta thì gối cao không lo. Vệ Tịnh cười nói. Ngươi thật sự là thân nương sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cười về cười. Đã ba vị này trưởng bối, có phán đoán, mà lại giúp đỡ chính mình, vậy liền lựa chọn Đông Hoàng Tông. Mà lại, làm cho trưởng bối yên tâm chính mình xuất hành, cũng là đối bọn hắn một loại hồi báo. Chí ít trong cuộc sống sau này, bọn họ không cần một mực nơm nớp lo sợ. Thiên Mệnh, Dương Thúc trong nhà, chờ mong người tương lai biểu hiện. Mộ Dương nói, không có vấn đề, tuyệt đối thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ngươi đừng chém gió nữa, tranh thủ thời gian đi vào trả lời chắc chắn Lý Đại Nhân đi, nàng nhanh sắp điên. Vệ Tịnh hướng bên trong nhìn thoáng qua, Lý Cảnh Du chính tại cõng lấy tay, khẩn trương dạo bước đây. Năm kiếp luân hồi chi thể a. Như thế nào, làm ra quyết định sao? Xem bọn hắn tiến đến, Lý Cảnh Du cầm Lý Thiên Mệnh tay, khẩn trương vạn phần nói. Lý bà, ta quyết định đi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn cứng rắn mà nói. Thương Thiên, Tổ Tiên a, ta Lý Thị Thánh Tộc, rốt cục có hy vọng a. Lý Cảnh Du lệ nóng doanh tròng. Chẳng lẽ ta không đi, liền không có hy vọng sao? Lý Thiên Mệnh làm sao cảm giác, chính mình không phải đi làm thiếu tông chủ, muốn đi cứu vớt bọn họ Lý Thị Thánh Tộc. Trong tưởng tượng, làm thiếu tông chủ, cần phải rất nghiêu xoa. Dưới một người, trên vạn người. Một câu, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, toàn bộ đưa tới cửa. Muốn nhiều thoải mái, thì có bao nhiêu thoải mái. Nhưng hắn làm sao có dự cảm, giống như muốn đi kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. Đó cũng không phải, ha ha, Thiên Mệnh cháu ta, người rất có bá lực, hành lễ thu thập xong sao. Hiện tại liền đi, Lý Cảnh Du cười ha ha nói. Hiện tại, đúng, cũng là lập tức, đã chậm thì không kịp kế thừa thiếu tông chủ vị trí. Để cho người khác chiếm trước. Lý Cảnh Du nói. Cái gì? Không, ta đùa giỡn, ha ha. Thiên Mệnh cháu ta, lên đường. Lý bà, chờ một chút, ta lấy ít đồ. Đến, nãi nãi cho ngươi một cái lễ gặp mặt, đây là tu di giới chỉ. Bảo bối này, chính là màu xanh lam thiên văn linh quặng, tu di thạch, chế tạo đặc thù thú binh. Tu di thạch là một loại thần diệu linh quặng, trời sinh bên trong dấu không gian. Cái này một khỏa tu di giới chỉ, nội bộ không gian vì đường kính 2 mét hình tròn không gian, có thể cất giữ tài vật, binh khí, linh quặng, linh túy. Thuận tiện xuất hành. Có điều, phải tránh đừng cho cộng sinh thú đi vào, trong này là tĩnh mịch không gian, sinh linh đi vào, sẽ trực tiếp no bạo tu di giới chỉ. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua, trên thế giới còn có loại vật này. Thiên Mệnh, cái này tu di giới chỉ tài liệu. Mặc dù là cấp 6 thú binh tài liệu, nhưng là hắn giá trị, siêu thoát đại bộ phận tử sắc thiên văn cấp 7 thú binh. Tu di giới chỉ, toàn bộ Chu Tước quốc chỉ có 2 cái, Chu Tước vương một cái, ông ngoại ngươi một cái. Còn không mau cảm tạ Lý Đại Nhân, Mộ Dương liền vội vàng nói. Lễ gặp mặt, quý giá như thế. Vật này tuy nhiên đối với chiến đấu không có trợ giúp, nhưng là Lý Thiên Mệnh không dùng gánh vác binh khí, linh quặng. Chiến đấu, xuất hành các loại. Đều muốn thuận tiện rất nhiều. Lại nói, phải mang theo Khương Phi Linh, nữ hài luôn luôn có khá hơn chút quần áo, đồ trang sức, son phấn nữ công những vật này. Có cái này đường kính 2 mét hình tròn không gian, liền không dùng mang lên rất lớn bao khỏa. Thậm chí, còn có thể cất giữ không ít bảo vật. Đa tạ Lý bà. Lý Thiên Mệnh đưa tay đón cái này tu di giới chỉ. Kêu bà nội. Lý Cảnh Du tay vừa nhấc, không có để hắn cầm tới. Mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Nãi nãi, vì tu di giới chỉ, Lý Thiên Mệnh không thèm đếm xỉa. Dù sao đều muốn nhận nghĩa phụ, làm thiếu tông chủ, ngồi đợi Lý Vô Địch chết, còn quan tâm thêm một cái nãi nãi. Lại thêm một cái, như hoa như ngọc muội muội Lý Khinh Ngữ. Ai u, Lý Cảnh Du hồng quang đầy mặt, gọi là một cái thoải mái a.
thật tốt, mập mạp cháu trai, thật tốt, ta Lý mẫu người, rốt cục có hậu, rốt cục có mập mạp cháu nha. Lý Thiên Mệnh bấm một cái thịt của mình, làm sao cũng không mập a. Bất quá, tu di giới chỉ tới tay. Vệ Thiên Thương chỉ dẫn một chút phương pháp sử dụng, cái này không khó. Lý Thiên Mệnh đem hành lý, viêm long xiềng xích, đại lôi diệt kiếm các loại vật phẩm, giấu vào trong đó, lại mang một số quần áo, một thân nhẹ nhõm. Thiên Mệnh, ta đáp ứng ngươi đồ vật. Mộ Dương bỗng nhiên lấy ra một cái hòm gỗ không nhỏ, rất nặng nề. Đây là cái gì? Trước đó không phải đã nói, ngươi rời đi Chu Tước Quốc thời điểm, đưa ngươi một dạng cấp 7 thú binh sao? Lão thần đều đưa ngươi đại lôi diệt kiếm, ta cũng không thể bị hắn so sánh đi xuống. Mộ Dương cười nói, là xiềng xích. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên kiếm pháp dùng không sai, nhưng là, hắn cũng không có từ bỏ xiềng xích. Đúng, ta mở ra nhìn xem. Vẫn là chờ ngươi đến Đông Hoàng Tông lại nhìn đi, Mộ Dương nói. Thừa nước đục thả câu, xem ra không tệ a. Lý Thiên Mệnh nói. Bình thường, toàn thôn thứ ba, Mộ Dương cười nói. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Đây là hắn đánh bại Vệ Quốc Hào thời điểm, đối mặt Vệ Thiên Hùng nói lời. Thiên Mệnh cháu ta, đi, Lý Cảnh Du đã đợi không kịp. Lý Thiên Mệnh quay đầu, cùng Vệ Tịnh bọn họ cáo từ. Thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Nhưng trận này ly biệt, mỗi người đều là vẻ mặt vui cười. Dù sao, sầu mi khổ kiểm cũng không thể thay đổi cái gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng mọi người tâm tình. Tuy nhiên đạp vào hành trình, con đường phía trước khó liệu. Nhưng, bọn họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Gặp lại, chẳng biết lúc nào, sẽ gặp lại. Nhưng Lý Thiên Mệnh, một ngày nào đó sẽ trở về. Dù sao, giống như cũng không tính quá xa. Cái kia, ta muốn đi Chu Tước Vương cung một chuyến. Bước ra vệ phủ về sau, Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ ngươi nói qua, muốn trước tiếp ta cháu dâu. Lý Cảnh Du cười híp mắt nói. Xong đời. Cảm giác, nàng chẳng những muốn cháu trai, liền tăng tôn đều muốn. Đi, đi Chu Tước Vương cung. Chu Tước Vương, sẽ đáp ứng ta mang đi Linh Nhi sao? Ngay từ đầu, quyết định đi Thánh Thiên Phủ, Chu Tước Vương đoán chừng do dự. Bây giờ chọn lựa đi Đông Hoàng Tông, có Lý Thị Thánh tộc cùng tiểu mệnh kiếp huyết mạch liên lụy, Chu Tước Vương hẳn là sẽ đồng ý. Tiến về Chu Tước Vương cung trên đường, Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh. Lý Cảnh Du vẫn yêu thích không buông tay, dò xét hắn. Lý Khinh Ngữ thì nhu hòa, văn nhã. Thiên Mệnh ca, người tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng thời điểm, nàng gật đầu hơi cười. Xin hỏi Khinh Ngữ muội muội, trước mắt cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khinh Ngữ bất tài, chỉ tu đến quy nhất cảnh tầng thứ tư. Lý Khinh Ngữ nói. 15 tuổi, bất tài, thì tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ tư. Lâm Tiêu Đình, 20 tuổi, Chu Tước Quốc siêu cấp thiên tài, gần nhất mới đột phá quy nhất cảnh. Cái này vừa so sánh, liền biết Đông Hoàng Tông là bực nào tồn tại. Thiên Mệnh ca là năm kiếp luân hồi chi thể, hoa thời gian mấy năm, liền có thể đuổi kịp nói nhỏ. Lý Khinh Ngữ sợ hắn nhụt chí, cho nên an ủi. Đúng, người sinh ra ở Chu Tước Quốc, giác tỉnh tương đối trễ, không cần quan tâm trước mắt tu vi. Mục tiêu của ngươi là thánh chi cảnh giới, vậy sẽ phải hướng nơi xa nhìn, chỉ cần đến thánh chi cảnh giới, lập tức có thể sống 200 tuổi trở lên. Ngươi tranh thủ 70 tuổi trước đứng hàng thánh cảnh, liền có thể thành Đông Hoàng cảnh một phương cường giả. Chỉ cần thành thánh, liền có thể hướng lên trời lại mượn 100 năm. Cái này 100 năm, phát huy ngươi năm kiếp luân hồi thiên phú, tiếp tục tu hành, tiếp tục đoạt thiên mệnh vì cái gì mạng của mình, về sau vạn cổ trường thanh, đáng để mong chờ. Lý Cảnh Du nói, 70 tuổi, quá xa. Trong nháy mắt, Chu Tước Vương cung đến. Ngay tại cái này đột nhiên, Lăng Nhất Trần, hắn cũng tới. Lý Cảnh Du ánh mắt lạnh lẽo, lôi kéo Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ, trong nháy mắt xông vào Chu Tước Vương cung. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Lăng Nhất Trần, là ai? Danh tự, cùng Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm có điểm giống. Vừa mới tiến Chu Tước Vương cung, phía trước chỉ ít có 6 người chạm mặt tới. 6 người bên trong, Lý Thiên Mệnh nhận biết có, Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm, Nguyệt Linh Cơ. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, ngày mai mới có thể đụng tới bọn họ đâu. Hắn không biết là, Thương Hải Quốc bên kia Thiên Phủ khiêu chiến, sáng sớm đã kết thúc, bọn họ trực tiếp chạy về Chu Tước Quốc. 6 người này bên trong,
trọng yếu nhất chính là có Khương Phi Linh. Khương Phi Linh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hơi có chút trắng xám. Tựa hồ, có chút hoảng sợ. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt khí huyết hướng đầu. Những người này, đối Khương Phi Linh làm cái gì? Ngoại trừ bốn người này, còn lại hai cái, Lý Thiên Mệnh chưa thấy qua. Bên trong một cái áo đen lão giả, khô gầy âm u, ánh mắt lạnh lùng, hai tay như quả đen chi chảo. Chỉ thấy khí thế của hắn kinh người, áp bách lực 10 phần, đủ để cho toàn bộ Chu Tước Vương cung đều lộ ra âm hàn. Rất rõ ràng, hai vị phó giám sát sứ cận nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm, đều cung kính đi ở phía sau hắn. Bọn họ ngay tại hướng ông lão mặc áo đen này báo cáo, tựa như là tại nói Thương Hải Quốc Thiên Phủ sự tình. Lý Thiên Mệnh lờ mờ nghe được, cận nhất Huyên nói, Mộ Dung Thương Hải đã chết, toàn tộc lại không hậu nhân, gối cao không lo loại hình. Hắn đã sớm biết, bọn họ không có khả năng từ bỏ để Nguyệt Linh gia tộc làm trời cao phủ gia tộc, Chu Tước Quốc thất bại, bọn họ lập tức chuyển hướng Thương Hải Quốc. Bây giờ nhìn, bọn họ cần phải thành công. Thương Hải Quốc Thiên Phủ, rất đáng tiếc. Hiển nhiên, ông lão mặc áo đen này là hai vị này phó giám sát sứ người cầm đầu. Nhưng, phía trước nhất một thiếu nữ, xem ra so ông lão mặc áo đen này thân phận còn muốn quý giá. Trên mặt nàng che mặt, trong mắt có một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, đó là một loại tránh thức bế nghế, cường thế ánh mắt. Dường như, nàng chính là bên trong thiên địa đế hoàng. Thấy người, đều muốn ở tại trước mặt, quỳ xuống run rẩy. Chỉ là một ánh mắt, liền để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, đến từ Đông Hoàng cảnh nghịch thiên yêu nghiệt chân chính trình độ. Lý Khinh Ngữ tính cách nhu hòa, không có bực này nữ tử như vậy bạo ngược. Nàng cố nhiên là cái tuyệt thế mỹ nhân, tư thái linh lung, ánh mắt xinh đẹp. Nhưng, ý chí của nàng, sẽ cho người không dám đi đàm luận bề ngoài. Nhìn ra được, thiếu nữ này, mới là đoàn người này chủ nhân chân chính. Liền áo đen lão giả, đều phụng dưỡng ở tại bên người. Song phương đội ngũ, ngay tại Chu Tước Vương cung trong cửa lớn đụng tới. Ca ca. Khương Phi Linh nhìn đến hắn về sau, vội vàng hô một tiếng. Nàng bị bao quanh, không có cách nào đi vào Lý Thiên Mệnh bên người. Nhìn ra được, nàng lo lắng, khó chịu. Lý Thiên Mệnh hai mắt, trong nháy mắt híp lại. Lý Cảnh Du, ông lão mặc áo đen kia híp mắt, hỏi, ngươi Lý Thị Thánh tộc người, không có việc gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái này Thánh Thiên Phủ giám sát sứ, lại tới đây làm cái gì? Lý Cảnh Du ra hiệu để Lý Thiên Mệnh buông lỏng. Chu Tước Quốc là ta Thánh Thiên Phủ, Hiến Tế Quốc là ta Lăng Mỗ người địa bàn, ta đương nhiên có thể tới nơi này. Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Hai người bọn họ gặp mặt, thế như thủy hỏa. Đây là con ta Lý Vô Địch con riêng, ta tìm khắp Đông Hoàng cảnh, rốt cục để cho ta tìm tới, tự nhiên đến mang hắn hồi Đông Hoàng Tông. Lý Cảnh Du nói. Con riêng? Không phải nói, làm con nuôi sao? Làm sao biến thành con tư sinh? Khương Phi Linh tại trong tay đối phương, cho nên, Lý Thiên Mệnh không có đi lo lắng nhiều. Đằng sau hỏi lại là được rồi. Đây là Lý Vô Địch nhi tử. Ngươi sai đi, đây là ta Thánh Thiên Phủ đệ tử. Ba ngày trước chính là, chúng ta đang muốn dẫn hắn tiến về Thánh Thiên Phủ. Phó giám sát sứ cận nhất Huyên nói. Ngươi cái này cũng đừng nghĩ, đây là ta Lý Thị Thánh tộc người. Trên người có ba kiếp luân hồi thiên phú, các ngươi mang về, cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài. Lý Cảnh Du nói. Ba kiếp luân hồi, không nhìn ra, Tống Nhất Phàm nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Đã như vậy, thì không cần người nọ nữa, đi. Lăng Nhất Trần nói. Đem Lý Thị Thánh tộc ba kiếp luân hồi thiên tài mang về, một chút chỗ tốt đều không có, chỉ sợ còn phải bị mắng. Thánh Thiên Phủ cùng Đông Hoàng Tông như nước với lửa, đã có mấy ngàn năm. Thánh Thiên Phủ, dẫm lên Đông Hoàng Tông, xưng bá Đông Hoàng cảnh. Chờ một chút, Lý Cảnh Du chỉ một ngón tay, nói. Các ngươi có thể đi, đem ta cháu dâu lưu lại. Cháu dâu, Lăng Nhất Trần nhìn thoáng qua Khương Phi Linh. Ngươi đừng suy nghĩ, đây là chúng ta Lang Thiên Tử coi trọng tỷ nữ. Lăng Nhất Trần âm thanh lạnh lùng nói. Tỷ nữ, Lý Thiên Mệnh trong đầu lửa, lập tức thì bốc cháy. Thiếu nữ kia, chính là cái gọi là Lang Thiên Tử. Lý Cảnh Du nhìn đến Lý Thiên Mệnh ánh mắt như lửa, mà bên kia một vị tuyệt mỹ thiếu nữ Khương Phi Linh, biểu lộ bối rối. Nàng liền biết, cô bé này đối Lý Thiên Mệnh trọng yếu bực nào. Lang Thiên Tử, có thể hay không thả người? Đây là ta cháu dâu, không có khả năng để ngươi mang về Thánh Thiên Phủ. Lý Cảnh Du trầm giọng nói. Nàng hiện tại trạng thái, vô cùng uy nghiêm,
cùng tại vệ phủ vội vàng sao động dáng vẻ, tưởng như hai người. Không thả, lại như thế nào? Cái kia Lang Thiên Tử lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm của nàng rất lạnh, rất ngạo khí. Không thả, chư vị liền đi không ra Chu Tước Quốc. Lý Cảnh Du nói. Nàng là Đông Hoàng Tông Tông chủ chi mẫu, mà đối diện Lăng Nhất Trần là Thánh Thiên Phủ giám sát sứ. Thân phận tới nói, cần phải cao một chút. Đến mức thực lực, Lý Thiên Mệnh không có khái niệm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng dám nói như vậy, cần phải so Lăng Nhất Trần cường một số. Mạnh bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh cũng không có khái niệm. Lý Cảnh Du, người cũng đã biết chúng ta Lang Thiên Tử, là bực nào kỳ tài. Đắc tội nàng, chỉ bằng các ngươi Lý Thị Thánh Tộc còn lại mấy cái vớ va vớ vẩn, đến lúc đó, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Lão đại, đừng nói cái gì Lý Thị thánh tộc một tên, 500 năm trước liền bị trừ đi. Thì đám rác rưởi này, còn tại tự mình thôi miên, tự xưng thánh tộc. Cận Nhất Huyên xen vào cười nói. Lý Cảnh Du đánh giá Lang Thiên Tử liếc một chút. Ta tự nhiên nhận biết Lang Thiên Tử, ta nghe nói qua, nàng là tương lai có hy vọng trở thành Thánh Thiên Phủ, Thánh Hoàng, tồn tại. Lý Cảnh Du ánh mắt sáng rực nhìn lấy thiếu nữ kia, mà thiếu nữ kia, cũng biểu lộ đạm mạc, không e ngại nàng mảy may. Người biết liền tốt, lấy nàng quật khởi con đường cùng tạo hóa, mấy chục năm sau, nàng chí ít Đông Hoàng cảnh trước ba. Ngươi là lão nhân, thật tốt suy nghĩ một chút, đắc tội nàng. Lại là kết cục gì? Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Nói rất đúng, các ngươi nhất tộc, không phải ngàn năm trước Lý Thị Thánh Tộc. Hiện tại Đông Hoàng Tông, đều không có dung thân của các ngươi chỗ. Lý Vô Địch cái này tuyệt thế phế vật, Đông Hoàng Tông trong lịch sử yếu nhất tông chủ, cũng tại ngồi ăn rồi chờ chết đi. Ngay cả ta, đều có thể một cái tay, bóp chết hắn. Tống Nhất Phàm thanh âm càng lạnh lẽo. Bọn họ cười lạnh liên tục. Những lời này, đủ để dọa đến Lý Cảnh Du, không dám mở miệng đi. Bất quá, bọn họ đánh giá thấp Lý Cảnh Du. Chỉ thấy nàng nhếch miệng, sau đó nói, thiếu cho ta kéo nói nhảm nhiều như vậy. Ta lão thái bà, cũng mặc kệ các ngươi cái gì Lang Thiên Tử. Lại nghịch thiên thiên tài, hiện tại rơi vào ta trên tay lão thái bà, đều là một con gà con. Các ngươi dám lấy đi ta cháu dâu, ta liền đem ngươi cái này Lang Thiên Tử làm thịt rồi. Ta không sợ Thánh Thiên Phủ cho chúng ta diệt tộc, dù sao, làm thịt một cái Lang Thiên Tử, chúng ta nhất tộc cũng kiếm lời. Lăng Nhất Trần, người cái này làm, thiên bộc, tiểu cẩu, nếu có lòng tin bảo trụ cái này Lang Thiên Tử, người thì mang ta cháu dâu đi. Lý Cảnh Du nói xong, đã hướng lấy bọn hắn ép tới. Cái này, để Lăng Nhất Trần bọn họ ba vị giám sát sứ, sắc mặt vô cùng khó coi. Lý Cảnh Du, người khẳng định muốn dạng này. Bọn họ thừa nhận. Lý Cảnh Du nói không sai. Thánh Thiên Phủ tại sao phải cho Thánh Thiên Tử thiết lập, thiên bộc, toàn bộ hành trình bảo hộ? Cái kia chính là, Thánh Thiên Tử tại trở thành cường giả trước đó, đối mặt loại này trưởng bối, chẳng mạnh đến đâu. Nàng chỉ là đối người đồng lứa, nhất kỵ tuyệt trần, cường đến đáng sợ mà thôi. Nếu như Lý Cảnh Du thái độ cường ngạnh, bọn họ liền sợ Lang Thiên Tử ra chuyện. Dù sao, một cái Lang Thiên Tử giá trị, có thể so sánh tàn phế Lý Thị Thánh Tộc giả yếu tàn tật muốn cao hơn nhiều. Lang Thiên Tử, chúng ta liên thủ đối mặt Lý Cảnh Du, ngược lại cũng không đến mức bại, nhưng liền sợ nàng nổi điên nhằm vào ngươi. Gia hỏa này là cái có tên điên cụ bà, cực kỳ bao che khuyết điểm, phát điên lên, ai cũng không quản được. Lăng Nhất Trần đau đầu nói. Vậy liền, làm cho các nàng đi. Nguyệt Linh Lang không nhúc nhích chút nào giận, chỉ là ánh mắt lại lạnh lẽo rất nhiều. Xem ra, nàng là người thông minh, biết mạng sống trọng yếu nhất. Nghe nói như thế, Tống Nhất Phàm lúc này mới buông ra Khương Phi Linh. Nàng vội vàng đi vào Lý Thiên Mệnh bên người. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, nàng tựa hồ chỉ là bị hù dọa, cũng không có làm sao thụ thương, hắn cũng yên lòng. Nói thật, hắn rất cảm tạ Lý Cảnh Du. Nếu như không phải vị này, nãi nãi, hôm nay Khương Phi Linh, đụng tới cái này Thánh Thiên Phủ giám sát sứ Lăng Nhất Trần, tuyệt đối phải bị mang đi. Đi làm tỳ nữ. Hầu hạ Lang Thiên Tử. Tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, bực này tuyệt thế thiên tài đều nhằm nhò gì. Đợi một thời gian, để cho nàng cho Khương Phi Linh làm tỳ nữ, cái kia còn tạm được. Ngay tại Khương Phi Linh vừa trở về thời điểm, cái kia Lang Thiên Tử hướng bước về phía trước một bước. Ánh mắt của nàng, khóa chặt Lý Cảnh Du. Lý Cảnh Du, nàng ánh mắt như lửa, thiêu đốt tại Lý Cảnh Du trên thân. Hôm nay, người bức hiếp ta. Ta nhớ kỹ.
cho ta 20 năm, 20 năm sau, ta đi Đông Hoàng Tông, diệt ngươi Lý thị nhất tộc cả nhà. Ta nhìn, Đông Hoàng Tông, ai sẽ che chở các ngươi đám phế vật này? Nhớ kỹ, có lẽ không đến 20 năm, có lẽ thì 10 năm, ta muốn để cho các ngươi Lý thị nhất tộc, cả nhà bị chết không còn sót một ai. Nàng nói từng chữ, đều thiêu đốt như lửa. Tuổi còn nhỏ, độc ác như vậy, người nào dạy ngươi? Lý Cảnh Du âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật, đó là cái không thể bỏ qua uy hiếp. Ai cũng biết, tiếp qua 10 năm, nàng sẽ thêm đáng sợ. Uổng ngươi tu luyện lâu như vậy, vẫn không biết thế giới này chuẩn tắc. Mạnh được yếu thua, cường giả, cướp bóc hết thảy, giết hết tất cả uy hiếp, đồ diệt hết thảy ân cừu. Đối mặt cừu nhân, trảm thảo trừ căn, mới có thể độc bá thiên địa. Hôm nay, ngươi uy hiếp ta sinh tử. Ngày khác, ta tất diệt ngươi cả nhà. Ngươi chờ, một ngày này, sẽ không quá lâu. Đây là ta sinh tồn chi đạo, tu luyện chi đạo. Lang thiên tử từng chữ nói ra, khí thế ngập trời. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười. Đi đừng chém gió nữa, chúng ta sợ, ngươi tuyệt đối độc bá thiên địa, duy ta độc tôn, đến lúc đó, toàn bộ thế giới tại dưới chân ngươi run rẩy. Ngươi chính là nhân vật chính, là không giống nhau khói lửa. Lang thiên tử ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hắn. Con kiến hôi. Đây là nàng đối Lý Thiên Mệnh đánh giá. Tại trận này giao phong bên trong, một cái Lý vô địch con riêng, còn không lọt nổi mắt xanh của nàng con ngươi. Bất quá, Lang thiên tử, vẫn là để Lý Cảnh Du có chút lo lắng. Xem ra, nàng thật sợ cái này Lang thiên tử tương lai trả thù. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, Lý thị thánh tộc, không có cảnh tượng như vậy. Thậm chí, coi như Lý vô địch là Đông Hoàng Tông chủ. Nhưng giống như, Đông Hoàng Tông không phải hắn định đoạt. Điểm này, Lý Cảnh Du khoác lác. Dù sao, nàng là vì hấp dẫn Lý Thiên Mệnh đi. Hắn tương lai đi Đông Hoàng cảnh, khiêu chiến đồng dạng không ít. Bất quá Lý Thiên Mệnh không quan trọng, chỉ cần hắn tán thành Lý Cảnh Du, tán thành những người này. Chỉ cần những người này, chân thành đối đãi chính mình. Hắn không ngại dung nhập bọn họ, đi nghênh đón khiêu chiến. Dù sao, hắn cần muốn khiêu chiến, cần tư nguyên, cần muốn địa vị, để cho mình cấp tốc trưởng thành. Bất kể nói thế nào, Đông Hoàng Tông đều là một cái thế lực bá chủ một dạng bình đài, chiến trường. Ca ca, nàng, cướp đi ta 5 cái năng lực phòng ấn. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh có chút lo lắng mà nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn nhìn Khương Phi Linh lông tóc không thương, cho là nàng không có việc gì đây. Chỉ thấy Khương Phi Linh giơ tay phải lên, phía trên móng tay, loại kia quỷ dị phong cấm đã biến mất. 5 cái. Toàn bộ không có. Người kia, không biết dùng biện pháp gì, cướp đi cái này 5 cái phòng ấn, chuyển rời đến một cái bóng bên trong, để cho nàng chứa vào. Hắn vốn đang muốn đoạt đi ta tay trái ngón tay cái này phòng ấn, nhưng là thất bại. Bởi vì hắn nói, tay trái 5 cái phòng ấn tạo thành một cái chỉnh thể, mở ra 4 cái. Tay phải 5 cái phòng ấn, hắn nói chỉ là tạm thời tồn tại móng tay của ta bên trong, không có triệt để dung nhập huyết mạch của ta, cho nên để hắn cướp đi. Nàng bức bách ta ở trên người nàng phụ linh, đạt đến 7 thành, trình độ nhất định tăng cường chiến lực của nàng, cho nên nàng để cho ta khi nàng tỷ nữ. May mắn ngươi đã đến. Tuy nhiên thân thể không bị thương tổn, có thể nàng vẫn là rất không nỡ cái kia 5 cái phòng ấn. Dù sao, nàng nghĩ đến về sau có thể giúp Lý Thiên Mệnh càng nhiều. Hiện tại, tay phải hoàn toàn đánh mất, tay trái không có giải phong, thì còn lại một cái. Cướp đi 5 cái phòng ấn. Vốn là, Lý Thiên Mệnh đã nhìn cái này Lang thiên tử, tương đương khó chịu. Giờ phút này, càng thêm khó chịu. Hắn từng muốn, không cho bất luận kẻ nào đụng Khương Phi Linh một sợi lông. Ngay tại hắn 3 ngày không có ở đây thời điểm, cái này Lang thiên tử tới. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, quyết chiến đêm trước, Khương Phi Linh tại Viêm Hoàng Tháp chờ hắn thời điểm, Lang thiên tử vừa mới bắt gặp nàng phụ linh tu luyện. Hiện tại cướp đi 5 cái phòng ấn, vậy liền không chỉ là một sợi lông. Lý vô địch con riêng. Đúng vào lúc này, Nguyệt Linh Lang ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng là cái không tệ tài phú, người căn bản không xứng với nàng. Mấy năm này, người giúp ta chiếu cố tốt nàng. Chờ ta đồ diệt Lý thị nhất tộc ngày nào đó, ta sẽ dẫn đi nàng. Nếu như, người có thể bảo hộ đến nàng đến ngày nào đó, ta đáp ứng, lưu ngươi một cái mạng chó. Nghe xong những thứ này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Bảo hộ Khương Phi Linh,
còn dùng nàng nói. Hắn hỏi một chút Lý Cảnh Du. Nãi nãi, có thể trợ giúp ta, đoạt lại cái kia 5 cái phong ấn sao? Cái này dạng này mất đi, để cái này kiêu căng lang thiên tử cướp đi, nói thật, không thế nào cam tâm. Tuy nhiên không đến mức theo ném rơi thánh hồn chiến hồn như thế. Nhưng, khó chịu, cũng là khó chịu. Nàng đoán chừng là dùng, thánh nguyên cầu, hội tụ phong ấn, giấu ở tu di giới chỉ chúng. Nếu như muốn cướp đoạt, sẽ rất phiền phức, dù sao ta vừa mới đe dọa nàng, cũng không nghĩ tránh thức giết. Tránh thức giết, cũng là không chết không thôi. Hiện tại cháu dâu giữ lại tính mạng, cái này trọng yếu hơn. Còn kia cái gì phong ấn, mấy chục năm sau, người chưa hẳn không có đoạt lại cơ hội. Dù sao, người nằm kiếp luân hồi thiên tư tránh thức bày ra, không so nàng kém, nàng cũng là đi trước một bước. Lý Cảnh Du, để Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc. Tánh mạng là trọng yếu nhất. Vì đoạt lại Khương Phi Linh, đe dọa một chút đối phương, liền đã dẫn tới cái kia lang thiên tử diệt tộc tuyên ngôn. Cái này muốn thật vì 5 cái phong ấn tranh đấu, giết, chỉ là đối Chu Tước Quốc tạo thành kiếp nạn đều rất lớn. Nếu như dựa vào chính mình có thể cầm về, vậy cũng chớ phiền phức Lý Cảnh Du. Dù sao, giá quá lớn. Ca ca, cái kia trước được rồi, ta còn có 5 cái. Khương Phi Linh liền vội vàng nói. Nàng cũng là có chừng mực người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Lang thiên tử, người nói 10 năm sau, liền muốn tới giết ta Lý ra cả nhà thật sao? Đúng. Không cần 10 năm, người tại Thánh Thiên Phủ chờ lấy, trong vòng 10 năm, ta đi Thánh Thiên Phủ. Ta sẽ ngay trước Thánh Thiên Phủ mặt của mọi người, chém nứt đầu của ngươi, đồng thời, cầm lại ta Linh Nhi phong ấn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói rất bình thản. Nhưng là ánh mắt của hắn, rất nguy hiểm. Giống như ngày ấy, đem Lâm Tiêu Đình xử tử một dạng nguy hiểm. Câu nói này, để Lý Cảnh Du cùng Lý Khinh Ngữ đều mộng một chút. Không mang theo như thế thổi đó a. Lang thiên tử rốt cục cười. Nàng cười khúc khích, là để Lý Thiên Mệnh chọc cười. Đây là ta nghe qua, buồn cười nhất khoác lác. Lang thiên tử, ta đây là theo ngươi học, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn rất chán ghét cái này lang thiên tử. Đoạt phong ấn mối thù, không đội trời chung. Nhưng, giết Lâm Tiêu Đình về sau, hắn thuế biến. Hỉ nộ, sớm liền không lại mặt bên trên biểu hiện. Chỉ là câu này nói xong, lang thiên tử ánh mắt triệt để lạnh xuống. Vô chi chi đồ. Lý Cảnh Du ở chỗ này, nàng không có cách nào động thủ. Cùng Lý Thiên Mệnh nhiều lời, sẽ chỉ hàng nàng cấp bậc. Cho nên, trong mắt của nàng chỉ có buồn cười cùng khinh miệt. Chỉ cần là cá nhân, đều biết sự chênh lệch giữa bọn họ. Thiên tử cùng thiếu tông chủ, nghe thân phận ngang nhau. Nhưng trên thực tế, thật ngang nhau sao? Lý Cảnh Du, đến lúc đó, xuất lĩnh toàn tộc, chờ ta ban cho cái chết. Nàng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Sau khi nói xong, nàng và Lăng Nhất Trần bọn người, nghênh ngang rời đi. Trận này giao phong, Nguyệt Linh Cơ chỉ dám núp ở phía sau mặt, một câu lời cũng không dám nói. Liền Lý Thiên Mệnh cũng không biết, cái này Nguyệt Linh Lang, lại là muội muội của nàng. Các loại Lý Cảnh Du nói ra Nguyệt Linh Lang tên cùng truyền kỳ về sau, Lý Thiên Mệnh mới rốt cuộc biết. Nguyên lai, Nguyệt Linh Cơ trầm uyên đấu thú dự định đệ nhất, Nguyệt Linh gia tộc thay thế Thương Hải Quốc Thiên Phủ, đều là cái này Nguyệt Linh Lang an bài. Ngươi không e ngại dạng này đông hoàng cảnh nghịch thiên chi yêu nghiệt. Lý Cảnh Du hỏi, cũng không phải ba đầu sáu tay, có gì e ngại. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, chờ xem đi. Không có người, có thể cướp đi hắn, hoặc là Khương Phi Linh đồ vật. Lâm Tiêu Đình không được. Nguyệt Linh Lang, cũng không được. 10 năm sau, nàng muốn tới đổ diệt Lý ra cả nhà. Nếu có một trận trò vui, cái kia không cần 10 năm. Mà lại, địa điểm sẽ không ở Lý ra. 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, cùng khoáng cổ thước kim 10 kiếp luân hồi, cho Lý Thiên Mệnh vô cùng lòng tin. Hôm nay, Lang thiên tử để Linh Nhi không vui. Đối Lý Thiên Mệnh mà nói, đây chính là tử tội. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh bây giờ nhìn lại rất bình tĩnh, trên thực tế đối cái kia Nguyệt Linh Lang, trong lòng của hắn sớm đã, sát cơ nghịch thiên. Hắn hiện tại, cũng là sủng vợ cuồng ma, mà Nguyệt Linh Lang, lần thứ nhất xúc phạm cái này nghịch lân. Tuy nhiên còn không phải vợ. Nhưng, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, làm Khương Phi Linh khẩn cầu Chu Tước Vương. Muốn cùng mình cùng một chỗ sông sáo thiên nhai thời khắc, cũng đã là tính mạng hắn bên trong, trọng yếu nhất cô gái. Lần này,
Lý Thiên Mệnh mang theo Lý Cảnh Du, đi tìm Chu Tước Vương. Chu Tước Vương đã hôn mê. Khương Thanh Loan chính mặt mũi tràn đầy nước mắt thủ ở bên cạnh hắn, đang lúc tuyệt vọng thời khắc, chợt thấy Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh trở về. Linh Nhi, Khương Thanh Loan kích động vạn phần, nín khóc mỉm cười. Nàng xem Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nhất định biết, là Lý Thiên Mệnh mang về nàng. Tính ngươi có bản lĩnh, không uổng công Linh Nhi ba ngày này, hết sức khẩn cầu phụ vương, một mực thuyết phục ta, muốn đi theo ngươi. Khương Thanh Loan cười thời điểm, nước mắt lại rơi xuống. Nàng là thật không bỏ được Khương Phi Linh. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so với nàng tất cả thân tỉ muội đều còn tốt hơn. Dù sao, vương tộc công chúa, muốn cùng hài vốn là rất khó. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Thanh Loan khẽ cắn môi, chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, cái này cần nhìn ta cha ý tứ, Linh Nhi tốt như vậy, há có thể trắng tiện nghi ngươi. Sau đó không lâu, Chu Tước Vương mơ màng tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh cho hắn giới thiệu một chút Lý Cảnh Du bọn họ. Đúng lúc, Chu Tước Vương từng nghe nói Đông Hoàng Tông, cũng biết Lý Thị Thánh tộc sự tình. Khi biết Lý Thiên Mệnh trên thân, lại có đỉnh phong Lý Thị Thánh tộc huyết mạch về sau, hắn sợ ngây người. Bệ hạ, Lý Thiên Mệnh a Lý Thiên Mệnh, muốn là ta khuê nữ ra chuyện, muốn là người bảo hộ không tốt nàng, liền phải tính toán tại trên đầu ngươi. Chu Tước Vương thê thê thảm thảm nói. Thành, Lý Thiên Mệnh nói. Thì một chữ. Nhưng, Chu Tước Vương an tâm. Tiếp đó, chính là các nàng hai tỷ muội cáo biệt rung động lòng người tràng cảnh. Lý Thiên Mệnh rất cảm động, nhưng nghĩ đến về sau có thể mang đi Khương Phi Linh, kém chút cười ra tiếng. Hắn lại nhìn thoáng qua Khương Phi Linh tay phải. Hắn đối Nguyệt Linh Lang nói lời, tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Khương Thanh Loan, nếu như ta tại Đông Hoàng Tông đứng vững vàng, lời nói có trọng lượng, ta thì dẫn ngươi đi chỗ đó tu luyện, để ngươi cùng Linh Nhi tiếp tục song túc song phi. Rời đi thời điểm, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ tại bên tai nàng nói. Thật, tính ngươi có lương tâm. Mặt khác, chưa có trở về Chu Tước Quốc để thân trước đó, không cho phép ngươi đụng Linh Nhi một sợi lông. Khương Thanh Loan nháy mắt ra hiệu uy hiếp nói. Yên tâm, ta cảm thấy không động vào nàng. Nói, hắn nắm Khương Phi Linh tay, chăm chú nắm ở trong tay. Cái này gọi không động vào. Khương Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực a. Ai bảo Lý Thiên Mệnh, cho nàng một cái đi rộng lớn hơn địa phương khiêu chiến tưởng niệm đâu. Kỳ thật, nếu như không phải Lý Thiên Mệnh đối Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ thân phận không xác định, hiện tại liền có thể mang đi nàng. Lý do an toàn, hoãn một chút. Lên đường. Bọn họ ngồi lên Lý Cảnh Du cộng sinh thú. Đó là một đầu, thượng phẩm bát giai cộng sinh thú, so Mộ Dương cộng sinh thú mặc kỳ lân phẩm cấp cao hơn. Kỳ danh là, Bạo Hải Côn Bằng. Đây là một loại hiếm thấy, song chủng loại, cộng sinh thú. Bình thường tới nói, chỉ có song thuộc tính cộng sinh thú, chưa từng nghe nói song chủng loại cộng sinh thú. Song chủng loại ý tứ, cũng là hai cái chủng loại, về làm một thể. Bạo Hải Côn Bằng, có hai loại hình thái. Nó là một cái bằng điểu, có thể bay trên trời. Nó lại có thể biến thành một cái côn ngư, có thể tại biển cả ngao du. Đây là song thuộc tính, song chủng loại cộng sinh thú, thiên hạ hiếm thấy. Đã từng, Lý Thị Thánh tộc, được xưng là côn bằng nhất tộc. Vệ gia kim xí đại bằng điểu, bắt đầu từ trong đó bằng hình thái kế thừa mà đến. Bây giờ, cái này Bạo Hải Côn Bằng, cũng là lấy một cái to lớn bằng điểu hình thái, chạy như bay thượng thiên. Đại bằng cất cánh 3.000 dặm. Trong vòng một ngày, bay vút 1 vạn lý sơn hà. Ngày nào đó tờ mờ sáng, Đông Hoàng Tông, đến. Làm Lý Thiên Mệnh trên tầng mây, nhìn đến phía dưới cái kia cuồn cuộn, rồi rào, to lớn, cổ lão tông môn thời khắc. Là hắn biết. Đông Hoàng Tông, đến đúng rồi. Thiên Mệnh cháu ta, nhanh, theo ta đi vào làm thiếu tông chủ, nhanh. Lúc này mới vừa tới, Lý Cảnh Du, thì thúc lên. Dường như chậm chậm một chút, thì làm không được cái này thiếu tông chủ giống như. Lý Thiên Mệnh trước mắt, chính là vô tận mênh mông mây mù. Trong mây mù, có từng mảnh liên miên sơn mạch. Dãy núi liên tiếp, ầm ầm sóng dậy. Lại có vô số sông lớn, lưu chuyển tại dãy núi ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây như là tiên cảnh, cây cỏ mọc rậm rạp, chim hót hoa nở. Mà tại bọn này núi ở giữa, trong mây mù, mơ hồ có thể nhìn đến có đến hàng vạn mà tính cung đình lầu các, kiến tạo tại hiểm trở ngọn núi bên trên. Mỗi một ở giữa cung đình lầu các,
đặt ở Chu Tước Quốc, đều có thể xưng là kỳ quan. Những kiến trúc này liên tiếp, tựa như là một đầu thần long, nó tiềm tàng tại trong mây mù, thấy đầu không thấy đuôi. Lý Thiên Mệnh đứng tại vị trí này có thể nhìn đến, bất quá là cái này, Đông Hoàng dãy núi, một góc của băng sơn. Hắn chỗ cảm thụ sâu nhất, không chỉ là cái này Đông Hoàng tông ầm ầm sóng dậy. Đồng thời còn có, nồng đậm, đông đảo thiên địa linh khí. Vô số thiên địa linh khí, gào thét mà qua, hội tụ thân thể ở giữa, ở chỗ này tu luyện, quả thực làm ít công to. Tiểu Hoàng gà ghé vào Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, sâu hít thở sâu một hơi, cũng đã say. Cái này Đông Hoàng Tông, so ta trong tưởng tượng, còn muốn to lớn, cuồn cuộn. Mà lại, đây là lui ra Đông Hoàng cảnh bá chủ chi vị 1.000 năm sau Đông Hoàng Tông. Có thể tưởng tượng, hiện tại Thánh Thiên Phủ, khẳng định càng thêm cường thịnh. Có điều, Đông Hoàng Tông cái này quy mô, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, muốn đến, thật không kém đi đâu. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hắn theo Chu Tước Quốc lần đầu tiên tới loại địa phương này, tự nhiên lòng sinh rung động. Dù là người mang tuyệt thế thiên tư, nhưng, không có nghĩa là hắn sẽ vượt qua Chu Tước Quốc kiến thức. Bực này tông môn, người muốn thật sự là thiếu tông chủ, vậy coi như lợi hại. Vứt bỏ Linh Nhi, trong nháy mắt thành lập 3.000 hậu cung, vấn đề cũng không lớn. Tiểu Hoàng gà cười hắc hắc nói. Vừa nói xong, liền để Khương Phi Linh chừng mắt liếc, để nó vội vàng đem đầu rụt trở về. Đông Hoàng Tông, thiếu tông chủ, Lý Thiên Mệnh lắc đầu nở nụ cười. Trên đường tới, Lý Cảnh Du đã đem hết thảy cùng hắn thẳng thắn. Nàng rất thực sự, đúng là thi triển tất cả vốn liếng, muốn đem Lý Thiên Mệnh mang đến. Lý Thiên Mệnh lần này đến, xác thực có thể trở thành thiếu tông chủ. Nhưng, liền Đông Hoàng tông chủ, đều được xưng là trong lịch sử yếu nhất tông chủ, bị người khinh bỉ. Cái kia thiếu tông chủ, có thể có cái gì quyền uy, có thể nghĩ. Việc này quan hệ đến toàn bộ Lý Thị Thánh tộc lịch sử, vận mệnh, phập phồng, hết sức phức tạp, nói đến một lời khó nói hết. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn rất thoáng. Lại thế nào một lời khó nói hết, đều so lưu tại Chu Tước Quốc tu luyện, cường gấp 1.000 lần. Chỉ ít, cái này rồi rào cuồn cuộn cường thịnh Đông Hoàng Tông, không phải giả. Chỉ là cường giả chân chính, một người khác hoàn toàn. Bọn này không biết xấu hổ thế hệ, lão hủ còn không có rời đi bao lâu, thì đến rồi. Vừa tới Đông Hoàng Tông, Lý Cảnh Du thì nộ khí trùng thiên. Nàng mang theo Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ cùng Khương Phi Linh, hướng về Đông Hoàng Tông vô cùng biên giới một ngọn núi mà đi. Này tòa đỉnh núi, gọi là Tùy Duyên Phong. Tùy Duyên Phong, xem ra rời xa Đông Hoàng Tông chủ phong, thậm chí cơ hồ là tại nguy nga Đông Hoàng dãy núi chân núi. Từ xa nhìn lại, lụi bại, cỏ dại rậm rạp, không có chút nào khí phái. Ai cũng đoán được, nơi này lại là Đông Hoàng Tông chủ phủ đệ. Lý Cảnh Du nói, Lý Thị Thánh tộc tứ đại mạch một trong, phong mạch, thì ở tại nơi này Tùy Duyên Phong phía trên. Lý Thị Thánh tộc tứ đại mạch, phong mạch bởi vì có chí tôn huyết mạch, tồn tại, trở thành tứ đại mạch đứng đầu. Đã từng phong mạch thời điểm huy hoàng nhất, một mạch vũ lực, đều có thể so với lúc ấy ngay tại quật khởi Thánh Thiên Phủ. Bạo hải côn bằng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, Tùy Duyên Phong đến. Tùy Duyên Phong chủ phong phía trên, có một tòa cổ xưa cũ nát cung điện. Trên đó có một cái cong vẹo bảng hiệu, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, Côn Bằng Thánh Điện. Bốn chữ này, pha tạp, cổ lão, phía trên phủ kín cho bụi, tràn đầy dấu vết tháng năm. Lý Thiên Mệnh bọn họ, đã đến Côn Bằng Thánh Điện cửa. Ngay tại cái này Côn Bằng Thánh Điện trước cửa, lúc này chính tụ tập đen nghịt một đám người, có chừng vài trăm người. Bọn họ tựa hồ cũng táo bạo mà phẫn nộ, tụ tại cái kia cửa lớn màu đen bên ngoài. Đang có mấy người, trùng điệp đập cái kia cửa lớn màu đen. Mỗi một lần vỗ, đều oanh một tiếng, đẩy rơi khỏi không ít Côn Bằng Thánh Điện cho bụi. Lý Vô Địch, người cút ra đây cho ta. Người không còn ra, chúng ta mở ra cái này Côn Bằng Thánh Điện, cũng phải đem người bắt tới. Người đừng tưởng rằng trốn đi liền không sao, chúng ta phong mạch một mạch, toàn để ngươi cho hủy đi, hiện tại truyền thừa khó giữ được, người còn dám trốn đi. Hôm nay, chúng ta phong mạch 7 cái chi nhánh. Tất cả mọi người đi tới nơi này, không phải đến đùa với ngươi. Lý Vô Địch, mở cửa nhanh, nếu không mở cửa, chúng ta thì đánh vỡ cái này Côn Bằng Thánh Điện cửa lớn. Lý Thiên Mệnh vừa còn cảm thấy nhiều người, bây giờ nghe xong, cái này lại là Lý Thị Thánh Tộc, phong mạch đại đa số người. Có thể thấy được bây giờ cái này phong mạch, tiêu điều thành bộ dáng gì.
Nghe Lý Cảnh Du nói, Lý thị thánh tộc phong mạch, tổng cộng chia làm 8 cái chi nhánh, một chủ 7 phụ. Chủ, vì chí tôn huyết mạch. Phụ, thì làm thất tinh phong mạch. Thất tinh phong mạch, phân biệt là thiên su phong mạch, thiên quyền phong mạch, thiên cơ phong mạch, khai dương phong mạch, diêu quang phong mạch, ngọc hành phong mạch cùng thiên tuyển phong mạch. Liền xem như thất tinh phong mạch bên trong bất luận cái gì một chi mạch, vài ngàn năm trước, đều là đủ để khiến Đông Hoàng Cảnh run rẩy gia tộc cự phách. Lại càng không cần phải nói, Lý thị thánh tộc ngoại trừ phong mạch bên ngoài, vẫn còn có tam đại mạch. Đương nhiên, tứ đại mạch đều lấy chí tôn huyết mạch cầm đầu. Chí tôn huyết mạch, cũng là Lý vô địch mạch này, cũng là Lý khinh ngữ mạch này. Đã từng thống trị Đông Hoàng Cảnh trên vạn năm chí tôn huyết mạch, ra mấy trăm vị bốn kiếp luân hồi nghịch thiên nhân vật. Cho tới bây giờ lại thành cái dạng này. Không khỏi khiến người ta sụt sịt. Thậm chí, bây giờ liền cái này phong mạch nội bộ thất tinh phong mạch, đều bước đến Côn Bằng Thánh Điện đi lên. Thiên su phong mạch bên trong, có một người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hẹp dài ánh mắt, thoạt nhìn như là độc xà. Người này, chính là thiên su phong mạch mạch chủ, tên là Lý Huyền Hà. Trực tiếp phá cửa, đem Lý vô địch cho bắt tới đi. Lý Huyền Hà nói. Sau đó, không ít thanh niên trai tráng, đã chuẩn bị tốt phá cửa. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, cái này Lý Huyền Hà khí chàng to lớn, uy thế đè người, chỉ sợ lại là một cái Lý Cảnh Du, Lăng Nhất Trần nhân vật như vậy. Cùng Lý Huyền Hà đồng dạng đáng sợ tồn tại chỗ còn có 5-6 cái trở lên. Điều này nói rõ, Lý thị thánh tộc phong mạch tuy nhiên xuống dốc, nhưng, cũng không phải Chu Tước Quốc ngự thú sư, có khả năng tưởng tượng tồn tại. Lý vô địch, hôm nay, người chỗ nào đều giấu không được. Nói chuyện chính là thiên tuyển phong mạch mạch chủ, tên là, Lý Thần Hoàng. Lý Thần Hoàng, thân mặc lam bào, dáng người khôi ngô, như là một tòa núi cao. Người đem phong mạch hại thành dạng này, còn trốn đi đến nhiều như vậy năm, hôm nay đem người bắt tới, phải để người cái này, Đông Hoàng Tông Chủ, mặt mũi mất hết không thể. Thất tinh phong mạch, có thể nói người người hung ác. Chính khi bọn hắn muốn xô cửa thời điểm, bạo hải Côn Bằng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống đất. Ầm ầm, một trận gió xoáy, đem 99% trở lên người đều cho thổi đến bay ra ngoài. Chỉ có Lý Huyền Hà, Lý Thần Hoàng cùng Lý Thiên Vũ các loại mạch chủ cấp bậc nhân vật, vừa rồi đứng yên bình tĩnh. Sau đó, bọn họ híp mắt, nhìn lấy cái kia theo bạo hải Côn Bằng phía trên nhảy xuống, tóc trắng xóa Lý Cảnh Du. Kỳ thật! Toàn bộ Lý thị thánh tộc người màu tóc, đều khuynh hướng màu trắng. Lý Cảnh Du là đã già. Mà Lý khinh ngữ màu xám nhạt, cùng vệ tịnh không sai biệt lắm. Tại chỗ bên trong còn lại Lý thị thánh tộc người, thì phải so Lý khinh ngữ sâu một số. Ngang nhau màu tóc, chỉ ít tại người trẻ tuổi bên trong, lác đác không có mấy. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh một đầu trắng tóc màu vàng phá lệ hấp dẫn người. Nhưng đoán chừng, bọn họ đều sẽ cho rằng, đây là nhuộm tóc dẫn đến. Tại Lý thị thánh tộc, đây là sẽ bị chế giễu hành động. Tộc mẫu, ngươi có thể tính trở về. Chúng ta có thể chờ ngươi rất lâu. Thiên su phong mạch Lý Huyền Hà híp mắt, trong mắt không có nửa phần tôn kính ý tứ. Chờ ta làm cái gì? Chờ lấy uống ta lão thái bà nước sao? Nhiều người như vậy tiếp cận ở chỗ này làm cái gì, đều cút ngay cho ta. Lý Cảnh Du lôi kéo Lý khinh ngữ tay, xem ra 10 phần tức giận. Có thể làm cho nàng như thế chán ghét, nói rõ những người này, đến không ít tìm phiền toái. Tộc mẫu, hôm nay chúng ta không có khả năng đi. Có một kiện đại sự, nhất định phải Lý vô địch đi ra. Nếu như hắn không ra, vậy liền để tộc mẫu đến quyết đoán. Thiên quyền phong mạch mạch chủ Lý Thiên Vũ nói. Người này tóc dài phất phới, trong mắt như có phong bạo, lúc nói chuyện, thanh âm giống như là cuồng phong phun trào một dạng. Đến một lần Đông Hoàng Tông. Thì xuất hiện nhiều cường giả như vậy, Lý Thiên Mệnh còn cần thích ứng một chút. Nhưng hắn cảm giác, những thứ này thất tinh phong mạch người, hôm nay sợ rằng sẽ để cho Lý Cảnh Du rất khó chịu. Có chuyện gì, liền trực tiếp nói. Lý Cảnh Du nhìn hắn chằm chằm nhóm nói. Không được, chuyện này quá lớn, mời tộc mẫu mở cửa, tiến Côn Bằng Thánh Điện nói, không phải vậy, chúng ta thì phá cửa. Lý Huyền Hà âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sao dám làm càn? Lý Cảnh Du cả giận nói. Chí tôn huyết mạch đều thành cái gì cẩu dạng, ta còn không thể làm càn. Lý Huyền Hà cười ha ha. Nụ cười này, gây nên rất nhiều người tiếng cười lạnh. Xem ra, kẻ đến không thiện. Ta ngược lại muốn nhìn xem,
các ngươi đám phế vật này, có thể làm ra cái gì nhiều kiểu tới. Lý Cảnh Du khẽ cắn môi, tức giận đến run rẩy, lôi kéo Lý Khinh Ngữ, lại để cho Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Phế vật, tộc mẫu, ngươi nhi tử mới là toàn bộ Đông Hoàng Tông trong lịch sử, lớn nhất phế vật tông chủ. Liền Đông Hoàng Tông một cái đệ tử bình thường, đều có thể gọi thẳng hắn tính danh, liền tôn nghiêm đều không có, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta là phế vật. Lý Huyền Hà tiếng cười lạnh, từ sau đến rằng giặc truyền đến. Lý Cảnh Du dừng bước lại, lên cơn giận dữ. Cắn răng nghiến lợi một hồi, nàng nhịn được phẫn nộ, mở ra côn bằng thánh điện cửa lớn. Một đám người, nối đuôi nhau mà vào. Một cái lớn như vậy cung điện, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngay phía trên, một cái cao tọa, sừng sững mà đứng, cao cao tại thượng. Tòa kia ghế dựa đã mục nát, rõ ràng là từ phương xa chuyển tới nơi này, cùng cái này côn bằng thánh điện không hợp nhau. Lý Cảnh Du bà tôn không có trở về, nơi này liền không có người quét dọn. Lý Vô Địch, lăn ra đến. Vừa mới tiến đến, lại có người tại la to. Tất cả im miệng cho ta, Lý Huyền Hà, Lý Thiên Vũ, các người có dám mau thả. Lý Cảnh Du cả giận nói. Lý Khinh Ngữ đau lòng vịn nãi nãi, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Đám người bọn họ bao vây quanh, liếc nhau một cái. Nhìn tình huống, Lý Vô Địch sẽ không xuất hiện. Vậy trước tiên đừng để ý tới hắn, dù sao hắn cũng không có tác dụng gì, để tộc mẫu chọn lựa là được. Bọn họ thương nghị một chút. Sau cùng, từ Lý Huyền Hà đi ra. Tộc mẫu, chúng ta hôm nay tới đây, cũng không phải là quấy rối, mà là có quan hệ đến chúng ta Lý Thị Thánh Tộc Phong Mạch Đại Sự, muốn cùng Lý Vô Địch thương lượng. Đây là quan hệ đến chúng ta Phong Mạch Vãn Năm Đại Sự. Tộc mẫu sau khi nghe xong, nhất định muốn lập tức nói cho Lý Vô Địch, không phải vậy, các ngươi chí tôn huyết mạch, đều là Phong Mạch tội nhân. Lý Huyền Hà lúc nói chuyện, cái này côn bằng thánh điện mới yên tĩnh trở lại. Đều phủ lên thành dạng này, người thì đừng thừa nước đục thả câu, có dám trực tiếp thả, khác lầm bà lầm bầm, lão thái bà ta cái gì chàng diện chưa thấy qua. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Vậy ta cứ việc nói thẳng, chúng ta an bài tại kim mạch, lôi mạch cùng hỏa mạch nội ứng đều phải đến tin tức. Sau 5 ngày, cái này tam mạch muốn bức thoái vị Lý Vô Địch, bức Lý Vô Địch, lập bọn họ tam mạch bên trong thiên tài đệ tử vì thiếu tông chủ. Tộc mẫu, rất nói nhiều, không dùng ta nhiều lời a. Chúng ta Phong Mạch, trưởng khống Lý Thị Thánh Tộc có hơn 10.000 năm. Hơn 10.000 năm qua, chí tôn huyết mạch truyền thừa, cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua. Này 1.000 năm qua, Lý Thị Thánh Tộc bởi vì con nối dõi đản sinh kiếp vòng càng ngày càng ít, thiên tài hậu nhân, càng ngày càng ít, đã từng huy hoàng thánh tộc, không có rơi xuống bây giờ loại tình trạng này. Nhưng ít ra, chí tôn huyết mạch truyền thừa, cho tới bây giờ không đoạn tuyệt qua. Tộc mẫu, người cũng chỉ sinh một con, cũng đã là sai lầm. Các ngươi chí tôn huyết mạch dòng chính, nhân khẩu càng ngày càng mỏng manh, từng cái tuổi thơ chết hiểu, có thể còn sống sót không có mấy cái. Mà Lý Vô Địch, bởi vì năm đó sự kiện kia, đã để thân thể của hắn rách nát không chịu nổi. Bây giờ hắn đều 40 tuổi, ai cũng biết, hắn đời này, không có khả năng sinh ra đàn ông tới. Chỉ có đàn ông, mới có thể kế thừa chí tôn huyết mạch cộng sinh thú. 5 ngày sau đó, còn lại tam mạch thì muốn đi qua, tổ chức thánh tộc đại hội, chuẩn bị lập bọn họ con nối dõi vì mới thiếu tông chủ. Điều này có ý vị gì, tộc mẫu rất rõ ràng. Cái kia chính là, huy hoàng qua hơn 10.000 năm Lý Thị Thánh Tộc chí tôn huyết mạch, đoạn tử tuyệt tôn. Một khi thiếu tông chủ vị trí, để còn lại tam mạch kế thừa. Về sau Đông Hoàng tông chủ, liền cũng từ bọn họ kế thừa. Từ đó về sau, chúng ta Phong Mạch, còn có thể làm tứ mạch đứng đầu. Về sau Đông Hoàng tông chủ, sẽ không bao giờ lại trở lại Phong Mạch đi. Mặc dù nói, hiện tại Đông Hoàng tông chủ, tại toàn bộ Đông Hoàng tông, chỉ là bị chế nhạo đối tượng, nhưng là, cái này dù sao cũng là lịch sử vinh diệu, dù sao cũng là Đông Hoàng tông đã từng huy hoàng. Cho nên, chúng ta Thất Tinh Phong Mạch tất cả mọi người, đều không cam tâm, cứ như vậy mất đi thiếu tông chủ vị trí, mất đi Đông Hoàng tông chủ vị trí. Phong Mạch vinh diệu, cần nhóm đứng ra, đi thủ hộ. Lý Huyền Hà dõng dạc, nói một tràng, trực tiếp đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Cho nên, các ngươi thủ hộ phương thức là cái gì? Lý Cảnh Du giận quá thành cười. Rất nhiều lời đến đường hoàng sự tình, cũng là vì bản thân tư lợi. Đông Hoàng tông chủ lại thế nào khiến người ta chế giễu, nhưng cái thân phận này, cũng có rất nhiều người khát vọng đồ vật.
Nói thí dụ như, đi vào tổ địa tư cách. Chỉ có Đông Hoàng Tông Chủ cùng Thiếu Tông Chủ, mới có tư cách tiến, cái kia xưng bá Đông Hoàng cảnh trên vạn năm Lý Thị Thánh tộc nhóm tổ tiên yên giấc chi địa. Đây là từ xưa đến nay tộc quy, là tổ tiên mệnh lệnh bắt buộc, ai dám không theo. Mặc kệ Lý Thị Thánh tộc rất không rơi, Lý Thị tổ địa, mãi mãi cũng là vĩnh hằng biểu tượng. Đang nghe Lý Cảnh Du vấn đề về sau, Lý Huyền Hà thần thái, biến đến càng thêm kích động. Hắn nói, vì để cho Thiếu Tông Chủ vị trí, có thể lưu tại phong mạch bên trong, bảo trụ phong mạch tôn nghiêm, chúng ta Thất Tinh phong mạch mạch chủ, quyết định phụng hiến. Chúng ta bảy vị, nguyện ý đem chính mình xuất sắc nhất nhi tử, nhận làm con thừa tự cho Lý Vô Địch, để Lý Vô Địch, thành vị phụ thân của bọn hắn. Đây chính là chúng ta từ nhỏ tự mình chỉ dẫn, đem ngón tay dẫn xuất tới con ruột, nhưng vì phong mạch tôn nghiêm, chúng ta quyết định hy sinh. Chúc mừng tộc mẫu, rốt cục nắm giữ một cái cháu trai. Chúng ta bảy cái đều có thể cam đoan, từ đó cùng Thiếu Tông Chủ, lại không lấy cha con tương xứng. Chỉ cần để Lý Vô Địch, trước lập Thiếu Tông Chủ, mới có thể ngăn cản còn lại tam mạch, tước đoạt Thiếu Tông Chủ vị trí. Lý Huyền Hà, nói đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Giống như bọn họ, thật đã đau mất thân tử một dạng. Người nào không biết, bọn họ cha con quan hệ không có khả năng sửa đổi, coi như trước mặt mọi người hô Lý Vô Địch làm cha, cái kia đều chỉ là vì Thiếu Tông Chủ vị trí. Vì chiếm lấy tương lai Đông Hoàng Tông Chủ vị trí. Rất cảm động, ta không cẩn thận khóc lên. Ngay tại người người kính nể Lý Huyền Hà thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm không hài hòa, tại cái này côn bằng trong thánh điện truyền tới. Mọi người xem xét, là Lý Cảnh Du mang về, cưỡng ép nhuộm tóc thiếu niên. Thiếu niên này đặc thù rất rõ ràng, cái kia tay trái vải giáp màu đen cùng thú chảo cùng đầu đầy mái tóc dài bạch kim, vô cùng hấp dẫn người. Làm càn, tộc mẫu, người này là ai nhà con nối dõi, cũng dám tại côn bằng thánh điện, mỉa mai chúng ta. Thiên quyền phong mạch mạch chủ Lý Thiên Vũ thanh âm trầm thấp hỏi. Hắn. Cho đến lúc này, Lý Cảnh Du rốt cục cười. Nàng một tay lôi kéo Lý Khinh Ngữ, một tay đem Lý Thiên Mệnh lôi ra tới. Nàng vạn phần hài lòng nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Mập mạp cháu trai, thấy thế nào, đều làm sao ưa thích. Sau đó, nàng nhìn Lý Huyền Hà bọn người, cười to nói. Các ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, thì các ngươi những cái kia vớ va vớ vẩn nhi tử, cũng muốn cho ta làm cháu trai. Thì cái này bảy cái, lão thái bà ta, một cái đều trướng mắt. Các ngươi còn là chính mình lĩnh đi, khác cầm đến chỗ của ta mất mặt. Đều là nam nhi bảy thước, liền một cái có thể sánh vai tôn nữ của ta Khinh Ngữ đều không có, cũng không cảm thấy ngại, muốn chiếm đoạt Thiếu Tông Chủ vị trí. Nằm mơ, Lý Cảnh Du tiếng cười, có thể nói vô cùng chói tai. Tộc mẫu, ý của ngươi là, muốn đem Thiếu Tông Chủ vị trí, tương lai Đông Hoàng Tông Chủ vị trí, chắp tay nhường cho còn lại tam mạch. Tộc mẫu, ngươi là mục đích gì? Ngươi cử động lần này có thể xứng được với Lý Thị Thánh Tộc. Bọn họ nguyên một đám, nhảy ra, mặt đỏ tới mang tai chỉ trích. Hình tượng, sinh động. Lý Thiên Mệnh kiến thức. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, người có muốn hay không mặt lên, bộ dáng đều so sánh tương tự. Tại bọn họ điên cuồng cho Lý Cảnh Du chụp mũ thời điểm, Lý Cảnh Du giơ lên Lý Thiên Mệnh tay, sắc mặt nghiêm túc, cất cao giọng nói. Con ta Lý Vô Địch, đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, thiên tư không người là đối thủ, trời sinh nắm giữ bốn kiếp luân hồi chi thể. Hắn 10 tuổi, tu luyện tới quy nhất cảnh, 17 tuổi, tu luyện tới quy nhất cảnh đỉnh phong, chính là lúc ấy Đông Hoàng Tông đệ nhất thiên tài. Đông Hoàng Tông, 500 năm, cũng không có xuất hiện ít như vậy tông chủ. Hắn chỉ là, tuổi nhỏ vô tri, bị người làm hại, nếu không, các ngươi bọn này tiểu nhân, có tư cách gì, ở chỗ này kêu gào tên của hắn. Nói những lời này thời điểm, lão nhân kia có chút khó chịu. Đã từng, nàng vì nhi tử kiêu ngạo. Lúc này, nàng đã gần đất xa trời, lại muốn chống lên đến, che chở nhi tử, cháu gái, che chở cái nhà này. Tại trên người của nàng, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy Vệ Tịnh cái bóng. Một dạng ẩn nhẫn, một dạng nỗ lực, một dạng vĩ đại. Tình cảnh này, để hắn lần nữa vững tin, hắn đến Đông Hoàng Tông, tuyển đúng rồi. Tộc mẫu, Lý Vô Địch lúc tuổi còn trẻ có bao nhiêu huy hoàng, chúng ta đều biết, ngươi không cần lấy ra áp chúng ta. Phế đi cũng là phế đi. Ta hỏi ngươi chính là, ngươi không lập Thiếu Tông Chủ, để còn lại tam mạch người đến bước thoái vị, là mục đích gì? Lý Huyền Hà, miệng lưỡi lưu loát nói. Cái gì là mục đích gì?
Lão thái bà ta còn chưa nói xong đây. Ta nói cho các người biết, nhi tử ta lúc tuổi còn trẻ, cũng là anh tuấn nam tử. Ngươi cho rằng, hắn thì Lý Khinh Ngữ một cái khuê nữ. Điểm này, các ngươi sai lầm lớn mà sai, tại cùng, Mộc Hà, thành hôn trước đó, con ta liền đã xuất ngoại lịch luyện 3 năm. 3 năm này ở giữa, hắn kết giao mấy cái nữ tử, cùng trong đó 3 vị, đều có phu thê chi thực. Chỉ bất quá, hắn tai họa cô nương, lại không làm cho người ta danh phận. Ta lần này ra ngoài, liền tìm được bên trong một cái gọi là, Vệ Tịnh, cô nương, nàng tại con ta cùng Mộc Hà thành hôn trước đó, liền đã mang thai, vì con ta sinh ra một con. Kẻ này, chính là bên cạnh ta vị này, hắn tên là Lý Thiên Mệnh, so Khinh Ngữ lớn hơn 1 tuổi, năm nay 16 tuổi, tên của hắn chính là nhi tử ta chỗ thủ. Hắn vốn không muốn quấy rầy đứa nhỏ này lớn lên, nhưng là các ngươi, ép người quá đáng, cho nên con ta để cho ta, đem ta cháu trai ruột mang về. Từ hôm nay trở đi, Lý Thiên Mệnh, chính là ta Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, Lý Thị Thánh tộc thiếu tộc trưởng. Cho nên, liên quan tới thiếu tộc trưởng sự tình, các ngươi cũng đừng đến nhảy nhót. Khác nói các ngươi, còn lại tam mạch tới cũng không dùng. Lý Cảnh Du liên tục nói thật dài một đoạn. Toàn bộ thất tinh phong mạch người, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, đều trợn mắt hốc mồm. Lý vô địch con riêng. Cái này đều 16 tuổi, mới mang về, ai mà tin a? Nói thật, Lý Thiên Mệnh đều không tin. Hắn tại Bạo Hải Côn bằng trên lưng, liền biết Lý Cảnh Du sẽ trở về nói mò. Bằng không, hắn hiện tại cũng mộng. Không phải đã nói, tới làm con nuôi sao? Cái này, trực tiếp thành con tư sinh. Dù sao, con nuôi làm thiếu tông chủ quyền uy, nơi nào có thân tử có thể phục chúng. Cái này một số đều là Lý Cảnh Du nói bừa. Lý vô địch, nhưng cho tới bây giờ không có đi qua Chu Tước Quốc. Mà lại, Lý Thiên Mệnh năm nay 20, chỗ nào 16 tuổi. Đương nhiên, hắn mi thanh mục tú, nói hắn 16 tuổi, cũng không ai sẽ hoài nghi. Dù sao có ít người, 13-14 tuổi đều vóc người cao lớn, rìa mép nhếch nhác. Không ai hoài nghi hắn 16 tuổi. Tất cả mọi người hoài nghi, chỉ là hắn chí tôn huyết mạch thân phận thôi. Dù sao, hết thảy đều dựa vào Lý Cảnh Du nói, một chút chứng cứ đều không có, nói Lý Thiên Mệnh cũng là Lý vô địch thân tử, ai mà tin. Tộc mẫu, người sẽ không phải là nói đùa, tùy tiện tìm một người trở về lừa gạt chúng ta a. Nói thật, người muốn lừa gạt chúng ta dễ dàng, nhưng há có thể lừa gạt còn lại tam mạch. Lý Huyền Hà đánh giá Lý Thiên Mệnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Lý Thiên Mệnh liền quy nhất khí chàng đều không có. Loại này Đông Hoàng cảnh đều tiến bộ tới tầm thường, là chí tôn huyết mạch. Các ngươi muốn đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho ta làm cháu trai, mới thật sự là lừa gạt còn lại tam mạch a. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Cái kia không giống nhau, chỉ cần ngươi cùng Lý vô địch gật đầu, chúng ta đã sớm ước định cẩn thận. Không quản các ngươi tuyển người nào, chúng ta đều thể sống chết bảo vệ phong mạch vinh diệu, giúp đỡ bọn ngươi đem thiếu tông chủ vị trí lưu tại phong mạch. Nhưng là ngươi muốn như thế lừa gạt, chúng ta nhưng là mặc kệ. Đến lúc đó, xem các ngươi một nhà 3 người, người cô đơn, làm sao đối phó còn lại tam mạch bức thoái vị. Ý tứ chính là, tuy nhiên nhận làm con thừa tự nhi tử, cũng là một loại lừa gạt, nhưng bọn hắn chí ít sẽ vì phong mạch kiên trì. Dù sao còn lại tam mạch đến, trực tiếp cướp đoạt thiếu tông chủ vị trí, liền nhận làm con thừa tự nhi tử cũng không biết. Bọn họ phương pháp này, chí ít chiếm cứ đạo lý. Nói đúng, cầm một cái linh nguyên cảnh phế vật, đến lừa gạt chúng ta, lừa gạt còn lại tam mạch. Cái này cũng quá buồn cười. Tiểu tử này chỗ nào tìm diễn viên, tộc mẫu, người một ngày cho hắn bao nhiêu tiền? Người trẻ tuổi, ta cho người gấp đôi, người cút cho ta. Quy nhất cảnh đều không có, cũng không cần mang đến mất mặt xấu hổ được không? Bọn họ ghét bỏ cười to. Lý Cảnh Du cũng cười. Tộc mẫu, người cười cái gì? Lý Huyền Hà cau mày nói. Ta cười các ngươi, tầm nhìn hạn hẹp. Cháu của ta Lý Thiên Mệnh, bởi vì 16 năm qua, không người hướng dẫn, tại một cái vắng vẻ tiểu quốc tu hành, tự nhiên cảnh giới không cao. Dù sao, hắn không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, cái này, chế ước tiến bộ của hắn. Hắn không có tốt pháp quyết tu luyện, để thiên tư của hắn, đánh một chút giảm đi, nhưng là... Nói đến đây, Lý Cảnh Du tăng thêm ngữ khí, nói. Khi các người biết, ta cái này cháu trai ruột, đến cùng có cỡ nào lợi hại thiên phú thời khắc, ta đoán các ngươi tất cả mọi người, đều muốn quỳ trên mặt đất run rẩy. Biệt khuất nhiều năm như vậy,
ôm hận cỡ nào nhiều năm. Năm đó, nhìn tận mắt nhi tử từ trên trời ngã đến dưới đất, từ đó không gượng dậy nổi. Mà bây giờ, cái này nghịch thiên, mập mạp cháu trai, rốt cục xuất hiện. Chỉ là, nàng kích động một câu, lại dẫn tới rất nhiều tiếng cười. Tộc mẫu, ta cầu van ngươi, nhanh điểm để cho ta nhìn một chút thiên phú của hắn. Khác kéo, ta đã không nhịn được muốn quỳ xuống. Tộc mẫu, mời tăng thêm tốc độ, trên đầu gối của ta trói lại sắt, sắp không chống đỡ nổi nữa. Ha ha, mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là trưởng bối, ào ào cười thành một đoàn. Thật sự là, khinh người quá đáng. Nhiều như vậy thanh niên trai tráng, ở chỗ này bức bách người già trẻ em, Lý Thiên Mệnh bây giờ nhìn không nổi nữa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kéo ra Lý Cảnh Du tay. Sau đó, đi tới trước mắt mọi người. Các vị, trợn to mắt chó thấy rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, liếc nhìn tất cả mọi người. Nói thật, khí chất của hắn khí chàng, căn bản không giống linh nguyên cảnh, càng không giống như là một cái diễn viên. Một câu mắt chó, để Lý Huyền Hà bọn người, ánh mắt đều híp lại. Một cái chỉ là linh nguyên cảnh, dám đứng tại bọn họ thất tinh phong mạch trước mặt, nói bọn họ là mắt chó. Bọn họ đã bị khiêu khích, lên cơn giận dữ. Nhưng ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng kéo ra trên cánh tay phải ống tay áo. Phía trên kia vòng tròn, một chút bày ra đi ra. Lý Thị Thánh tộc tất cả mọi người, đối trên cánh tay phải, kiếp vòng, là phi thường để ý. Trên cơ bản, kiếp vòng cả đời đều sẽ không biến hóa. Tự xuất hiện ngày lên, liền sẽ nương theo cả đời. Cơ hồ tương đương mỗi người ký hiệu. Một cái, hai cái. Bọn họ đều tại đếm. Bình thường, khẳng định là liếc một chút đều có thể đã nhìn ra. Bọn họ tại đếm, mà lại đếm một lần lại một lần, cái này đã nói rõ không được bình thường. Ba cái. Ba kiếp luân hồi, ở thời đại này, chính là Lý Thị Thánh tộc duy nhất có thể chống lên mặt mũi thiên tài. Bốn cái. Bốn kiếp luân hồi, một khi xuất hiện, chính là toàn bộ Lý Thị Thánh tộc phục hưng hy vọng. Năm đó, Lý Vô Địch cũng là Lý Thị Thánh tộc, quật khởi lần nữa hy vọng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh há lại chỉ có từng đó bốn cái. Toàn bộ Lý Thị Thánh tộc trong lịch sử, chỉ có cái thứ nhất nắm giữ kiếp vòng, cái thứ nhất phá tiểu mệnh kiếp người, mới là năm kiếp luân hồi. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh trên cánh tay xuất hiện, cũng là năm cái kiếp vòng. Năm kiếp luân hồi chi thể. Một khắc này, Lý Cảnh Du nói không sai. Tất cả mọi người trừng to mắt, đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hai chân, tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Thậm chí đã, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Năm kiếp luân hồi chi thể, tuyệt đối không có khả năng. Đây là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ có đệ nhất tổ tiên, mới là năm kiếp luân hồi chi thể. Có người đi lên xem một chút, hắn những thứ này kiếp vòng, là không phải mình vẽ lên. Đúng. Hắn màu tóc, rất có thể cũng là nhuộm. Tại mọi người ồn ào bên trong, Lý Huyền Hà các loại bảy mạch mạch chủ, tiến lên trước một bước, phút chốc đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Huyền Hà tay cầm có chút run rẩy, cầm lên Lý Thiên Mệnh cánh tay, thả ở trước mắt quan sát. Càng xem, hắn càng là run rẩy. Thiên Xu mạch chủ, có phải hay không vẽ? Rất nhiều người vội vàng nói. Ta, nhìn không ra. Lý Huyền Hà lùi lại ba bước. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối có vấn đề, nếu như hắn có năm kiếp luân hồi chi thể, lại nát pháp quyết, hắn đều khó có khả năng, chỉ có loại cảnh giới này. Đúng, năm kiếp luân hồi chi thể là khái niệm gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Đều truyền thừa nhiều như vậy thay, liền xem như Lý Vô Địch chi tử, cũng không có khả năng xuất hiện năm kiếp luân hồi chi thể. Nhất định có mở ám, tộc mẫu, người có phải hay không ở trên người hắn dùng chúng ta không biết thủ đoạn. Để hắn bày biện ra năm cái kiếp vòng đến. Xem bọn hắn trên nhảy dưới tránh dáng vẻ, nếu như biết rõ Lý Thiên Mệnh là 10 kiếp luân hồi chi thể, đoán chừng tại chỗ hù chết. Trên thực tế, bọn họ liền càng thêm sẽ không tin. Bởi vì vượt qua 5 kiếp luân hồi, vậy liền tuyệt đối hư giả. Đệ nhất tổ tiên đều là 5 kiếp luân hồi, dựa vào cái gì có vượt qua đệ nhất tổ tiên huyết mạch. Nói thật, bọn họ khó có thể tin, hết thảy đều tại Lý Cảnh Du trong dữ liệu. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh xác thực chỉ có linh nguyên cảnh. Cảnh giới này, coi như coi hắn là 16 tuổi, đều bị tại chỗ một nhiều hơn phân nửa người cho so sánh đi xuống. Lại kém 5 kiếp luân hồi, đều khó có khả năng kém đến loại trình độ này. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết rõ nói sao để bọn hắn chịu phục.
Hiện tại rất quan trọng một chút, bọn họ giống như, không thế nào hoài nghi Lý Thiên Mệnh, là Lý Vô Địch chi tử chuyện này. Đám người này, thật là khiến người ta đau đầu, cho bọn hắn nhìn còn không tin, Lý Cảnh Du tức giận nói. Nãi nãi, khác chấp nhặt với bọn họ là tầm nhìn hạn hẹp. Lý Khinh Ngữ an ủi. Cái này không sai, nhưng một mực tại nơi này ồn ào, gọi người phiền. Lý Cảnh Du nói. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh quay đầu. Hắn nói, cái kia muốn không, ta đến đuổi hắn đi nhóm. Ngươi có thể, Lý Cảnh Du đau đầu hỏi. Lý Khinh Ngữ cũng có chút không tin, dù sao đám người này, là có tiếng khó chơi. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Sau đó, hắn mặt hướng Thất Tinh Phong Mạch tất cả mọi người, nói. Chư vị, các ngươi chỉ biết là ta 16 tuổi, nhưng lại không biết, ta tại 15 tuổi về sau, mới đến đệ nhất bản pháp quyết tu luyện, mới bắt đầu tu luyện. Cho nên bản thân tu luyện tới hiện tại, tổng cộng chỉ có 5 tháng. 5 tháng không đến, ta bắt đầu từ số 0, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Cái tốc độ này, xin hỏi chư vị nói thế nào? Nghe được hắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh không có nói láo, thậm chí còn khiêm tốn. Hắn theo bắt đầu trọng tu đến bây giờ, còn không có 5 tháng đây. Vậy ta còn nói, ta hôm qua mới bắt đầu tu luyện. Tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 2, ta chẳng phải là có 6 kiếp luân hồi. Trong đám người, một cái thiếu niên mặc áo bào lam cười lạnh nói. Cái này áo lam thiếu niên, đứng tại Lý Thần Hoàng bên cạnh, hẳn là Lý Thần Hoàng chi tử. Thiên Tuyền Mạch chủ Lý Thần Hoàng hôm nay chính là chuẩn bị đem hắn, nhận làm con thừa tự cho Lý Vô Địch. Kỳ danh là, Lý Khôn Húc. Lý Khôn Húc, 15 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 2. Tuổi tác cùng thần diệu không sai biệt lắm. Nhưng thiếu niên này nhuệ khí, ý chí lực các loại, lại không so Lâm Tiêu Đình kém, một đôi mắt rất có áp bách lực. Ngươi là quy nhất cảnh tầng thứ 2, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai, ta hai kiếp luân hồi, 15 tuổi tu luyện tới quy nhất cảnh tầng thứ 2, xin hỏi ngươi năm kiếp luân hồi, làm sao có thể 16 tuổi mới linh nguyên cảnh tầng thứ 8, ai mà tin? Lý Khôn Húc cười lạnh. Bọn họ đều không tin. Dù là tận mắt thấy, bọn họ đều có không tin lý do. Vậy đơn giản, tại chỗ tất cả mọi người, chỉ cần số tuổi không cao hơn ta, ta khiêu chiến toàn bộ các ngươi. Nếu như ta đánh bại toàn bộ các ngươi, xin hỏi, các ngươi tin hay không, ta là Lý Vô Địch chi tử, là năm kiếp luân hồi chi thể. Lý Thiên Mệnh một câu, gây nên toàn trường oanh động. Không cao hơn hắn, cũng là hết hạn 16 tuổi. 16 tuổi bên trong, vậy thì có rất nhiều quy nhất cảnh. Lấy Lý Khôn Húc làm ví dụ. Một cái linh nguyên cảnh tầng thứ 8, muốn vượt qua 4 cái cảnh giới đánh bại hắn. Cái này, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Ngươi nói nhiều, liền từ ngươi bắt đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ một ngón tay, điểm Lý Khôn Húc. Ta, Lý Khôn Húc nhịn không được cười lên, trước hướng phụ thân Lý Thần Hoàng trưng cầu ý kiến. Lý Thần Hoàng híp mắt, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi muốn khiêu chiến tất cả 16 tuổi trở xuống người. Lấy chứng minh, ngươi năm kiếp luân hồi thiên phú. Không sai, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chỉ có linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nhưng là ngươi khả năng đối mặt quy nhất cảnh 1, nhị trọng tồn tại, ngươi thật xác định. Xác định. Giả dụ ngươi thất bại đây, Lý Thần Hoàng hỏi. Ngươi trước tiên nói, nếu như ta thành công, sẽ như thế nào? Các ngươi bảy mạch sẽ cùng một chỗ thừa nhận ta năm kiếp luân hồi thiên phú, thừa nhận ta là Lý Vô Địch chi tử, thừa nhận ta là thiếu tông chủ sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hắn thật muốn hô Lý Vô Địch làm cha. Vậy khẳng định hô không ra miệng, nhiều lắm là làm một cái nghĩa phụ. Nhưng là hắn biết, thiếu tông chủ chỗ tốt rất nhiều, có cái này thân phận địa vị, về sau tu luyện quật khởi rất thuận tiện. Cho nên, hắn nhất định phải tranh thủ. Mà lại, hắn cũng rất ưa thích Lý Cảnh Du, Lý Khinh Ngữ tính cách. Đã là người một nhà, giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau thủ cần thiết không có gì. Đến mức có phải hay không nhi tử, vậy cũng là ngoại nhân thuyết pháp. Chính mình, chỉ coi là một vị quý nhân là có thể. Về sau nếu là ở chung tốt, Lý Thiên Mệnh cũng không để ý, thật nhận một cái nghĩa phụ. Đối mặt Lý Thiên Mệnh vấn đề. Bọn họ bảy mạch chủ thương nghị một chút. Sau cùng, từ Lý Huyền Hà cười nói. Ngươi nếu là thật có thể vượt qua 4-5 cái cảnh giới, đánh bại con của chúng ta, vậy nói rõ ngươi chính là năm kiếp luân hồi thiên phú. Chỉ có năm kiếp luân hồi chi thể, mới có thể làm đến điểm này. Mà lại,
chỉ có chí tôn huyết mạch mới có thể ngay tại lúc này sinh ra năm kiếp luân hồi chi thể. Chúng ta cũng có thể thừa nhận, ngươi là Lý Vô Địch chi tử, thậm chí, tại tam mạch đến thời điểm, ủng hộ ngươi. Lý Huyền Hà, toàn trường đồng ý. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh cười. Cái này dễ dàng giải quyết. Chỉ là không có mấy người, biết hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới, dám nói mạnh miệng như vậy. Lý Huyền Hà bọn người, từng cái đều đang cười lạnh. Bởi vì, bọn họ đến đón lấy thả, mới là đại chiêu. Lý Thiên Mệnh, cái kia giả dụ ngươi khiêu chiến thất bại, chúng ta nhưng không cách nào thừa nhận ngươi có năm kiếp luân hồi chi thể, càng rất khó tin tưởng ngươi là Lý Vô Địch chi tử, dù sao, cảnh giới của ngươi thực sự quá kém. Muốn là ngươi thành thiếu tông chủ, còn lại tam mạch, không có khả năng chịu phục, đã như vậy, còn không bằng để cho chúng ta đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho Lý Vô Địch. Lúc nói chuyện, Lý Huyền Hà nhìn Lý Cảnh Du liếc một chút. Điều kiện này, hắn cần Lý Cảnh Du trả lời chắc chắn. Một khi Lý Thiên Mệnh khiêu chiến thất bại, vậy sẽ phải tiếp nhận con của bọn hắn làm thiếu tông chủ. Muốn bọn họ ủng hộ, cũng cần có dạng chờ điều kiện. Nhưng, Lý Cảnh Du khẳng định cảm thấy thua lỗ. Nàng chẳng qua là cảm thấy bọn họ phiền, ở chỗ này ồn ào. Đối với nàng mà nói, đám người này tin hay không, đã không phải là rất có cái gọi là. Chủ yếu vẫn là còn lại tam mạch. Để bọn hắn nhận làm con thừa tự nhi tử cho Lý Vô Địch. Chuyện cười lớn. Chỉ là Lý Cảnh Du vạn vạn không nghĩ đến, tại nàng nói chuyện trước đó, Lý Thiên Mệnh mở miệng trước. Hắn cười nói, không có vấn đề. Vậy liền lại đơn giản một chút, thì các ngươi tuyển ra thất con trai, nguyên một đám phía trên. Người nào có thể đánh bại ta, người đó là thiếu tông chủ. Đến, ra ngoài đánh, đánh thống khoái. Để cho các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng nhìn xem, cái gì gọi là năm kiếp luân hồi chi thể. Những lời này nói ra, quả thực, toàn trường yên tĩnh. Sau đó bọn họ nhìn đến. Cái kia đã 20 tuổi, nhưng lại cố ý giả bộ như 16 tuổi, một mình đổi tuổi tác thiếu niên. Đã đi ra Côn Bằng Thánh Điện. Đi ra Côn Bằng Thánh Điện, Lý Thiên Mệnh đi tới cái này Đông Hoàng Tông dãy núi ở giữa. Trước mắt, sơn hà tú lệ. Chân núi, một đầu cuồn cuộn sông lớn chảy xuôi mà qua. Sông lớn bên trong, nước chảy lao nhanh, tôm cá chơi đùa. Tại Đông Hoàng Tông bàng bạc linh khí phía dưới, liền cái kia tôm tép nhỏ bé, đều lớn lên thô to cường tráng. Dài đến một mét cá lớn, quả thực khắp nơi có thể thấy được. Cái này cho toàn bộ Đông Hoàng Tông cộng sinh thú, cung cấp phong phú khẩu phần lương thực. Đông Hoàng Tông rất lớn, cho nên cũng không hạn chế cộng sinh thú chạy khắp nơi. Xa xa nhìn lại, đồi núi ở giữa có vô số cự thú bôn tẩu, tiến lên. Trên bầu trời, bằng điểu bay trên trời. Sông lớn bên trong, loài cá cộng sinh thú dễ chịu du tẩu, chơi đùa. Dãy núi thảo mộc ở giữa, tẩu thú loại cộng sinh thú, hài hòa ở chung. Còn có các loại côn trùng loại cùng đặc thù loại cộng sinh thú, bốn phía du thoán. Đủ loại mỹ lệ cộng sinh thú, huyền bí đa dạng, các loại thuộc tính các loại chủng loại, khiến người ta nhìn mà than thở. Ở trong đó có quá nhiều cộng sinh thú, chú tước quốc điển tịch đều không có ghi chép. Tỷ như Lý Thị Thánh tộc cộng sinh thú Côn Bằng. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, loại này song chủng loại cộng sinh thú, quả thực trên đời hiếm thấy. So với Phong Tuyết Ly Long loại này song nguyên tố thuộc tính cộng sinh thú, song chủng loại cộng sinh thú, phức tạp hơn. Côn Bằng, có song chủng loại, song thuộc tính. Mà lại, cái này còn không phải phổ thông song thuộc tính cộng sinh thú. Là một loại chủng loại, một loại thuộc tính. Làm hóa thành côn hình thái, ở trong nước hoành hành thời điểm. Chính là thủy thuộc tính. Kỳ linh nguyên bên trong thú nguyên, thì hướng thủy thuộc tính chuyển hóa. Cho nên, Lý Thị Thánh tộc tu luyện công pháp, đều vì gia tộc mình tiền bối sáng tạo, loại này đặc thù cảnh giới công pháp, đủ để chèo chống bọn họ tại song thuộc tính ở giữa chuyển hóa. Ta trước kia còn tưởng rằng công pháp đều là đơn thuộc tính, đi vào Đông Hoàng Tông, mới thấy được những thứ này không thể tưởng tượng biến hóa. Kỳ thật trước đó, hắn thì đã từng gặp qua Nguyệt Linh Cơ phong tuyết song tu. Cái này, hẳn là cũng cần vừa phối đặc thù, cường hãn cảnh giới công pháp mới có thể đi vào được. Bất quá nói cho cùng, Nguyệt Linh Cơ phong tuyết song thuộc tính, xung đột không tính lớn, chỉ cần sống chung linh nguyên, mà lại cộng sinh thú cũng chỉ có một đầu. Mặc Dương Mặc Kỳ Lân, cũng là song nguyên tố thuộc tính Sơn Thủy. Sơn Thủy cùng tồn tại, đồng dạng không dễ dàng xung đột. Không giống Lý Thiên Mệnh lôi hỏa, đều phá lệ kịch liệt. Lý Thị Thánh tộc bên trong.
thậm chí có một cái linh nguyên bên trong, thủy cùng hỏa lẫn nhau chuyển hóa thú nguyên. Côn, đều là thủy thuộc tính, trong khi hóa thành bằng hình thái thời điểm, Lý thị thánh tộc, hết thảy có 4 loại thuộc tính. Phân biệt là gió, kim, lôi, hỏa. Lấy cái này 4 loại thuộc tính, tại Lý thị thánh tộc cất bước thời điểm, chia làm tứ mạch, lấy phong mạch cầm đầu. Lý thị thánh tộc tứ mạch, đều tinh thông thủy thuộc tính, chỉ là thứ hai thuộc tính khác biệt. Tỷ như phong mạch bên trong, cơ bản tinh thông nước, gió hai loại. Kim mạch, thì tinh thông nước, kim hai loại. Kỳ thật, trước khi đến Lý Cảnh Du đã cho Lý Thiên Mệnh, giới thiệu rõ ràng Lý thị thánh tộc đại khái tình huống. Lý Thiên Mệnh đi tới Đông Hoàng Tông, tự nhiên không cần thiết cùng người khác nói, hắn hai đầu cộng sinh thú là từ huyết thần khế ước mà đến. Song sinh ngự thú sư hệ thống cùng phổ thông ngự thú sư khác biệt. Bởi vì song sinh ngự thú sư hệ thống không tính ổn định, cho nên, hắn hai đầu cộng sinh thú cơ bản thuộc tính giống nhau. Đối với vấn đề này, Lý Thiên Mệnh hỏi thăm qua Lý Cảnh Du. Dù sao Lý Cảnh Du, cũng không kinh ngạc tại hắn hai đầu cộng sinh thú thuộc tính khác biệt. Lý Cảnh Du nói, kỳ thật cộng sinh hệ thống tu luyện truyền thừa thời gian dài như vậy, trong dòng sông lịch sử, đã từng phân ra qua vô số hệ thống. Song sinh ngự thú sư cộng sinh thú, cầm giữ có thuộc tính khác nhau, kỳ thật cũng xuất hiện qua. Loại này, được xưng là đặc thù song sinh ngự thú sư. Kỳ thật, chỉ cần có tu luyện công pháp, đặc thù, sẽ chỉ càng mạnh. Vì để cho loại này đặc thù song sinh ngự thú sư có thể thăng bằng tu luyện, tiền bối tham chiếu phổ thông song nguyên tố thuộc tính ngự thú sư công pháp, nói thí dụ như chúng ta côn bằng thánh tộc công pháp, sáng tạo ra để song sinh ngự thú sư, cũng có thể hội tụ hai loại nguyên tố tu luyện ra linh nguyên công pháp. Có điều, loại công pháp này chia làm 3 bộ phận. Một là ngự thú sư bộ phận, 2, 3 điều là cộng sinh thú mỗi người khác biệt bộ phận. Kể từ đó, thuộc tính khác nhau song sinh ngự thú sư, cũng có thể tu luyện, lấy công pháp tụ hợp hai loại nguyên tố tại một cái linh nguyên bên trong. Nhưng, loại này đặc thù loại hình song sinh ngự thú sư cộng sinh thú ở giữa, lực lượng vẫn không chung. Cho nên, loại này song sinh ngự thú sư, sở trường là nguyên tố thủ đoạn phong phú, nhược điểm thì là cộng sinh thú thú nguyên tiếp tục tính tương đối kém. Thiên Mệnh, ngươi hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ ngươi không có tu luyện loại này đặc thù cảnh giới công pháp sao? Lý Cảnh Du kỳ quái hỏi. Cái kia dĩ nhiên không phải, bằng không, ta sao có thể tu luyện? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi bây giờ linh nguyên cảnh, công pháp đoán chừng đồng dạng. Chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, hẳn là có thể tìm tới để ngươi tại quy nhất cảnh lôi hỏa xong tu quy nhất cảnh công pháp, đến lúc đó, nãi nãi cho ngươi thu xếp. Ta mập mạp cháu trai, nhất định muốn có tốt nhất tu luyện công pháp. Lý Cảnh Du cười nói. Đa tạ, Lý Thiên Mệnh chảy mồ hôi nói. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh không cần. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh cùng Thái Cổ Hỗn Độn Quyết đã đầy đủ đáng sợ. Mà lại, hắn hoàn toàn không cần đem luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ mỗi người cường đại, mới là trạng thái mạnh nhất. Bất quá, Lý Cảnh Du giải hoặc, ngược lại để hắn, sau đó không cần lại bởi vì cộng sinh thú thuộc tính khác biệt, ngộ đến bất kỳ người đều muốn giải thích. Nguyên lai loại này, bị định nghĩa vì đặc thù loại hình song sinh ngự thú sư. Làm Lý Thiên Mệnh đi ra một khắc này, hắn đối thủ thứ nhất Lý Khôn Húc, thì đi theo phía sau hắn. Mà tại Lý Khôn Húc sau lưng, thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Lý Thiên Mệnh phong mạch mọi người. Khôn Húc, ra tay tuyệt đối không nên quá nặng, đừng đem Đông Hoàng Tông chủ chi tử đánh phế đi. Một môn song phế, truyền đi, lại muốn cho người chế giễu chúng ta Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thần Hoàng cười nói. Mọi người, thở dài lắc đầu. Nhất tộc sỉ nhục a. Phụ thân yên tâm, ta tuyệt đối không đánh phế cái này năm kiếp luân hồi thiên tài. Có điều, hắn đã miệng khí trùng thiên, ta đánh dụng hắn răng cửa, để hắn về sau nói chuyện hở cũng không có vấn đề a. Lý Khôn Húc cười hỏi. Không có vấn đề, hở, thì thổi không đứng dậy. Lý Thần Hoàng hé miệng cười một tiếng, mang theo khiêu khích ánh mắt, nhìn thoáng qua Lý Cảnh Du. Mà lúc này, Lý Khôn Húc thổi một tiếng huýt sáo. Trong nháy mắt, trên trời chạy như bay đến một đầu to lớn màu nâu bằng điểu. Cái kia bằng điểu hai cánh phi thường to lớn, so thập nhị dực kim xí đại bằng điểu tất cả cánh cùng nhau còn lớn hơn. Đây là cụ phong côn bằng. Cụ phong côn bằng, chính là hạ phẩm bát giai cộng sinh thú. Đại đa số côn bằng, chỉ ít đều là đế thú cất bước. Cái kia cụ phong côn bằng, một lần vỗ cánh, phong bạo bao phủ. Phần phật, mãnh liệt cuồng phong,
đem Lý Thiên Mệnh tóc đều thổi bay. Nhìn như vậy lên, liền có chút đẹp trai. Hắc cánh tay, tóc trắng, lại từ tu di giới chỉ bên trong, quất ra đại lôi diệt kiếm. Lý Thiên Mệnh, lấy ra ngươi cộng sinh thú, để ta nhìn ngươi thái hư côn bằng. Thái hư côn bằng, cũng là Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch. Cái này thái hư côn bằng, chính là trong truyền thuyết thánh thú. Thánh thú, siêu việt bát giai. Trên vạn năm vừa đến, Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch, chỉ cần là dòng chính con trai trưởng, trên cơ bản cũng sẽ cùng thái hư côn bằng xen lẫn. Nếu như không có thái hư côn bằng xen lẫn, hiển nhiên tư chất lên, đều sẽ kém một chút. Thậm chí muốn là liền côn bằng đều không có, vậy đơn giản chính là, so 70% Lý Thị Thánh tộc tộc nhân đều còn muốn kém cỏi. Dù sao nhiều năm truyền thừa, Lý Thị Thánh tộc một mực hỗn huyết, không có khả năng mỗi cái con nối dõi đều nắm giữ côn bằng cộng sinh thú. Trên thực tế, chỉ ít 70%, chí tôn huyết mạch trưởng tử, vừa ra đời, thì có thánh thú thái hư côn bằng xen lẫn. Tỷ như Lý Vô Địch đã là như thế. Thái hư côn bằng, truyền nam bất truyền nữ, thiên cổ bất biến, mà lại cơ hồ từ trưởng tử kế thừa. Cái này, cũng là Lý Thị Thánh tộc tộc trưởng, từ trước đến nay đều là nam tính nguyên nhân. Siêu việt bát giai thánh thú, nghe đồn có thể vì ngự thú sư, mang tới tu luyện đến thánh chi cảnh giới thiên phú. Hoặc là nói, thánh thú, chính là ngự thú sư cùng cộng sinh thú, cùng nhau tiến nhập thánh cảnh giới căn bản. Có lẽ là bởi vì trời sinh thánh thú, chỗ lấy chí tôn huyết mạch, muốn sinh hạ con nối dõi tương đối khó. Một khi chí tôn huyết mạch trưởng tử, không có thái hư côn bằng vì cộng sinh thú, cái kia chính là thiên tư cực kém biểu hiện. Cho nên, bọn họ phong mạch một đám người, chỗ lấy muốn nhìn Lý Thiên Mệnh xuất chiến, cũng là muốn nhìn một chút, hắn tựa như là Lý Vô Địch nhi tử, đến cùng có hay không thái hư côn bằng. Giả dụ có, hắn thân phận thì vô cùng xác thực. Lý Thiên Mệnh tuổi tác so Lý Khinh Ngữ còn lớn hơn, hẳn là trưởng tử A. Kết quả là, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch nhi tử, lại có năm kiếp luân hồi chi thể, tối thiểu nhất thái hư côn bằng, cần phải có đi. Lý Khôn Húc đối xử lạnh nhạt cười nói. Liền tại bọn hắn nóng bỏng trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Sau đó, hắn chỉ trên bờ vai tiểu hoàng gà, nói, mù sao. Cái này, cũng là thái hư côn bằng. Nói bậy, ta cũng không hư, tiểu hoàng gà bĩu môi nói. Không ai nghe tiểu hoàng gà ý kiến. Bởi vì, bọn họ đã cười điên rồi. Có người cười, cũng có người phẫn nộ. Tỷ như Lý Khôn Húc thì rất phẫn nộ. Với hắn mà nói, Lý Thiên Mệnh bực này hành động, là một loại khinh miệt khiêu khích. Cầm một cái sủng vật gà, nói là thái hư côn bằng, đây là làm hắn thiểu năng trí tuệ sao? Có thể, ta hôm nay, thì nấu ngươi thái hư côn bằng. Lên! Hắn cùng đem cộng sinh thú cùng một chỗ, đột nhiên ra tốc, trực tiếp đánh tới. Lý Thiên Mệnh đã sớm không muốn cùng hắn nhiều lời. Quy nhất cảnh tầng thứ hai. Hắn nhìn Lý Khôn Húc liếc một chút. Lúc này Lý Khôn Húc, tay cầm một màu bạc roi dài, đạp vào cái kia cụ phong côn bằng phần lưng, lao xuống đánh tới. Lý Thiên Mệnh thấy được hắn quy nhất khí tràng. Trên đó, hết thảy 8 cái khí nguyên. Đây là một cái cùng loại lĩnh vực khí tràng bên trong, phong bạo gào thét, trực tiếp cuốn lên đầy trời tàn nhánh lá cây. Tại vận chuyển ngự thú sư cùng cộng sinh thú lực lượng đồng sự, hắn mỗi một lần công kích, đều lại bởi vì quy nhất khí tràng, điệp ra thiên địa linh khí lực lượng. Ông, một lần xuất thủ, cái kia roi dài bay qua mà đến, như là độc xà. Cùng lúc đó, cái kia cụ phong côn bằng gào thét cuồng phong, ầm vang vỗ cánh, đầy trời phong bạo hóa thành đao cương khí, xé rách mà đến. Đinh đinh đinh, đi qua quy nhất khí chàng cường hóa, liền cái này thần thông đều mạnh hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày muốn hầm ta, người cũng muốn hầm ta. Tiểu hoàng gà nổi giận. Bởi vì, nhỏ nhắn xinh xắn mềm yếu, nó bị khinh bỉ cũng không phải lần đầu tiên. Nó so Lý Thiên Mệnh, càng tự mang, bị trào phúng, thuộc tính. Trong cơn giận dữ, cũng là bạo phát. Một miệng luyện ngục thuẫn giáp, để Lý Thiên Mệnh toàn thân liệt hỏa vây quanh, đau thương bất nhập. Cái kia hoa mỹ lông vũ chiến giáp, cũng hội tụ tại tiểu hoàng gà trên người mình. Ông, một cái hỏa diễm chiến thần, một cái hỏa diễm chiến gà, xuất hiện. Liền phong thuộc tính đều không phải là, một con mắt bên trong chỉ có thất tinh tạp gà cộng sinh thú, người cũng không cảm thấy ngại tự xưng chí tôn huyết mạch. Lý Khôn Húc không muốn cười lạnh, nhưng không có cách nào. Đối thủ của hắn, xem ra quá đổ bỏ đi.
hắn thật sợ sẽ cái này một roi, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh cho quất chết rồi. Đinh! Cái kia roi dài gào thét mà đến, hướng về Lý Thiên Mệnh khóe miệng co quắp đi. Đập nát miệng đầy răng hàm. Mặc cho ai đều có thể trông thấy, Lý Thiên Mệnh nguy hiểm. Nhưng, trên người hắn có luyện ngục thuẫn giáp A. Mà lại, hắn còn có hắc ám cánh tay. Hô! Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đột nhiên thân thủ, vậy mà tiếp nhận cái này roi dài. Lấy tay trái, tay không tiếp được. Trên roi dài, đột nhiên truyền đến như dã thú lực lượng, cái này khiến Lý Khôn Húc kém chút không có nắm vững chính mình cấp 6 thú binh loạn phong tiên. Lý Thiên Mệnh chỉ là vĩnh hằng luyện ngục thể cùng thái sơ hỗn độn thể điệp ra thân thể lực lượng, thì có thể so với rất nhiều cộng sinh thú, hung thú. Mà lại về sau sẽ còn càng mạnh. Hai loại thú nguyên vận chuyển, lại thêm nhục thân chi lực, kéo một phát kéo. Đinh! Loạn phong tiên trong nháy mắt thẳng băng. Cút! Lý Khôn Húc không nghĩ tới, lại có như thế không biết sống chết người. Hắn càng thêm dùng lực, thi triển quy nhất chiến quyết, loạn ma tiên pháp. Tại dưới chân hắn, cụ phong côn bằng lao xuống mà đến. Hắn chảo ảnh biến hóa, đồng dạng là cái này loạn ma tiên pháp quy tích. Quy nhất chiến quyết, là võ pháp cùng thú pháp xung hợp tốt nhất chiến quyết, phối hợp chiến đấu năng lực rất mạnh. Nhưng lúc này thời điểm, tiểu hoàng gà trực tiếp há miệng lần nữa phun một cái. Hô! Một đầu hỏa diễm phượng hoàng, trực tiếp thiêu tại loạn phong tiên lên, cái kia thiêu đốt luyện ngục hỏa, theo loạn phong tiên hướng về Lý Khôn Húc thiêu đốt mà đi. Dập tắt! Một trận bão táp theo quy nhất khí tràng bên trong đánh thẳng tới, đem luyện ngục hỏa phốc tứ tán. Đây là quy nhất khí chàng mượn dùng linh nguyên thần thông. Mặc dù là đến từ cộng sinh thú, nhưng là từ quy nhất khí chàng thi triển đi ra, uy lực càng mạnh. Chỉ là Lý Khôn Húc vạn vạn không nghĩ đến, luyện ngục hỏa không có dập tắt, lần nữa nhào tới. Tới. Tại luyện ngục hỏa nhào lên thời điểm, Lý Thiên Mệnh đột nhiên dùng lực. Đinh. Loạn phong tiên tuột tay, Lý Khôn Húc thất tha thất thểu, trực tiếp đập xuống đất. Cái này cũng là quy nhất cảnh tầng thứ hai thực lực. Trực tiếp ngã chụp ếch, tư thế ngược lại là thẳng yêu mỹ. Lý Thiên Mệnh vô tình tiếng cười nhạo, truyền đến Lý Khôn Húc trong lỗ tai. Đến, để ta xem một chút, người côn hình thái, lại có cái gì chiến đấu lực. Càng khiến người ta nhóm không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà chủ động xuống nước. Một cái hỏa thuộc tính ngự thú sư, nhảy xuống sông lớn, nghênh chiến côn hình thái đối thủ. Người phiền phức. Lý Khôn Húc lao xuống sơn phong, cộng sinh thú hộ tống hai bên. Thì ở trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh nhìn tận mắt, ở trên bầu trời màu nâu bằng điểu, vậy mà tại hắn trước mắt biến hóa. Quả thật, theo bằng điểu biến hóa thành một con cá lớn, vọt thẳng tiến sông lớn bên trong, văng lên đầy trời bọt nước. Rầm rầm rầm. Lần tiếp theo xuất hiện, cái kia một con cá lớn mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Lý Thiên Mệnh cắn xé tới. Mà Lý Khôn Húc lắc mình biến hóa. Kỳ khí chàng theo gió lốc khí chàng, biến hóa thành chạy biển khí chàng. Chạy biển khí chàng bên trong, sông lớn mãnh liệt, hắn có trưởng khống nước sông lực lượng. Xuất thủ thời khắc, bao phủ vạn quân nước sông, tạo thành to lớn oanh minh. Hắn, hoàn toàn phát huy ra quy nhất cảnh tầng thứ hai thực lực. Không biết sống chết. Lý Khôn Húc vừa mới ăn quả đắng, nhưng mình không nghĩ ra, chỉ có thể phân loại làm Lý Thiên Mệnh vận khí tốt. Có đúng không, người có thể lưu đến bây giờ. Là bởi vì, ta liền muốn nhìn một chút, côn bằng như thế nào chuyển biến. Hiện tại, ta đã xem hết. Cho nên, người có thể cút về. Nói xong, Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà liếc nhau một cái. Huynh đệ, lên. Đánh bọn họ. Lý Thiên Mệnh, một bước 30 mét, trong tay đại lôi diệt kiếm, giết ra. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm, đem cái kia cá lớn cùng Lý Khôn Húc hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm. Cụ phong côn bằng thi triển linh nguyên thần thông, đại lượng nước sông cuốn tới. Hô! Lý Thiên Mệnh xuyên thấu sông lớn, đại lôi diệt kiếm khí lẫn vào vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên cùng thái sơ hỗn độn thú nguyên lực lượng, hội tụ một thể, một kiếm ra, nguy cơ buông xuống. Một kiếm này, thẳng hướng cái kia côn bằng. Cút! Lý Khôn Húc lần nữa thi triển cái kia loạn ma tiên pháp, chặn Lý Thiên Mệnh quỷ ảnh một kiếm. Đúng vào lúc này, bên người một đạo tàn ảnh lướt qua. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Chỉ là một kiếm này, đến từ tiểu hoàng gà cánh. Phốc phốc. Lý Khôn Húc chú ý lực hoàn toàn ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Hắn hoàn toàn không cho rằng, cái này tiểu hoàng gà ngoại trừ ngay từ đầu phun liệt diễm,
còn có cái gì còn lại chiến đấu lực. Mà bây giờ, đến từ tiểu hoàng gà một kiếm, trực tiếp đâm vào trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra. Răng rắc, tiểu hoàng gà rút ra một cái răng, thoát ra trở ra. Ta để ngươi hầm ta, nhổ ngươi răng, để ngươi ăn. Bực này tràng diện, toàn trường tĩnh mịch. Mặt bị chọc lấy một cái lỗ thủng, rút đi một khỏa răng cửa lớn. Lý Khôn Húc, nhất thời kêu thảm. Trong nháy mắt bị nhổ răng, đến cùng có bao nhiêu đau, hắn tự mình biết. Ngay tại hắn gào thảm thời điểm, Lý Thiên Mệnh lần nữa một kiếm, đuổi kịp Cụ Phong Côn Bằng. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Hắn lại nhanh lại hung mãnh, đến từ thiên ý cảnh giới chiến quyết uy lực thực sự thật đáng sợ. Cụ Phong Côn Bằng. Ba loại thần thông bạo phát, đều không ngăn lại Lý Thiên Mệnh. Một kiếm kia, đâm vào khoang miệng. Kiếm thế chuyển một cái, Cụ Phong Côn Bằng miệng đầy là máu. Nó kêu thảm một tiếng, trực tiếp tiến vào trong nước, chật vật chạy trốn. Mà cái kia Lý Khôn Húc, lúc này thời điểm còn tại kêu đau kêu thảm, nước mắt đều biểu đi ra. Tiểu hoàng gà lần nữa đánh tới, một cánh phiến trên mặt của hắn. Ba, cái này quy nhất cảnh tầng thứ hai thiếu niên, bị tiểu hoàng gà cái này nhỏ bé tồn tại, tát đến không trung quay người 30 vòng, bay thẳng lên Côn Bằng Thánh Điện. Lần sau còn muốn hầm ta, ta thì đánh nát ngươi miệng đầy răng. Sông trên nước, tiểu hoàng gà hai tay chống nạnh, cười ha ha. Cường đại, cũng là thoải mái a. Bất quá là thêm ra ba trọng cảnh giới, cái này Lý Khôn Húc, làm sao có thể chịu nổi bọn chúng thiên địa nhân tam sát kiếm. Lý Thiên Mệnh chỉ là thú nguyên bạo phát lực, đều cùng quy nhất đệ nhất trọng, gia trì quy nhất khí chàng sau bạo phát thú nguyên không sai biệt lắm. Tăng thêm vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể, còn có quy nhất cảnh rất khó có người có thể ngăn cản thiên địa nhân tam sát kiếm. Chỉ là Lý Khôn Húc, làm sao có thể cản. Côn Bằng Thánh Điện trước đó. Làm Lý Thần Hoàng tiếp nhận con trai bảo bối của mình thời điểm, hắn quả thực não tử trống rỗng. Nguyên bản coi như lớn lên đẹp trai nhi tử, hiện ở trên mặt bị đâm tràn đầy vết máu, còn mất đi một cái răng. Thật là đau, cha, thật là đau a. Răng cửa lớn bị rút, Lý Khôn Húc chảy ra sám hối nước mắt. Cha, báo thù cho ta. Lý Khôn Húc nghiến răng nghiến lợi, cũng là rốt cuộc cắn không đến hắn má phải viên kia răng cửa lớn. Báo thù, làm sao báo? Hiện tại, phong mạch tất cả mọi người, đều ngơ ngác nhìn cái kia sông lớn lên thiếu niên. Hắn đem đại lôi diệt kiếm cắm vào trên bùn đất, nhìn lấy phía trên. Đây là linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Vừa rồi hắn cùng nó cộng sinh thú, thi triển không phải quy nhất chiến quyết, thoạt nhìn như là nguyên cấp chiến quyết, nhưng tại sao ta cảm giác cùng thiên ý chiến quyết tương tự? Khẳng định có người cho hắn đem thiên ý chiến quyết làm giản hóa, cái này giản hóa người. Thật sự là kỳ tài. Không đúng sao, linh nguyên cảnh, có thể đem thiên ý chiến quyết phiên bản đơn giản hóa dùng đến, toàn bộ Lý thị thánh tộc, người nào có thể làm được. Đây là mấy cái mạch chủ ở giữa thảo luận. Nói đến đây, bọn họ trợn mắt hốc mồm. Không có khả năng, hắn liền Côn Bằng cộng sinh thú đều không có, rất rõ ràng cũng là tộc mẫu tìm ngoại nhân, rất có thể đều không phải là ta Lý thị thánh tộc người. Lý Thần Hoàng nói, không phải Lý thị thánh tộc. Vì sao lại có tiểu mệnh kiếp? Vì sao lại có kiếp vòng? Lý Huyền Hà nói. Không phải tự ngươi nói, kiếp này vòng có thể là bằng vào chúng ta không biết phương thức, làm giả sao? Lý Thần Hoàng nói. Lý Huyền Hà cau mày, hắn trả lời không được. Hắn đúng là linh nguyên cảnh, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đều không có gì khác biệt. Mấu chốt là, hắn có thể đánh bại Lý Khôn Húc, sẽ còn dùng ra như thế kinh diễm kiếm đạo. Càng mấu chốt là, hắn cộng sinh thú vậy mà cũng có tương tự thiên phú, đây tuyệt đối chỉ có tiểu mệnh kiếp mới có thể giải thích được. Chỉ có tiểu mệnh kiếp mới có thể để cho cộng sinh thú đồng dạng nắm giữ lĩnh hội chiến quyết thiên phú, thậm chí lĩnh hội thiên ý. Khi bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, rốt cuộc không ai lấy ánh mắt hài hước nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Liền Lý Khôn Húc đều bị ném ở một bên. Dù sao, tuy nhiên không có răng cửa lớn, nhưng cũng không tính trọng thương. Phong mạch tất cả mọi người, sắc mặt xoắn suýt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nói như vậy, hắn thật là năm kiếp luân hồi chi thể, thật chỉ tu luyện nửa năm, thật là Lý vô địch chi tử. Nhưng, hắn nắm giữ tối đỉnh cấp năm kiếp luân hồi chi thể, làm sao có thể liền chí tôn huyết mạch thái hư Côn Bằng đều không có. Chẳng những không có, mà lại cộng sinh thú vẫn là một con gà con, thoạt nhìn là cấp 7 cộng sinh thú. Mấu chốt là,
đây là năm kiếp luân hồi chi thể con gà con. Kỳ thật tổ tiên cũng có qua chí tôn huyết mạch trưởng tử, không có thái hư côn bằng, nhưng cũng kế thừa tông chủ vị trí. Mà lại, hắn hậu duệ, như cũ sinh ra thái hư côn bằng cộng sinh thú, nói rõ, huyết mạch truyền thừa biết biến hóa, nhưng sẽ không đoạn tuyệt. Tiểu tử này, khả năng cũng là tình huống tương tự. Mọi người thảo luận náo nhiệt thời điểm, Lý Huyền Hà nói. Thôi đừng chém gió, dù sao ta không tin, con của các ngươi còn khiêu chiến sao? Không khiêu chiến, ta để Lăng Hà đến. Lăng Hà, là phong mạch người trẻ tuổi bên trong, chỉ có hai cái ba kiếp luân hồi một trong, bây giờ đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Ta nói nhóm này người trẻ tuổi, Lăng Hà mạnh nhất, chư vị không có ý kiến chứ? Vậy liền để Lăng Hà đi xem một chút, cái này Lý Thiên Mệnh tình huống thật đến cùng như thế nào? Nếu là hắn có vấn đề, gặp phải mạnh hơn đối thủ, nhất định lộ ra chân ngựa. Chư vị lại nhìn lấy chính là. Các loại Lý Huyền Hà nói xong, mọi người mắt lạnh nhìn hắn. Nói cách khác, Lăng Hà muốn là đánh bại hắn, cũng là thiếu tông chủ đúng không? Không phải vậy con của các ngươi cũng có thể lên, ngoại trừ Lăng Hà, còn lại mức độ cũng liền cùng Lý Khôn Húc không sai biệt lắm. Lý Huyền Hà nói. Vậy liền để Lăng Hà lên trước đi, Lý Thiên Vũ nói. Dù sao hắn nhi tử hiện tại đi lên, chỉ sợ không có gì phần thắng. Còn không bằng, để Lý Lăng Hà đi lên chém giết, nhìn xem tình huống. Lý Huyền Hà hôm nay tích cực như vậy, hiển nhiên là bởi vì, tại bảy cái nhận làm con thừa tự người ứng cử bên trong, hắn nhi tử hy vọng chiếm cứ 80%. Những người khác, bất quá là chạm thử vận khí. Dù sao, phong mạch bên trong, Lý Vô Địch khó chịu nhất cũng là Lý Huyền Hà. Nói không chừng. Hắn chết cũng không chọn Lý Huyền Hà chi tử đâu. Nhìn Lý Thiên Mệnh phiên bản đơn giản hóa thiên ý chiến quyết, đối mặt cái này hư hư thực thực năm kiếp luân hồi chi thể thiếu niên, bọn họ đều lựa chọn không lên. Lăng Hà, xuất chiến. Lý Huyền Hà nói. Đúng, phụ thân. Chờ đợi thời gian dài như vậy, cơ hội cuối cùng đã tới trước mắt. Lý Lăng Hà, vì Lý Huyền Hà chi tử, thiên su phong mạch mạch chủ chi tử. Phong mạch bên trong, ngoại trừ Lý Khinh Ngữ bên ngoài. Vị thứ hai ba kiếp luân hồi chi thể. 15 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Làm vị kia bạch y thiếu niên đi ra thời khắc, Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm giác được, người này cùng Lý Khôn Húc chỗ khác biệt. Lý Khinh Ngữ là ngang nhau tuổi tác, quy nhất cảnh tầng thứ tư, so cái này Lý Lăng Hà cao một chút. Nhưng, hắn nắm giữ cùng Lý Khinh Ngữ một dạng khí chất. Không thể không nói, quy nhất cảnh tầng thứ ba, tuyệt đối là một tên kình địch. Lấy Lý Thiên Mệnh thực lực trước mắt, hai đầu cộng sinh thú đi ra, có thể sẽ đánh cho rất tốn sức. Nhưng Lý Thiên Mệnh, không muốn tốn sức. Hắn muốn là, một bước đúng chỗ, nghiền ép đối thủ. Cho nên, hắn trong đám người, tìm được Khương Phi Linh. Đem Linh Nhi đáng sợ như vậy tồn tại, đưa đến Đông Hoàng Tông đến, Lý Thiên Mệnh vì cái gì không dùng, muốn cùng người khác sinh tử tương bắc đâu. Chư vị, chờ ta một hồi. Hắn chạy tới. Nắm Khương Phi Linh thì bước vào côn bằng thánh điện. Lý Thiên Mệnh, người thế nhưng là hoảng sợ tại ta, học Lý Vô Địch cùng một chỗ trốn đi. Thiếu niên Lý Lăng Hà ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí bén nhọn. Chỉ là hắn vừa mới dứt lời, Lý Thiên Mệnh thì đi ra. Chỉ là, hắn vừa mang vào cái kia làm cho người ghé mắt, nhắm chúng không ít phong mạch các thiếu niên nhìn lén Mỹ thiếu nữ nhưng không thấy. Ai có thể đoán được, cái này Mỹ thiếu nữ đã đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Lần nữa phụ linh, cảm giác so trước kia, càng tươi đẹp. 10 loại năng lực, đã thức tỉnh 4 loại. Đã mất đi 5 loại, chính là Lý Thiên Mệnh tiến lên mục tiêu cùng khát vọng, mỗi một lần phụ linh, hắn đều nhớ phá lệ rõ ràng. Mà bây giờ, hắn đem đối cái kia thánh thiên phủ tuyệt thế thiên tài khó chịu, chuyển rời đến Lý Lăng Hà trên thân. Lý Lăng Hà cố nhiên không bằng Lang Thiên Tử đáng sợ, thậm chí xa không tại một cái cấp độ. Nhưng là... Làm đối thủ, đầy đủ. Lý Lăng Hà, là trừ Lý Khinh Ngữ bên ngoài, chúng ta phong mạch cao nhất thiên tài. Ta cũng không tin, một cái linh nguyên cảnh tầng thứ 8, còn có thể đánh bại hắn. Muốn hắn thật có thể làm đến, ta thì tin tưởng hắn là Lý Vô Địch chi tử, tin tưởng hắn có 5 kiếp luân hồi chi thể. Cái kia còn cần ngươi nói, trên đời bên trong, cũng liền đệ nhất tổ tiên 5 kiếp luân hồi chi thể, mới có thể làm đến loại này không thể tưởng tượng thành tựu. Đừng nói nữa. Tại mọi người nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Lý Huyền Hà quát lớn một tiếng. Hắn nghe khó chịu. Lăng Hà, cải biến người vận mệnh thời điểm đến. Nên làm như thế nào, người biết.
Lý Huyền Hà hỏi. Cha, ngươi thì hãy chờ xem, ta sẽ đem cái này phô trương thanh thế, cố lộng huyền hư ra hỏa, đánh cho hoa rơi nước chảy. Lý Lăng Hà tay nắm một thanh nước trường kiếm màu xanh lam, nhảy xuống sông lớn trước đó, hắn kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng dùng kiếm. Sau khi nói xong, hắn đã đứng tại sông trên nước, chân đạp sóng nước, sừng sững mà đứng, nghiêm chỉnh đã có kiếm ý chí. Không xứng dùng kiếm. Lý Thiên Mệnh cười. Lấy vừa rồi biểu hiện, phong mạch đại đa số người phán đoán, này lại là một trận tử chiến. Nhưng sau cùng, Lý Lăng Hà khẳng định đạt được thắng lợi, thành công bảo vệ phong mạch các thiên tài tôn nghiêm. Lý Lăng Hà, là mỗi người bọn họ mục tiêu. Đúng vào lúc này, cái kia trong nước sông, một đầu to lớn hắc ngư vọt ra. Cái kia hắc ngư, toàn thân có cẩn trọng lân giáp. Hắn trên thân rất nhiều vị trí, tỉ như phần lưng, quai hàm bộ, miệng, cái đuôi các phùng lên, đều có bén nhọn gai đen. Đại lượng gai đen, để cái này hắc ngư như là con nhím. Trong khi hé miệng thời điểm, trong mồm có thể nhìn đến lít nha lít nhít bén nhọn hàm răng, hết thảy có tầm vài vòng. Đây quả thực là to lớn piranha. Đây là một đầu trung phẩm bát giai cộng sinh thú. Cái này phẩm giai, cùng Mộ Dương Mặc Kỳ Lân thuộc về một cái cấp bậc. Tại Chu Tước Quốc, loại này cộng sinh thú chỉ có một đầu. Nhưng là ở chỗ này, tiểu bối nhẹ nhõm nắm giữ. Này cộng sinh thú, tên là Phong Ma Long Côn. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra cái này cộng sinh thú vảy cá, kỳ thật cùng loại vảy rồng, mà lại hắn miệng bộ, còn có râu rồng. Phong Ma Long Côn, đồng dạng có thể biến hóa thành bằng trạng thái, nhưng là, hắn côn chiến đấu lực mạnh nhất. Tại trong thủy vực, Phong Ma Long Côn chỉ muốn trưởng thành, thánh thú phía dưới, đều có rất ít đối thủ. Giờ phút này, Lý Lăng Hà tay cầm, Lăng Hà thủy kiếm, chân đạp Phong Ma Long Côn. Cái kia Phong Ma Long Côn hống một tiếng, sông lớn rung động, vô tận sóng nước bao phủ ra. Cái kia một tiếng gào thét, sâu xa, cổ lão, tựa như là đáy biển cá voi thanh âm một dạng. Oanh! Gào thét về sau, cái kia Phong Ma Long Côn xông vào trong nước, nhấc lên đầy trời sóng lớn. Mà tại thời khắc này, Lý Lăng Hà tại phong mạch mọi người gieo hò ồn ào bên trong, múa Lăng Hà thủy kiếm. Một kiếm ra, trước mắt sông lớn nhất thời phá vỡ, ngưng tụ thành một đạo cự đại thủy chi kiếm khí, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Hắn luyện kiếm nhiều năm. Vừa mới nghe nói trưởng bối khích lệ Lý Thiên Mệnh kiếm, hắn vô cùng khó chịu. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh rõ ràng không có dùng kiếm khí chất. Kiếm giả, công chính thẳng tắp. Hắn Lý Lăng Hà, chính là loại khí chất này người, mày kiếm mắt sáng, một mặt chính khí. Cho nên một kiếm này, giết ra ý chí của hắn. Tà ma ngoại đạo, cút. Một kiếm kia, quả thật làm cho trưởng bối kinh thán. Đáng tiếc thì sau đó một khắc, Lý Thiên Mệnh bất động thanh sắc, một kiếm cắm ở sông trên sông. Ầm ầm, động không phải sông lớn, mà chính là khắp nơi. Đinh, địa sát kiếm, mạch động. Ong ong ong, mãnh liệt địa mạch chấn động, gây nên sóng nước chấn động, ngập trời sóng nước nhấc lên. Thì tại tiếp theo trong nháy mắt, sóng nước bên trong, một đạo đại lôi diệt kiếm khí bạo phát. Đinh, địa sát kiếm, trực tiếp phá vỡ Lý Lăng Hà nước bên trong kiếm khí. Ngươi nói ta, không xứng dùng kiếm. Lý Thiên Mệnh cười. Người nào có thể biết, phụ linh phía dưới, thực lực của hắn cơ hồ trèo lên một cảnh giới. Đối với tới nói, hiện tại Lý Lăng Hà, đã cùng vừa mới Lý Khôn Húc không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh có lúc cảm thấy, chính mình không là quái vật. Khương Phi Linh, mới là quái vật. Một cái có thể làm cho mình biến đến càng kinh khủng quái vật. Hắn tại phụ linh phía dưới, khí huyết ngập trời. Một kiếm mạch động. Nhất kiếm nữa, chấn ngục. Hắn phóng lên tận trời. Thiên chi dực triển khai, cái này thiên chi dực có thể có hình dạng, cũng có thể vô hình. Ai có thể nhìn ra, hắn vì sao có thể trên bầu trời, như thế linh động. Cái này không trọng yếu là, Lý Thiên Mệnh cái kia chấn ngục một kiếm, từ đó hạ xuống, trực tiếp chém xuống. Ông! Một kiếm chém. Lý Lăng Hà tức giận. Hắn thi triển, nghịch hướng thiên hà kiếm quyết, phóng lên tận trời. Kiếm quyết bạo phát thời khắc, cái kia phong ma long côn trên thân. Không chỗ gai nhọn trực tiếp liền xông ra ngoài, tại gió cùng phong bạo lăn lộn cùng một chỗ thời khắc, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Đinh đinh đinh. Đúng vào lúc này, mọi người căn bản không nhìn thấy, những thứ này gai nhọn bị cái gì chặn. Thật giống như Lý Thiên Mệnh trước đó, có một bức tường. Bức tường kia tường,
chính là không gian tường. Khương Phi Linh còn không tính thuần thục, cho nên không gian tường rất nhanh bị xé nứt. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh chém xuống một kiếm, trực tiếp cùng Lý Lăng Hà một kiếm, trong nháy mắt quyết đấu. Đinh! Ầm! Một kiếm kia chấn ngục, đủ để chấn động địa ngục. Một khắc này, Lý Lăng Hà phun ra một miệng tàn huyết, kêu thảm một tiếng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Phong Ma Long Côn trên thân. Muốn không phải Phong Ma Long Côn né tránh kịp lúc, Lý Lăng Hà chỉ sợ muốn bị đâm xuyên. Giờ phút này, Lý Lăng Hà, chiến bại. Hắn đâm vào Phong Ma Long Côn trên lưng, trực tiếp đâm đến đầu rơi máu chảy. Cả người tại chỗ mê muội, ngã oạt tại Phong Ma Long Côn trên thân. Lăng Hà thủy kiếm, rơi vào trong nước sông. Cơ bản thì cái này hai chiêu. Hai chiêu ở giữa, song phương cộng sinh thú còn không sao cả phát huy, Lý Lăng Hà, lại bị Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đánh tan. Ai sẽ nói, đây là thế lực ngang nhau. Đây là một trận nghiền ép. Linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nghiền ép quy nhất cảnh tầng thứ 3. Hơn nữa, còn là ba kiếp luân hồi chi thể quy nhất cảnh tầng thứ 3. Nhìn đến Lý Lăng Hà miệng phun máu tươi, tại chỗ mê muội, toàn bộ phong mạch người, đều nói không ra lời. May mắn ngươi choáng, không phải vậy, nói ta không xứng dùng kiếm, lại làm cho hai ta kiếm kích bại, ngươi nhiều xấu hổ. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn thừa nhận cái này Lý Lăng Hà cũng không tệ lắm. Nếu như không có Khương Phi Linh, chỉ sợ muốn tiểu hoàng gà, tiểu mèo đen toàn ra, mà lại đoán chừng tiêu tan đều muốn thi triển đi ra. Nhưng, có phụ linh, dễ như trở bàn tay. Cái này, cũng là Lý Thiên Mệnh làm sao đều muốn đem Khương Phi Linh mang ra nguyên nhân. Dù là bị cướp đi 5 loại năng lực phong ấn, trên người nàng bảo tàng, thực sự nhiều lắm. Chư vị, còn thừa lại gió này Ma Long Côn, ta là đánh, vẫn là không đánh. Lý Thiên Mệnh gặp cái kia Phong Ma Long Côn còn tại hướng về phía chính mình gào thét, liền hỏi Lý Huyền Hà bọn họ. Kỳ thật, thắng bại đã rốt cuộc. Phong Ma Long Côn là rất mạnh không sai, nhưng lần này, nó cũng chỉ có thể gọi vài tiếng, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Nó ngự thú sư, chiến bại quá nhanh. Đến mức Phong Ma Long Côn chính mình, cũng không biết muốn không cần tiếp tục chém giết. Dù sao Lý Thiên Mệnh toàn thân nhẹ nhõm, cái kia tiểu hoàng gà còn một mặt cười xấu xa nhìn lấy nó. Không đánh. Người nói chuyện là Lý Huyền Hà. Hắn xông đi lên, ôm đi con của mình, sắc mặt kia, muốn nhiều khó coi, thì có bao nhiêu khó coi. Lý Thiên Mệnh khóa chặt hắn. Lý Huyền Hà, ta hiện tại hỏi ngươi. Là ba kiếp luân hồi lợi hại, vẫn là năm kiếp luân hồi lợi hại. Ta cái này năm cái kiếp vòng, có phải hay không chính ta họa trên người? Tóc của ta, có phải hay không chính ta nhiễm trắng? Ta Lý Thiên Mệnh, có không có tư cách, kế thừa thiếu tông chủ vị trí? Liên tục bốn cái vấn đề, một cái so một cái khí thế cường. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn, cơ hồ đã áp đến Lý Huyền Hà trên mũi. Lý Huyền Hà tại vận chuyển thú nguyên. Phát triển Lý Lăng Hà thân thể, đồng thời xuất ra linh túy cho hắn liệu thương. Hắn cúi đầu, không có thể trở về đáp Lý Thiên Mệnh. Cái kia những vấn đề này, ta hỏi các vị tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía những người khác, hỏi, Lý Lăng Hà chiến bại, còn có người muốn khiêu chiến ta. Mạch chủ nhóm nhi tử, đều lui về sau một bước. Bọn họ sợ hãi Lý Lăng Hà, bị Lý Thiên Mệnh lưỡng kiếm đánh bại, còn có cái gì dễ nói. Lý Thần Hoàng. Lý Thiên Vũ chờ các vị mạch chủ, xin hỏi chư vị, thừa nhận năm kiếp luân hồi chi thể sao? Nếu như còn không thừa nhận, vậy thì mời các vị, nói ra một loại ta có thể lấy linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nghiền ép đánh tan Lý Lăng Hà lý do. Cũng có thể nói ra một loại, ta có thể thi triển giản hóa thiên ý chiến quyết lý do. Nếu như các người có thể nói ra đến, ta liền tin. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đảo qua mỗi người bọn họ. Lý Thần Hoàng bọn người. Cắn hàm răng, ánh mắt lãnh đạm. Bọn họ phiền muộn, bất đắc dĩ. Nhưng, bọn họ căn bản không có cách nào trả lời Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, lấy bọn họ kiến thức, đều biết trên thế giới, chỉ có năm kiếp luân hồi chi thể, mới có thể làm đến loại trình độ này. Dù sao Lý Thiên Mệnh còn ra chỉ Khương Phi Linh phụ linh, sự đáng sợ, lại thêm nhất trọng. Nhìn lấy bọn hắn á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúng túng bộ dáng, Lý Cảnh Du đừng nói có bao nhiêu sướng rồi. Hỏi các người đâu, bây giờ còn có người hoài nghi, đây là cháu của ta sao? Không sai, hắn là không có côn bằng, nhưng là hắn cộng sinh thú, đều có năm kiếp luân hồi chi thể. Ngoại trừ ta Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch,
xin hỏi còn có chỗ nào có thể sinh ra 5 kiếp luân hồi chi thể? Ngoại trừ 4 kiếp luân hồi nhi tử ta, ai có thể sinh ra dạng này cháu trai? Hắn hiện tại không có thái hư côn bằng, nhưng là lúc sau hắn kết hôn sinh con, chưa hẳn không thể sinh ra có thái hư côn bằng con nối dõi. Hắn cộng sinh thú, từ mẫu thân chỗ đó kế thừa mà đến, phẩm giai xác thực tương đối thấp. Nhưng là, đã tới Đông Hoàng Tông, lấy nó cộng sinh thú 5 kiếp luân hồi chi thể thiên phú, tổng có thể tiến hóa vì thánh thú. Hiện tại, còn người nào không phục hắn làm thiếu tông chủ? Lý Cảnh Du mỗi một câu, cơ hồ đều gọi người vô pháp phản bác. Cộng sinh thú phẩm giai, vốn là tồn tại tiến hóa khả năng. Thậm chí, thánh thú đều không chân quý. 5 kiếp luân hồi chi thể cộng sinh thú, mới thật sự là chân quý. Có 5 kiếp luân hồi chi thể, có thể tại linh nguyên cảnh, thi triển thiên ý chiến quyết cộng sinh thú, ai còn chấp niệm thái hư côn bằng. Vạn nhất Lý Thiên Mệnh con nối dõi, đều là 5 kiếp luân hồi chi thể đâu. Không ai trả lời. Bọn họ đều rất rung động. Chỉ có Lý Thần Hoàng mạnh miệng một câu, nói, ta làm sao biết, cái này gà cũng là 5 kiếp luân hồi chi thể. Đến, để ngươi nhìn một chút đại gia kéo kẹt oa. Tiểu hoàng gà đang muốn giơ lên bên trái cánh. Lý Thiên Mệnh vội vàng cho nó đẻ xuống. Hai bên không phân a ngươi, ngu. Hắn sắp bị con hàng này ngu xuẩn khóc. Kiếp vòng đều bên phải cánh tay, nó đem bên trái cánh giơ lên, cái kia không đều biết, hắn là 10 kiếp luân hồi. Rát, đây không phải phải sao? Tiểu hoàng gà mộng bức nhìn lấy chính mình trái cánh. Là cái đầu của ngươi. Lý Thiên Mệnh lúng túng đè lại bên trái nó cánh, đồng thời giơ lên bên phải nó cánh để mọi người thấy. Quả nhiên có 5 cái chấm đen nhỏ. Trễ giờ trở về, cho ngươi cánh trái 5 cái chấm đen nhỏ nhan sắc cho nhuộm thành vàng. Lý Thiên Mệnh dụng tâm linh giao lưu nói. Không phải vậy để cái này hai bên không phân ngu xuẩn đi ra khoe khoang, sớm muộn bại lộ. 5 kiếp luân hồi, đều như vậy chói mắt, ai biết 10 kiếp luân hồi sẽ khiến gió lốc gì. Thiên phú thứ này, giấu một nửa, rất tốt. Phong mạch mọi người thấy qua tiểu hoàng gà 5 cái kiếp vòng về sau, rốt cuộc không phản đối. Chí ít có Lý Thiên Mệnh tại, bọn họ đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho Lý Vô Địch mộng đẹp, triệt để tiêu tán. Không có việc gì thì sớm một chút lăn, Lý Cảnh Du vẻ mặt tươi cười. Nói thật, biệt khuất thời gian dài như vậy, nàng hôm nay, thực sự quá thoải mái. Nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh cái này, mập mạp cháu trai, ánh mắt, quả thực có 10.000 cái yêu chiều. Thấy thế nào, làm sao ưa thích? Chỉ là lúc này thời điểm, vẫn là có người đến phá hư bầu không khí. Cái kia chính là Lý Huyền Hà. Con của hắn, đã mơ màng tỉnh lại. Nghiến răng nghiến lợi lại sắc mặt trắng bệch, mang theo hoảng sợ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Huyền Hà biết, một trận chiến này bại, đối với nhi tử là cái đả kích. Hắn nhìn về phía Lý Cảnh Du, trầm giọng nói, ngươi thuyết phục chúng ta, để cho chúng ta tán thành hắn là thiếu tông chủ, không dùng. Chúng ta, lại không có quyền lợi gì, quyết định ngươi chí tôn huyết mạch sự tình. Ngươi thật nghĩ để hắn làm thiếu tông chủ, phải xem còn lại tam mạch có đáp ứng hay không. Nếu như còn muốn lấy loại này dùng khiêu chiến phương thức, để chứng minh chính mình, vậy liền nhìn xem cái này Lý Thiên Mệnh, có hay không khiêu chiến cái kia tam mạch người tuổi trẻ bản sự đi. Chúng ta phong mạch, thứ nhất đếm ngược, bị bọn họ kéo tới chênh lệch đã to đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn nói rất thoải mái. Ý tứ rất rõ ràng. Dù sao, bọn họ cái này thất thinh phong mạch, sẽ không lại trợ giúp chí tôn huyết mạch nói chuyện. Thì để bọn hắn thì người này đi đối kháng còn lại tam mạch đi. Không phải bọn họ kéo ra chúng ta chênh lệch, mà là các ngươi thất tinh phong mạch, xuống dốc đến tốc độ vượt qua bọn họ quá nhiều. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Dù sao, tất cả mọi người tại xuống dốc. Thì xem ai có thể chống lớn lên lâu một chút thôi. Ha ha! Lý Huyền Hà cười. Nhìn con mình, hắn càng thêm đau lòng. Sau cùng, hắn thấy được Lý Khinh Ngữ. Đúng rồi, sau 5 ngày. Lý Huyền Nhất khẳng định phải cùng ngươi nói hắn nhi tử Lý Kim Sán, cùng Khinh Ngữ hôn sự. Khoảng cách Khinh Ngữ 16 tuổi sinh nhật, cũng không có bao nhiêu ngày rồi. Dựa theo Lý Vô Địch cùng Lý Huyền Nhất đổ ước, Khinh Ngữ 16 tuổi sinh nhật, thì muốn gả cho hắn nhi tử. Vụ cá cược này, là Lý Vô Địch não tử có bệnh, chạy tới Tông Lão Hội, để Tông Lão Hội làm chứng, kết quả chính mình thua thất bại thảm hại. Lý Huyền Nhất, nhất định sẽ cầm Tông Lão Hội, tới áp các ngươi, ta nhìn. Khinh Ngữ khẳng định là muốn gả cho Lý Kim Sán. Lý Huyền Nhất thật kiếm lời, sinh một cái phế vật tiểu nhi tử,
lại ngu xuẩn lại mập lại xấu, còn có thể cưới khinh ngữ dạng này thiên tài mỹ nhân. Khinh ngữ, ngươi nhưng so với ta nhi tử Lý Lăng Hà còn muốn ưu tú, chỉ tiếc, ngươi có một cái phế vật lại ngu xuẩn cha. Bày ra dạng này cha, ngươi liền chuẩn bị nghênh đón tương lai vận mệnh bi thảm đi. Lý Huyền Hà lời nói lạnh nhạt nói xong, sau đó mang theo tộc nhân, trực tiếp quay người rời đi. Dù sao, về sau sự tình không có quan hệ gì với hắn. Những người khác, cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Mỗi người nhìn lấy Lý Khinh Ngữ ánh mắt, đều tràn đầy tiếc hận. Tông lão hội tự mình làm chứng, như là luật thép. Cho nên, kết cục không có khả năng cải biến. Có lẽ, Lý Khinh Ngữ xem ra còn chấn định. Chỉ là Lý Thiên Mệnh đã thấy, nàng trong tay áo song quyền, đã nắm chặt. Mảnh mai thân thể, run nhẹ nhẹ. Cháu gái ngoan đừng sợ. Bọn họ muốn mang đi ngươi, nãi nãi ta, không muốn cái mạng này, đều muốn cùng bọn hắn liều mạng. Lý Cảnh Du đau lòng nói. Lý Thiên Mệnh thấy được đây hết thảy. Hắn cũng nghe Lý Cảnh Du nói qua. Tông lão hội, ngay tại lúc này Đông Hoàng Tông quyền uy chí tôn. Bây giờ, là Tông lão hội các tộc các cường giả, trưởng khống Đông Hoàng Tông. Sau 5 ngày, còn lại Tam Mạch khẳng định sẽ tới. Lý Thiên Mệnh còn có thể hay không thực sự trở thành thiếu tông chủ, còn phải nhìn cái kia Tam Mạch sắc mặt. Thất Tinh Phong Mạch những người này, có thể tính đi. Chờ bọn hắn đi về sau, Côn Bằng Thánh Điện chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du, Lý Khinh Ngữ ba người. Đương nhiên, tiểu hoàng gà đã tỉnh lại tiểu mèo đen, đi xuống trong sông bắt cá đi. Sau đó, bọn họ hẳn là sẽ là cái này tùy duyên phong phụ cận Giang Hà tôm cá ác mộng. Khương Phi Linh kết thúc phụ linh, theo Lý Thiên Mệnh trên thân xuống tới. Thiên Mệnh, Linh Nhi cô nương năng lực này, bằng vào ta kiến thức, đều chưa bao giờ thấy qua. Nàng tuyệt đối là người bảo tàng, mà lại người ta rời nhà 10.000 dặm theo ngươi đi ra, ngươi có thể phải thật tốt đối đãi nàng. Cái này cháu dâu, thực là không tồi, hài lòng, phi thường hài lòng. Lý Cảnh Du cười nói. Vừa Lý Huyền Hà nâng lên Lý Khinh Ngữ hôn sự, nhưng Lý Cảnh Du không phải rất nguyện ý nói tiếp chuyện này. Cháu dâu ba chữ này, có thể gọi Khương Phi Linh đỏ mặt. Nãi nãi, ca ca đối với ta rất tốt, nàng nói. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Hắn cũng không có la thói quen, Khương Phi Linh trước hết kêu lên. Quả nhiên, nàng ở đâu đều là như thế làm người khác ưa thích a. Tốt, thật tốt. Lý Cảnh Du nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt tỏa ánh sáng. Sau 5 ngày, sẽ rất phiền phức, Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt hỏi. Là có một chút phiền toái, dù sao cái kia Tam Mạch người, so Lý Huyền Hà bọn họ khó đối phó nhiều. Muốn cho ngươi ở chỗ này an định lại, còn không dễ dàng đây. Tuy nhiên cái gọi là thiếu tông chủ, thiếu tộc trưởng, Đông Hoàng Tông không ai coi ra gì, nhưng chúng ta Lý Thị Thánh tộc người, vẫn là thẳng hướng tới. Dù sao, mấy ngàn năm trước, thiếu tông chủ, cũng là toàn bộ Đông Hoàng cảnh người thừa kế. Lý Cảnh Du giận dữ nói. Theo Đông Hoàng cảnh người thừa kế, không có rơi xuống không người hỏi thăm. Chênh lệch, thực sự có chút lớn. Nhưng bất kể nói thế nào. Sau đó đã tại Đông Hoàng Tông an định lại. Lý Thiên Mệnh đối cái này cuồn cuộn Đông Hoàng Tông, phá lệ có hứng thú. Dù sao, Tùy Duyên Phong chỉ là một cái góc vắng vẻ. Đúng vào lúc này, Côn Bằng Thánh Điện bên trong, bỗng nhiên đi ra tới một người ảnh. Bóng người kia ngã trái ngã phải, lảo đảo hướng cái này bên cạnh tới. Còn không có gặp người, liền nghe đến hắn đang kêu. Thiên Mệnh con ta, nhanh, để cha tới nhìn ngươi một chút, nháy mắt không thấy, ngươi đều 16 tuổi. Cha có lỗi với ngươi à? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trong bóng râm, một người mặc áo vải, đi bộ ngã trái ngã phải nam tử, thần tình kích động đi ra. Hắn tóc rối tung, giống như 3 tháng không có tẩy qua giống như. Khắp khuôn mặt là râu ria, còn dính đầy loại rượu. Trên tay hắn thì có một bầu rượu, tử mùi thơm khắp nơi, nhưng là nam tử này, lại tử khí ngút trời. Hắn uống rượu về sau, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, trên da rẻ của hắn, giống như có một ít hắc phết, hắc khí. Những thứ này dưới làn da hắc khí, tựa như là từng cái con run, tại huyết nhục của hắn bên trong chuyển động. Không dùng giới thiệu, Lý Thiên Mệnh liền biết. Cái này toàn thân tử khí, liền đi bộ đều bất ổn người. Cũng là hiện nay Đông Hoàng Tông chủ Lý vô địch. Qua, ta khuê nữ lại đẹp lên. Đến, bồi cha uống một ngụm. Lý vô địch siêu siêu vẹo vẹo đi tới, trên mặt chất đầy ý cười. Lý Khinh Ngữ nhìn hắn một cái.
Nãi nãi, ta đi trước. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp quay người, tựa hồ một câu, đều không muốn cùng Lý Vô Địch nói. Linh Nhi, người đi giúp ta hỏi một chút khẽ nói, liên quan tới hôn ước sự tình. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói. Được. Về sau thì trường cư cái này Côn Bằng Thánh Điện, nàng và Lý Khinh Ngữ, hai người đều là tiểu cô nương. Trong đó Khương Phi Linh lớn hơn vài tuổi, hẳn là có thể an ủi một chút nàng. Về sau, chịu nhất định phải trở thành bằng hữu. Khương Phi Linh đuổi theo, bên này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du cùng Lý Vô Địch. Thiên Mệnh con ta, rốt cục nhìn đến cha, người có phải là kích động hay không, rất hưng phấn. Cái kia Lý Vô Địch tuy nhiên đung đưa, nhưng chạy tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Toàn thân tử khí, mùi thối, đập vào mặt. Ta đi ngươi nha, có phải hay không ta ra ngoài lâu như vậy, ngươi cũng không tắm tắm. Lý Cảnh Du lắc đầu thở dài. Rửa cái gì tắm, lãng phí thanh xuân, thời điểm này, còn không bằng bồi tổ tông nhóm uống rượu hai chén. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Lý Cảnh Du nhìn con mình cái này hoang đường dáng vẻ, ánh mắt khó chịu, nhưng cũng trách cứ không đứng dậy. Lý Thiên Mệnh ngược lại là cảm thấy, gia hỏa này là cái có cố sự người. Theo Đông Hoàng Tông đệ nhất thiên tài, cho tới bây giờ người người ghét bỏ, Đông Hoàng Tông chủ, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lý Vô Địch cái kia phiêu hốt ánh mắt, ngay tại trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh. Tán, đến, để lão cha nhìn một chút ngươi ngũ hoàn. Lý Vô Địch đi đến trước mắt hắn, đem bình rượu ném ở Lý Thiên Mệnh trên tay. Hắn đổ là như quen thuộc, trực tiếp giơ lên Lý Thiên Mệnh cánh tay phải, thả dưới ánh mặt trời quan sát. Rất chuồn mất a, quả nhiên rất tích cực năng lượng, so với ta tứ hoàn muốn khốc khoe rất nhiều. Lý Vô Địch cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh một mặt mộng. Thì con sâu rượu này. Chính mình, muốn nhận hắn làm nghĩa phụ. Thậm chí, ở trước mặt người ngoài, còn muốn làm hắn là phụ thân. Người gọi hắn tính danh là được rồi, dù sao toàn bộ Đông Hoàng Tông người, đều là gọi thẳng tên của hắn. Lý Cảnh Du nói. Thì kêu hắn Lý Vô Địch. Dù sao cũng là trưởng bối, Lý Thiên Mệnh vẫn là muốn tôn kính một chút. Lúc này thời điểm, Lý Vô Địch buông xuống cánh tay của hắn, sau đó trong ngực rút nửa ngày. Bỗng nhiên, hắn ném ra một khối màu đen hình cầu đồ vật, nói. Thiên Mệnh con ta, ta đối với ngươi rất hài lòng, cái này Côn Bằng Thánh Ấn, ban cho ngươi. Sau đó, lão cha bảo kê ngươi. Cái này Đông Hoàng Tông, là cha ngươi địa bàn, ngươi về sau có thể hoành hành bá đạo, muốn đánh người nào liền đánh người đó. Ngươi nhìn cô nương nào tươi ngon mọng nước, trực tiếp cướp về, lão cha giúp ngươi thành lập Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, để ngươi hưởng thụ tất cả mọi người ở giữa vinh hoa phú quý. Cái gì, ngươi ưa thích tu luyện, đến. Tìm ta nhà mẹ già, cái gì thần nguyên, linh quặc, linh túy, thú binh, đều cho nhi tử ta chỉnh lên. Hắn một bên nói, vừa uống rượu, uống một hớp lớn, phốc một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, đã ngủ mê man. Lý Cảnh Du mặt mũi tràn đầy đau lòng, đem hắn đỡ lên. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, kỳ thật nàng không có chút nào trách cứ Lý Vô Địch lúc này thời điểm biểu hiện ra mơ hồ. Ngược lại trong mắt, toàn bộ đều đau lòng, là tiếc nuối. Bình thường tới nói, đều hỗn thành dạng này, liền xem như mẫu thân, cũng sẽ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Ta tới. Lý Thiên Mệnh trợ giúp nàng viện Lý Vô Địch. Giúp ta đem hắn sách về đi, Lý Cảnh Du nói. Được. Lý Thiên Mệnh đem con hàng này khiêng lên, mang vào Côn Bằng Thánh Điện. Côn Bằng Thánh Điện rất lớn, bọn họ tổ tôn ba đời liền ở lại đây. Để Lý Vô Địch nằm nghỉ ngơi về sau, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lý Cảnh Du còn đứng ở cửa. Ngơ ngác nhìn con mình. Hắn đem Côn Bằng Thánh Ấn cho ngươi. Điểm này, Lý Cảnh Du có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh vuốt vuốt trong tay màu đen đồ vật hỏi. Thứ này chất liệu rất kỳ quái, giống như là ngọc thạch, lại như là kim loại, nhưng cầm bốc lên đến, tựa như là mềm. Đây là tổ tiên huyết phách xung hội cùng một chỗ, hình thành Côn Bằng Thánh Ấn. Cái này một khối đồ vật lên, ngưng tụ Lý Thị Thánh tộc theo đời thứ nhất tổ tiên. Đến phu quân ta cái kia một thế hệ tất cả huyết, ngưng tụ thành huyết phách. Lý Cảnh Du nói. Phụ thân nàng, cũng là Lý Vô Địch cha. Đã qua đời. Mà lại, tại Lý Vô Địch khi còn bé thì đã qua đời. Trong ngàn năm, Lý Thị Thánh tộc chí tôn huyết mạch, liền không có trường mệnh qua. Lý Thị Thánh tộc vô số đời tổ tiên hội tụ huyết phách. Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Nói thật, thứ này quá trọng hậu. Hắn nhìn thoáng qua. Cảm nhận được.
là vô số đời siêu cấp cường giả nhóm nghịch thiên ý chí. Cái này, là truyền thừa. Khiến người ta lệ nóng doanh tròng huyết mạch truyền thừa. Chỉ có vĩ đại nhất thị tộc, mới có thể có như thế thần vật. Cũng là không nghĩ tới, Lý Vô Địch trực tiếp giấu ở trong ngực, lăn lộn một đống mùi mồ hôi bẩn cùng mùi rượu. Đúng, Lý Cảnh Du nhìn về phía cái này côn bằng thánh ấn, ánh mắt kính sợ. Cái này côn bằng thánh ấn, có tác dụng gì sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đây là Đông Hoàng Tông chủ cùng thiếu tông chủ thân phận căn bản. Côn bằng thánh ấn, là Lý Thị Thánh tộc từ xưa truyền thừa xuống, hết thảy có hai khối, phân biệt dung hội tại Đông Hoàng Tông chủ cùng thiếu tông chủ huyết mạch bên trong. Không có ta Lý Thị Thánh tộc huyết mạch, ngoại nhân căn bản là không có cách dung hội. Lý Cảnh Du thật sự nói. Dung hội về sau có thể như thế nào, chiến đấu lực mạnh lên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó cũng không phải, nhưng là, thân có côn bằng thánh ấn, mới có thể đi vào chúng ta Lý Thị Thánh tộc tổ địa, phụng dưỡng tổ tiên. Lý Cảnh Du nói. Cho nên, đây chính là Đông Hoàng Tông chủ cùng thiếu tông chủ thân phận đánh dấu, chỉ cần dung hợp, thì nhất định là thiếu tông chủ, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Lý Thị Thánh tộc tổ địa, là có cái gì tạo hóa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái kia ngược lại là không có, bất quá, Lý Thị Thánh tộc những người khác tin tưởng tồn tại tạo hóa. Đến mức những người khác, bọn họ không có đủ Lý Thị Thánh tộc huyết mạch, có côn bằng thánh ấn cũng vào không được. Nếu có cái gì tạo hóa, chúng ta liền sẽ không xuống dốc ngàn năm, mà lại càng ngày càng xuống dốc. Lý Cảnh Du tiếc nuối nói. Cho nên, nhiều như vậy thay tổ tiên ngưng tụ huyết phách, tác dụng cũng là thân phận đánh dấu a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Đúng a, cho nên nói tạo hóa trêu người, còn lại tam mạch muốn cướp, cũng là muốn đi vào tìm tòi hư thực. Dù sao, chúng ta nói cái gì, bọn họ sớm cũng không tin. Lý Cảnh Du giận dữ nói. Trên người của ta Lý Thị Thánh tộc huyết mạch, thực sự quá xa vời, ta có thể dung hợp cái này côn bằng thánh ấn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tuy nhiên xa xôi, nhưng là người có chúng ta đệ nhất tổ tiên năm kiếp luân hồi chi thể, khả năng thành công tính tuyệt đối rất cao. Lý Cảnh Du nói. Vậy ta muốn là hiện tại dung hợp, chẳng phải là lập tức liền là thiếu tông chủ, gãy mất còn lại tam mạch tưởng niệm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đạo lý là như vậy, nhưng là tại phục chúng trước đó, ta khuyên ngươi không muốn. Vì sao? Bởi vì, côn bằng thánh ấn dung hội về sau, chỉ có người chết, mới có thể một lần nữa hội tụ đi ra. Khác nhau cũng là sau đó huyết phách, tăng thêm một giọt máu của ngươi. Lý Cảnh Du nói. Ý tứ chính là, nếu như ta không thể phục chúng, nếu như không có người tin tưởng ngươi cho ta biên soạn thân phận, bọn họ có khả năng giết ta, lấy ra côn bằng thánh ấn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, cái kia mặt khác tam mạch mục đích là thiếu tông chủ vị trí, càng là côn bằng thánh ấn. Đạo lý là như vậy, nhưng chỉ cần có ta lão thái bà tại, ai cũng giết không chết ngươi. Chỉ là, nếu như bây giờ dung hợp, liền sẽ để sự tình đi hướng cực đoan, không có đường sống vẹn toàn. Một khi tam mạch chết đều không phục, tình cảnh của ngươi thì sẽ khá là phiền toái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người nào đều khó có khả năng giết ngươi. Câu nói sau cùng, là Lý Cảnh Du đối Lý Thiên Mệnh hứa hẹn. Dạng này a, Lý Thiên Mệnh tâm lý nắm chắc. Hắn cười cười, hỏi lại, xin hỏi, muốn như thế nào mới có thể dung hợp? Cắt vỡ kiếp vòng vị trí da thịt, chỉ cần có huyết xuất hiện, côn bằng thánh ấn tự nhiên là sẽ dung hội trong đó. Lý Cảnh Du nói. Nàng vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh thì theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra viêm long nha. Sau đó, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp tại cái kia 5 cái vòng tròn lên, cắt ra một đầu lỗ hổng. Ngươi làm gì? Lý Cảnh Du khiếp sợ nhìn lấy hắn. Nãi nãi, ta đã đi tới nơi này, đã muốn tranh thủ cái này thiếu tông chủ vị trí, ta thì không sợ không có đường lui. Cho mình lưu đường lui, cũng là lưu lại đem côn bằng thánh ấn giao cho bọn hắn khả năng. Ta không muốn để cho khả năng này tồn tại. Ngươi yên tâm, đã ngươi cam đoan ta không chết, ta sau đó làm ra hết thảy, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Thiên Mệnh quyết định. Hắn nắm bắt cái này côn bằng thánh ấn. Huyết mạch bên trong, đến từ tiểu mệnh kiếp 10 kiếp luân hồi chi thể nói cho hắn biết, cái này côn bằng thánh ấn, tuyệt đối không chỉ là thiếu tông chủ thân phận đánh dấu đơn giản như vậy. Nếu là hắn sợ chết, liền sẽ không tới nơi này. Hắn nắm bắt cái này côn bằng thánh ấn, liền có thể cảm nhận được, thân thể của hắn cùng tổ tiên huyết mạch cộng minh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tin tưởng. Hắn cũng là Lý Thị Thánh tộc một viên.
Dù là hắn không phải Lý Vô Địch nhi tử, không phải chí tôn huyết mạch. Nhưng là, hắn tổ tiên nắm giữ Lý Thị Thánh tộc huyết mạch, sẽ không sai. Hắn là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, càng sẽ không sai. Mà trong tay huyết phách, chính là mình tổ tiên máu tươi hội tụ. Loại này để cho mình nhiệt huyết sôi trào đồ vật, cũng bởi vì không dám dung hợp, cho nên cho ra một cái giao ra côn bằng thánh ấn khả năng. Trực giác nói cho Lý Thiên Mệnh. Loại này từ nơi sâu xa, cảm thụ vô cùng mãnh liệt bảo bối, nên trước tiên, dung hội đến trong thân thể của mình. Cho nên, hắn làm ra lựa chọn. Hắn cùng Lý Cảnh Du vừa nói xong đâu, hắn liền đem cái kia côn bằng thánh ấn, trực tiếp đặt tại tiểu mệnh kiếp trên vòng tròn. Xì 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 xì. Cơ hồ là giây phút đầu tiên, cái này đến từ vô số tổ tiên huyết phách, xông vào trong thân thể. Thiên mệnh. Lý Cảnh Du vạn vạn không nghĩ đến. Hắn thật lớn mật như thế. Nãi nãi, ta tán thành ngươi, thích ngươi tính tình. Ta đã gọi ngươi một tiếng nãi nãi, cũng là thừa nhận, chính mình là Lý Thị Thánh tộc một viên. Ta cũng không phủ nhận, ta đã muốn làm cái này thiếu tông chủ nhìn xem, nhìn nơi này, có thể cho ta cái gì tạo hóa, cho tu luyện của ta, mang đến cái gì trợ giúp. Mẫu thân từ nhỏ nói với ta, bị người ân huệ thì muốn hồi báo. Ngươi trợ giúp ta cứu được Linh Nhi, thật sự là giúp ta đại ân, trong lòng ta đối ngươi 10.000 cái cảm kích. Cho nên, ta đi tới nơi này, nhìn đến khốn cảnh của các ngươi, trong lòng ta 10.000 nguyện ý, cho các ngươi cống hiến ta lực lượng của mình. Tuy nhiên chúng ta không phải ông cháu, nhưng, gọi ngươi một tiếng nãi nãi, ta hiện tại xác thực cam tâm tình nguyện. Đã ta và các ngươi gia tổ tôn ba người, có loại này duyên phận, mà ta cũng đến nơi này, như vậy ta tiếp đó, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, vì cái này nhà đi chiến đấu. Cho nên, ta không muốn cho mình lưu cái gì đường lui, bất quá chỉ là côn bằng thánh ấn tranh đấu, chỉ cần bất tử, ta không có gì e ngại. Hắn đoạn văn này, nói đến phá lệ chân thành. Hắn cảm ơn Lý Cảnh Du, muốn báo đáp. Đương nhiên, hắn cũng thật thích lão thái bà này tính cách. Hắn cũng không che giấu, hắn muốn dựa vào cái này thiếu tông chủ thân phận, ở chỗ này thu hoạch được một số tu luyện trợ giúp, tỉ như cái này côn bằng thánh ấn. Xem xét cũng là cực kỳ tốt đồ vật. Mà lại, hắn đi tới nơi này Đông Hoàng Tông loại này quái vật khổng lồ tông môn, cũng xác thực cần Lý Cảnh Du bảo hộ. Đã hết thảy đều như thế thuật, như thế suy nghĩ thông suốt. Cái kia cũng không có cái gì nhớ qua. Chiến, chính là. Một đoạn này lời nói, đem Lý Cảnh Du nói đến hốc mắt đỏ bừng.